hai mắt nó cũng hóa thành vẻ khát máu màu đỏ tươi, tứ chi dốc sức liều mạng du động, muốn trực tiếp xông lên từ đáy biển, tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Phần phật, nước biển trên không đột nhiên bốc hơi một lượng lớn, còn lại cũng bị xé vỡ thành hai mảnh, thối lui khắp bốn phương tám hướng. Một đạo hắc mang mạnh mẽ tuyệt đối lăng không đánh xuống, trực tiếp chấn vỡ vô số bọt nước, ầm ầm đánh lên phần lưng cự quy kia. Phanh! Nước biển bốn phía cự quy toàn bộ tiêu tán, hóa thành một mảnh trạng thái chân không, toàn bộ thân nó đều run rẩy kịch liệt, trên giáp xác ấn ra một đạo kích ngấn đen kịt, thậm chí lõm xuống một khối. Lý Vân Tiêu nhíu mày, trình độ cường hãn của cự quy còn trên cả hắn dự đoán, uy lực đạo hắc mang vừa rồi đủ sức sánh với cự kiểm thú lúc trước rồi, nhưng rõ ràng lại bị mai rùa đỡ được hoàn toàn. Ầm ầm, trên mặt biển truyền đến một hồi rung chuyển, giờ phút này toàn bộ biển cả đều hoàn toàn chia lìa ra, vị trí mọi người đứng hiện giờ như là thâm uyên trên biển vậy, có thể trực tiếp trông thấy trời cao. Năm đạo hắc mang tương đối yếu kém theo nhau mà đến, giống như lưu tinh rơi vào đêm tối vậy. Trong lập lòe, tất cả mọi người đều nín hơi, cảm thụ cổ lực lượng quán triệt thiên địa kia lướt qua bên cạnh mình, nguyên một đám đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cự quy kia cũng cảm nhận được nguy hiểm, trong mắt màu đỏ tươi thoáng cái co rút, ngưng tụ thành chừng hạt đậu, vội vàng du động lấy tứ chi muốn chạy trốn đi. Nhưng năm đạo phá giới chi lực đã đánh đến, càng phong tỏa không gian nơi đó, nó giờ đã lên trời xuống đất không cửa rồi. Rầm 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 bang bang. Năm đạo hắc mang đều chấn lên mai rùa, kích động lên năng lượng đầy trời, tách ra khắp mọi nơi, khiến nước biển vốn nhượng bộ lui binh lần nữa gạt ra vài trăm mét. Cự quy dưới hắc mang kia trùng kích, bị chấn kiến toàn thân đen kịt, cả đầu đều quay cuồng, không ngừng xoay tròn bên dưới. Trên mai rùa rõ ràng lõm xuống, một mảnh khét lẹt đen kịt, còn bốc lên khói đặc nữa. Không gian bốn phía cự quy bị nó xoay tròn sinh ra các loại vặn vẹo biến hóa, nhìn qua quỷ dị dị thường. Bạc Phú Kình cả kinh nói. Sáu đạo công kích toàn lực của thâm hải cự thú lại không thể giết được nó sao? Thủy Tiên nói. Không có gì quá kỳ quái cả, loại hải quy này vốn là một trong mấy loài hải thú phòng ngự mạnh nhất trong biển rộng, thiên phú của bọn nó chính là phòng ngự. Lý Vân Tiêu đột nhiên hai ngón bấm niệm pháp quyết, một đạo kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, bay vụt xuống dưới. Bành! Một tiếng vang nhỏ, đạo kim quang xuất ở không gian cự quy nằm, hóa thành một đạo ký hiệu kim sắc dần hiện ra. Mà cự quy dưới kim quang kia lóe lên liền biến mất không thấy đâu nữa. A! Thủy Tiên kinh hô một tiếng, nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Ngươi truyền tống nó rồi. Lý Vân Tiêu nói. Không phải ta truyền tống nó, mà là chính nó truyền tống đi. Bạc Phú Kình cau mày nói. Không gian ấn ký. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta vừa rồi liền phát hiện nó muốn phá không mà đi, vì vậy lưu lại một tọa độ trên kính đạo của nó, vừa vặn vượt qua rồi. Liêu Dương Băng trong nội tâm khẽ động, nói. Phá không, vậy đầu hải quy kia đi đâu rồi? Lý Vân Tiêu nhìn qua bốn phía, nói. Nơi này tuy rằng là di tích, nhưng ta suy đoán cũng không phải là chỗ hạch tâm. Mà không gian mất đi mà Diệp Phàm nói tất nhiên chính là chỗ hạch tâm của phiến di tích này. Mọi người nhìn ra xa xa, khắp nơi là vách tường đổ, bị nước biển ăn mòn, như đã ngủ say cả ngàn vạn năm vậy. Một cái khe rãnh cực lớn xuất hiện ở trung ương di tích, tuy rằng trải qua tuế nguyệt, nhưng vẫn có thể thấy được uy thế năm đó, chảm liệt thiên không, chém nứt tứ hải. Bạc Phú Kình thuấn di một cái liền trực tiếp xuất hiện ở trước khe rãnh kia, ngồi xổm người xuống đưa mắt nhìn một hồi, nói. Một chiêu này chính là tuyệt kỹ chặt đứt hòn đảo liên hoa kia, chính xác không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đều nghiêm nghị, chảm ngấn cường đại như thế, vậy cần thực lực thế nào mới có thể thi triển ra a? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Hòn đảo liên hoa có lẽ chính là một kiện huyền khí phong ấn, bị chiêu này chảm chém nứt ra, hóa thành bộ dạng như hiện giờ, sau khi linh khí mất hết mới diễn hóa thành hòn đảo. Bạc Phú Kình nhìn chăm chú vào khe rãnh kia, ngưng giọng nói. Một chiêu này không chỉ đã phá vỡ phong ấn, hơn nữa còn trực tiếp chém vào địa mạch dưới đáy biển, linh khí nồng đậm chính là từ đây truyền ra. Linh khí chi địa thế này lại bị lãng phí, thật là đáng tiếc a. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói ra. Ta hiểu rồi, một chiêu này vốn là từ bên trong địa mạch chém ra a. Từ trong địa mạch chém ra. Diệp Phàm khó hiểu nói. Chẳng lẽ người nọ lẻn vào địa mạch trước sao? Lý Vân Tiêu cười nói.
ta cảm ứng được nơi cự quy đi cách nơi này cũng không xa. Những linh khí này xem ra cũng không phải là địa mạch đáy biển, mà là từ trong không gian bí ẩn kia tràn ra. Diệp Phàm, dùng nặc á chi chu của ngươi xuyên qua đi. Tốt. Diệp Phàm ứng tiếng nói, trong tay lóe lên kim quang, nặc á chi chu hiện ra, không ngừng biến lớn, thoáng cái đã hóa thành dài mấy chục thước, mọi người nhao nhao nhảy vào trong đó. Chiến hạm khởi động, nguyên một đám ma ha cổ tự từ trên thân hạm bay lên, giống như tiên nữ tán hoa vậy. Ầm ầm, một tiếng trùng kích vang lên, toàn bộ chiến hạm hóa thành một đạo kim quang, hư không tiêu thất trước khe rãnh, xuyên thẳng qua tầng tầng không gian. Sau một khắc, chiến hạm lần nữa hiện ra, hiển hiện trước mắt mọi người lại là một mảnh thế giới mờ mịt. Nơi này là... Tất cả mọi người trợn to mắt, giật mình nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy cả vùng đất vô biên vô hạn phía dưới, từng khối cự thạch đứng lẻ loi trơ trọi, giống như phần mộ vậy. Tân thần cả kinh nói. Nơi này thật là vương cung Đông Hải trước kia sao? Nhất Hải chi chủ lại ở nơi thế này sao? Bạc Phú Kình ngưng giọng nói. Hoàng cung có lẽ chính là ở trên phế tích kia, mà nơi đây chính là nơi mà Hoàng cung muốn trấn áp, chỗ phong ấn hồng thạch. Thủy Tiên nghi ngờ nói. Chỉ là một tảng đá, cần phong ấn thủ bút lớn như vậy sao? Hải chi xâm lâm tuy rằng cũng bị phụ hoàng phong ấn, nhưng cũng rất bình thường a. Diệp Phàm thoáng có chút thất vọng nói. Xem bộ dạng nơi này đã hoàn toàn trở thành một mảnh hoang vu, căn bản không có khả năng có cơ mộ thành thần, sợ rằng phải đi không một chuyến rồi. Hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu thoáng có chút ngẩn người, kinh ngạc nói. Vân Tiêu đại ca, ngươi làm sao vậy? Tất cả mọi người đều nhao nhao xoay đầu lại, nhìn tới Lý Vân Tiêu, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào đại địa ở xa xa, lộ ra thần sắc kinh ngạc, đều không tự chủ được theo ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn lại. Ở trên vùng đất cách đó không xa, mơ hồ có thể thấy được một ít đường cong vòng quanh, tựa hồ như một cái trận pháp vậy. Nhưng trong năm tháng dài dòng nó đã trở nên cũ nát không chịu nổi, khó có thể phân biệt nổi nữa rồi. Bạc Phú Kình cau mày nói. Sao hả, trận pháp này có vấn đề sao? Ọt ọt, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy yết hầu một hồi khô khốc, nuốt nuốt nước miếng, nơi mi tâm hắn lóe lên hào quang, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đúng là đại sư trận pháp Phó Cẩm Sơn. Lý Vân Tiêu chỉ vào trận pháp kia nói. Ngươi nhìn xem, có nhận ra trận pháp này không? Phó Cẩm Sơn một hồi tráng váng đầu, mỗi lần đều vô duyên vô cớ, không biết gì bị gọi tới hô đi. Hắn cũng dần dần đoán được tình cảnh của mình. Trên người Lý Vân Tiêu rất có khả năng có được huyền khí siêu phẩm có thể tự thành thế giới trong truyền thuyết, chỉ là khó có thể tiếp nhận nổi. Hắn quét thoáng qua mọi người trên thuyền, cảm nhận được một cổ khí tức cường đại. Liền hít một hơi lạnh, vội vàng nhìn về hướng mà Lý Vân Tiêu chỉ. Đưa mắt nhìn trận pháp kia một lúc, hai hàng lông mày Phó Cẩm Sơn nhíu chặt lại, thật lâu cũng không giãn ra. Hắn không kìm được hóa thành một đạo quang mang bay qua, đáp xuống trong trận pháp, cẩn thận quan sát. Tất cả mọi người đều căng thẳng, muốn ngăn trở hắn cũng đã không kịp, sợ trong trận pháp kia có cổ quái, xảy ra chút gì đó ngoài ý muốn. Lý Vân Tiêu cũng trở nên cảnh giác. Trực tiếp bay đến trên không trận pháp, để tránh Phó Cẩm Sơn gặp bất trắc. À trận pháp này, chẳng lẽ là... Phó Cẩm Sơn bỗng nhiên quát to một tiếng, trên mặt tràn đầy khó tin nhìn qua đường cong trước mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lúc này chợt trở nên trầm trọng, ngưng giọng nói. Quả nhiên, ngươi cũng hiểu được sao? Phó Cẩm Sơn liếm lấy môi dưới, bịch một tiếng liền quỳ xuống, cơ hồ muốn dập đầu bái xuống. Dùng thanh âm gào rú kêu lên. Nhất định là tứ thần phong ấn trận đã sớm thất truyền a. Trong mắt hắn phun ra lửa, trợn mắt muốn nứt quát. Là ai đã phá hư trận pháp này? Tội nhân thiên cổ trời đánh a, ta nhất định phải băm thây tên phá hư kia thành vạn đoạn. Hắn nhìn qua trận đồ nứt quáng trên mặt đất, gào thét khóc lớn lên, đấm ngực dậm chân. Tất cả mọi người vẻ mặt hắc tuyến, cảm giác lại thêm một tên điên nữa rồi. Trong mắt Bạc Vũ Kình hiện lên một tia hoảng sợ, thì thào lẩm bẩm. Tứ thần phong ấn trận, nơi này sao có thể có tứ thần phong ấn trận, chỉ là một khối hồng thạch mà thôi a, chẳng lẽ? Trong đầu hắn xẹt qua một ý niệm, toàn thân nhịn không được run thoáng một phát. Đồng thời ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn, hai người nhìn nhau, lập tức tâm hữu linh tê, lập tức đã hiểu rõ ý nghĩ trong lòng đối phương cũng giống mình. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống.
Thuấn di một cái xuất hiện bên người Phó Cẩm Sơn, trực tiếp thu hắn vào tổng giới thần bi, lần nữa thuấn di một cái muốn rời khỏi. Đột nhiên một tiếng ba vang lên, giống như bong bóng vỡ tan vậy. Lý Vân Tiêu đã bị một cổ dị lực đè xuống, vậy mà không thể thuấn di được. Không tốt, cứu hắn. Bạc Vũ Kình phản ứng lại đầu tiên, khi mọi người còn mờ mịt thì đã nghe một đạo kiếm minh vang lên. Một đạo kiếm ý cường địa đâm về đại địa, chém vỡ tất cả. Ầm ầm. Đạo kiếm ý kia chém đến trên không tứ thần phong ấn trận, vậy mà xuất hiện một đạo kết giới ngăn kiếm khí lại, bắn ra thành vô số kiếm quang tàn toái. Lần này tất cả mọi người phản ứng lại, đều là nhao nhao biến sắc. Mới vừa rồi còn bình an vô sự, không có bất kỳ dấu hiệu, sao đột nhiên lại xuất hiện một đạo kết giới chứ? Kiếm ý của Bạc Vũ Kình sau khi sụp đổ, thần sắc Lý Vân Tiêu cũng trở nên nghiêm trọng, rút lãnh kiếm băng xương ra tay, kiếm quyết tinh quang lăng không mà lên, hóa thành một đạo kiếm khí chi trụ, chém tới chỗ chảm ngấn do một kiếm của Bạc Vũ Kình tạo nên. Ánh mắt của hắn cực kỳ ngoan lệ, trong chốc lát đã tìm được vết rách rất nhỏ trên kết giới do kiếm khí Bạc Vũ Kình chém ra. Ầm ầm, kết giới chi lực lập tức sụp đổ. Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo quang mang lập tức xông ra ngoài. Đột nhiên bốn đạo khí tức khủng bố từ bốn phương tám hướng chuyển đến, bốn đạo cột sáng màu sắc bất đồng đột nhiên phóng lên trời, khiến đại địa một hồi lắc lư. Chung quanh bốn đạo quang mang kia không ngừng huyễn hóa ra các loại dị tượng, có hoa cây cỏ mộc, trùng cá chim thú, còn có các loại thượng cổ dị thú hình thể cực lớn nữa. Lý Vân Tiêu thoáng cái trở về trên Nặc Á Chi Chu, lập tức hét lớn lên. Đi mau! Diệp Phàm cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, thẳng đến khi Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đánh ra các loại pháp quyết. Trên chiến hạm từng đạo kim quang sáng lên, bay ra các loại quy tắc chi lực, dẫn động không gian chấn vang, muốn phá không rời đi. Đột nhiên bốn cột sáng kia đều biến mất, đồng thời hiện ra bốn đầu quái thú hình thái khác nhau, tản mát ra khí thế hung ác ngập trời, trong đó một đầu chính là con cự quy lúc trước bị Thâm Hải cự thú đánh chạy. Bốn đầu cự thú vần quanh trên trời cao, trong đó một đầu hình thái như gà trống, lại phát ra tiếng kêu to như phượng hoàng, cái đuôi như một cây chổi màu sắc rực rỡ, mắt thấy Nặc Á Chi Chu muốn phá vỡ rời đi, trên cái đuôi của đầu quái thú như gà mà không phải gà kia lóe lên thần quang, liền biến mất trên trời cao. Sau một khắc nó đã trực tiếp xuất hiện trên không Nặc Á Chi Chu, hai cái móng vuốt thoáng cái hóa thành cực lớn, ầm ầm một tiếng trực tiếp chộp lấy chiến hạm. Ầm ầm. Tất cả mọi người trên chiến hạm chỉ cảm thấy rung mạnh truyền đến, nguyên một đám bị chấn khiến ngã trái ngã phải. Sắc mặt Diệp Phàm cũng đại biến, kinh hãi nói. Đây là quái thú gì? Bạc Vũ Kình như muốn lồi mắt ra, hoảng sợ quát ầm lên. Mẹ nó, giả rồi a, thượng cổ chân linh trọng minh điểu. Lý Vân Tiêu cũng choáng váng, hắn cũng nhận ra hình dạng con thú kia, đúng là trọng minh điểu trong thượng cổ chân linh, nó hình như gà, minh như phượng. Đuôi nó như cây chổi, mắt sinh nhị đồng, gọi là trọng minh. Người còn lại càng ngây ra như phỗng, đầu óc lập tức trống rỗng. Thượng cổ chân linh tái hiện nhân gian. Cái này còn đánh thế nào? Dù đánh thế nào cũng khó mà sống được a. Trong mọi người phải kể tới Thủy Tiên là bình tĩnh nhất, nàng sau khi kinh ngạc một chút, trong hai tròng mắt chớp động kim mang, nghiêm nghị nói. Đích thật là giả dối, tuy rằng ta thấy không rõ hình thái bản thể nó. Nhưng đầu trọng minh điểu này đích thật là huyễn hóa ra. Hô! Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lòng cũng nhao nhao bình tĩnh lại. Nhưng sắc mặt Lý Vân Tiêu vẫn ngưng trọng, tuy rằng chân thực chi nhãn của Thủy Tiên còn chưa đại thành, nhưng biến ảo bình thường căn bản không thể ngăn cản nổi, đủ thấy trọng minh điểu này cũng tuyệt đối không đơn giản. Mẹ nó, cho ngươi giả trang chân linh dọa người này. Bạc Phú Kình giận dữ, kiếm khí trực tiếp lăng không quét ra. Bi Minh kiếm vũ phong tiết khúc. Một đạo kiếm khí mênh mông hiển hiện, chém tới thân trọng minh điểu. Phi Minh cũng trầm xuống, võ anh kiếm long cong mà lên. Chúng sinh trảm phù đồ. Kiếm ý của hắn mặc dù không có độ cao như Bạc Vũ Kỳ nhầm, nhưng cũng là cường giả võ đế bát tinh, hơn nữa cả đời hắn đều chìm đắm trong kiếm đạo. Một kiếm toàn lực, mang theo toàn bộ lĩnh ngộ của hắn đối với kiếm đạo, lăng không chém tới. Trong lòng Phi Minh còn có một chấp niệm, đó chính là dốc một kiếm toàn lực, dưới Bi Minh kiếm vũ phong của Bạc Vũ Kình xem thử chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Hai đạo kiếm ý cùng đua tiếng trên không, nhưng hiển nhiên Bi Minh kiếm vũ phong mạnh hơn xa chiêu chúng sinh trảm phù đồ kia.
Trọng Minh Điểu phát ra một tiếng như phượng hoàng, vang lên trên không trung, xuyên việt thiên cổ. Ba con dị thú còn lại nghe thế đều nhao nhao gầm thét lao đến, tốc độ con cự quy kia chậm nhất, thoáng cái đã rơi lại phía sau, trên mai rùa vẫn là một mảnh đen kịt, dấu vết bị thâm hải cự thú oanh kích vẫn chưa biết mất. Thu! Tiếng kêu bi thương của Trọng Minh Điểu vang lên trên không, hai đạo kiếm ý trực tiếp chém lên người nó, mảng lớn thất thải vũ mao nhao nhao rơi xuống, phiêu tán trên trời cao. Giờ phút này đầu dị thú chạy ở đầu tiên dĩ nhiên chỉ có một chân, hình dáng như trâu, thân hình cực lớn, cả người một mảnh màu đen lờ mờ, lăng không nhảy lên vài cái liền dùng sức đạp một cái, trực tiếp dẫn đầu đánh tới chiến hạm. Hình thể cực lớn của nó xông lên, toàn bộ không gian đều ầm ầm cự chiến. Bạc Vũ Kình cả kinh nói. Lại là một đầu, nhìn bộ dáng cũng giống như chân linh a. Hừ, ta ngược lại muốn xem đầu nó cứng hay là cái búa của ta cứng. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia lạnh lùng, trực tiếp hóa thành lôi đình, thân thể không ngừng bành trướng, biến thành mập mạp cực lớn giơ thiên chùy lên cao cao. Một đạo lôi tinh hoàn xuất hiện ở bốn phía hắn, mi tâm càng lóng lánh ra ma ha cổ tự lôi chi quy tắc, lôi đình vô cùng vô tận trực tiếp rót vào trong búa, trong đó truyền đến trận trận tiếng sấm sét vang dội. Ha ha có ý tứ. Tân thần cũng là cười ha hả, tứ môn trên người đột nhiên mở ra, từng đạo kim quang theo thân thể tuôn ra. Vô số kim luân phức tạp hiển hiện trên làn da, hoàn hoàn đan xen, diễn biến vô tận. Hai đấm hắn vang lên đùng đùng, nắm đấm trực tiếp hóa thành màu vàng, đột nhiên đánh ra ngoài, như liệt dương hành không vậy. Lý Vân Tiêu cũng đã tụ đầy lôi đình, hét lớn một tiếng liền gõ tới đầu độc cước nghiêu. Cho ngươi giả trang chân linh dọa người này. Ầm ầm, quyền mang và lôi đình đều đánh xuống, hai cổ lực lượng giằng co cùng một chỗ. Ngưng tụ thành một cổ như dây thường trực tiếp đánh lên đỉnh đầu độc cước nghiêu kia. Phanh! Lực lượng vô tận đánh ra, độc cước nghiêu kia phát ra một tiếng rên rĩ vang vọng thiên địa, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trọng Minh Điểu rốt cục cũng không kiềm nổi kiếm khí chảm kích nữa, lông vũ cũng sắp bị chóc sạch ra, kêu vài tiếng bi thương, buông ra hai móng, phốc phốc phe phẩy cái cánh tránh đi. Còn có một đầu dị thú màu trắng toàn thân như lộc, đầu sinh tứ giác. Nó thấy đồng bạn liên tục bị thương chợt dừng bước, trong mắt một mảnh kinh nghi bất định, không dám tiếp tục xông tới nữa. Quyết ấn trong tay Diệp Phàm nhanh chóng đánh ra, trên nặc á chi chu bắt đầu chớp động một mảnh kim mang. Tất cả ngồi vững, muốn xuyên thẳng qua rồi. 3. Đột nhiên Lý Vân Tiêu vỗ một tay vào đầu hắn, đánh tan quyết ấn đầy trời, nặc á chi chu lần nữa hồi phục bình tĩnh. À, Vân Tiêu đại ca, sao ngươi lại đánh ta? Diệp Phàm sờ cái đầu, có chút khó hiểu. Lý Vân Tiêu mắt trắng không còn chút máu, nói. Mới vừa rồi là cho rằng đánh không lại bốn đầu dị thú này, cho nên mới bảo ngươi thúc giục nặc á chi chu chạy trốn, hiện giờ chúng ta đã chiếm thượng phong, vì sao còn phải chạy trốn? Ách, thì ra là vậy. Diệp Phàm không có ý tứ sờ lên cái trán, cười rộ lên ngốc nghếch. Bốn đầu dị thú kia đứng song song thành một hàng, cách không nhìn qua trên chiến hạm. Đều lộ ra thần sắc cảnh giác. Bạc Vũ Kình ngưng giọng nói. Ta hiểu rồi, tứ thần phong ấn trận này vào thời kỳ viễn cổ có lẽ chính là bắt bốn đầu chân linh để làm mắt trận, chỉ là chân linh đã sớm tuyệt tích, người lúc trước bố trí xuống trận này chỉ đành tìm bốn vật thay thế, chỉ là bốn con này là thứ gì đây? Thủy Tiên nhíu chặt mày, hồ nghi nói. Hình như là huyền khí biến hóa. Nàng cũng không dám xác định, chỉ là loại trực giác này rất mạnh. Lý Vân Tiêu nói, hơn phân nửa không sai, muốn trở thành mắt trận, cũng chỉ có huyền khí biến hóa mới có thể nói thông thôi. Không biết đại năng chi sĩ lúc trước trực tiếp dùng huyền khí biến hóa, hay là trong năm tháng dài dòng buồn chán chúng tự mình diễn biến ra nữa. Bạc Vũ Kình nhe răng cười nói, cái này có gì khác nhau, ta ngược lại muốn xem thử bản thế bốn kiện huyền khí này là gì. Thứ mà những đại năng chi sĩ năm đó lưu lại đều là bảo bối tuyệt thế a. Điểm ấy Lý Vân Tiêu ngược lại thập phần nhận đồng, trong Tu Di Sơn chính là Sơn Hà Đỉnh và năm kiện chí bảo huyền khí, vực ngoại tinh không có Bắc Minh Hàn Tinh Thiết và Thái Cổ Cương Phong, tăng thêm cổ thần chiến tràng của bản thân ma chủ, hóa long chỉ ở Mai Cốt Chi Địa vốn là thiên địa linh mạch, tăng thêm 7 kiện long chỉ bí bảo và long xác của chân long, cũng là phong ấn uy lực vô cùng. Chỉ là, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng nói, nếu chỉ là một khối hồng thạch thì cần phong ấn thủ bút lớn vậy sao? Trực tiếp từ địa mạch linh quáng dưới đáy biển mở ra một không gian độc lập,
hơn nữa dùng tứ thần phong ấn trận trấn áp, hơn nữa còn hòn đảo liên hoa trên di chỉ hoàng cung. Nếu ta không có đoán sai thì... Thần sắc Lý Vân Tiêu thoáng cái trở nên nghiêm nghị, nói từng chữ. Ngay cả pháp hoa liên thai bị hao tổn dưới đảo hãm không cũng vô cùng có khả năng là từ chỗ này mà ra. A, Thủy Tiên kinh hô lên, vẻ mặt khó có thể tin. Tất cả mọi người trong lòng đều trầm xuống, cũng cảm nhận được một loại ngưng trọng khó nói nên lời. Đồng tử Bạc Vũ Kình cũng đột nhiên co lại, phỏng đoán này của Lý Vân Tiêu cũng hợp tình hợp lý, pháp hoa liên hoa như thị ngã văn, rất có khả năng là mắt trận phong ấn hòn đảo liên hoa ở phía trên. Nếu không đồ vật của hải thần, thứ mà lịch đại hải hoàng ngồi sao có thể bị thất lạc được. Mở ra không gian độc lập dùng tứ thần phong ấn trận phong ấn, bố trí xuống hòn đảo liên hoa dùng như thị ngã văn làm mắt trận, hơn nữa vương tộc Đông Hải tọa trấn phía trên, bố trí thủ bút lớn như vậy, sẽ chỉ vì một khối hồng thạch sao. Sắc mặt Bạc Vũ Kình thoáng cái trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống lã chã, cả kinh nói. Ngươi, ý của ngươi là nói. Đáp án cơ hồ đã miêu tả sinh động. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một đạo hàn mang, trầm giọng nói. Bây giờ còn có một điểm mấu chốt nhất, Bắc Minh Thiên Lộc chạy đi đâu rồi? Mọi người cũng đều nghi hoặc không thôi, đúng vậy à, bọn hắn ra biển cũng là vì nhận được tin tức của Bắc Minh Thiên Lộc, muốn đến Vương Cung Đông Hải tầm bảo. Nhưng hiện giờ chàng cảnh ánh vào trong mắt, nhưng cũng không thấy bất luận bảo vật nào, như vậy Bắc Minh Thiên Lộc đã lừa mọi người. Vậy bây giờ tên lừa gạt này đâu rồi? Sắc mặt Liêu Dương Băng cũng trở nên khó coi, tốn hao nhiều tinh lực như vậy, chết nhiều người như vậy, từ xa nghìn vạn dặm chạy đến, dĩ nhiên lại là một mưu kế. Ánh mắt Lý Vân Tiêu chớp động nói. Nếu như là một âm mưu thì cũng thôi, ta chỉ sợ. Lạnh giọng nói từng chữ. Ta chỉ sợ đó là một sát cục a. Một cổ hàn ý lăng liệt bay lên trong lòng mỗi người, theo phán đoán của Lý Vân Tiêu rơi xuống. Những cự thạch đứng vững trong toàn bộ không gian tựa hồ truyền đến thê minh bi ai. Hào khí trong không gian u tối tựa hồ đã xảy ra biến hóa cực lớn, tứ thần phong ấn trận bị hao tổn kia bỗng nhiên phát ra hào quang, bắt đầu tự mình chữa trị lấy. Một loại cảm giác cực kỳ nặng nề như tảng đá lớn đặt trong lòng mọi người, nội tâm dâng lên các loại cảm xúc mặt trái, nguyên một đám trở nên có chút táo bạo. Bốn đầu quái thú trên bầu trời thân hình càng thêm chấn động. Nguyên một đám gào thét lớn chạy như bay xuống, bay tới trận pháp kia. Ầm ầm, trên trận pháp đột nhiên truyền đến một cổ dị lực, trực tiếp chấn khai bốn đầu quái thú. Chúng dốc sức liều mạng thi triển ra tuyệt kỹ, muốn nổ nát phòng ngự kia, lại thủy chung không thể như ý, cự quy cũng nổi giận dùng mai rùa đen kịt va chạm lấy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trận pháp này? Tân thần kinh hãi nói. Đây không phải trận pháp bốn bọn chúng thủ hộ sao? Sao ngay cả bản thân cũng không vào được rồi? Bang bang! Đột nhiên trên trận pháp truyền đến hai tiếng nổ vang, giống như sấm sét chấn vang trên đại địa, vọt lên đầy trời, tựa hồ có cấm chế gì đó bị phá hư mất vậy. A! À, Thủy Tiên cả kinh kêu một tiếng, chỉ vào trận pháp kia, nói. Các ngươi mau nhìn, đồ án tứ cực trên trận pháp kia kìa. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, trận pháp kia lúc trước đã tổn hại không chịu nổi, căn bản không nhìn ra gì cả. Giờ phút này cơ bản đã được chữa trị xong, các loại đường cong phức tạp sinh đẻ, giống như một bộ mỹ đồ tuyệt thế hiện ra trước mặt mọi người. Mà chỗ tứ cực chỗ mắt trận đang miêu tả sống động bốn đầu thượng cổ chân linh, trong đó có hai chỗ lúc trước truyền ra tiếng động. Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh, sợ hãi nói. Chẳng lẽ, bang bang, trong mặt đất truyền đến hai tiếng ầm vang, cuối cùng hai đồ án chân linh miêu tả lấy độc cước nghiêu và cự quy cũng lần lượt bị phá hủy. Ba. Một tiếng bong bóng vỡ tan vang lên, trận pháp kết giới đột nhiên mất đi hiệu dụng, bốn đầu quái thú đột nhiên nhảy vào trong đó, trở lại trên vị trí của mình, nhưng lại cuồng bạo không thôi, nguyên một đám ngẩng cổ thét dài. Đột nhiên một đạo thanh âm âm lãnh phảng phất từ trong u minh vô tận truyền đến, vang vọng trên bầu trời, không thể phân biệt nổi phương hướng. Bốn đầu xúc sinh các ngươi yên tĩnh một chút, đã trấn áp ta lâu như vậy, hôm nay vừa vặn bắt tụi bay hoạt động gân cốt. Sau đó một hồi rung động lắc lư như long trời lở đất truyền đến, toàn bộ bầu trời tối sầm lại, một đoàn ma khí lăng không hiện ra, không ngừng quay cuồng, tản mát ra khí tà ác cường đại. A à, Bạc Vũ Kình toàn thân cự chiến, hoảng hốt nói. Chẳng lẽ là... Hắn hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, cả người cũng cực kỳ khó chịu. Nhất phái hắn truyền từ ma bộc,
đối với ma chủ đế có sợ hãi trời sinh, tuy rằng qua vô số năm đã sớm sinh lòng phản bội, nhưng loại kiêng kỵ từ xa xưa kia đã rót vào tận cốt tủy rồi. Sắc mặt người còn lại cũng trắng bệch, dưới cổ ma lực cực lớn kia chợt có cảm giác thập phần khó chịu, không cần đầu óc nghĩ cũng biết phiền toái lớn rồi. Duy chỉ có Lý Vân Tiêu là người xem như bình tĩnh nhất, thiên hạ hôm nay, muốn nói nhắc lên liên hệ với ma đầu nhiều nhất thì chính là hắn chứ không ai khác. Bốn đầu quái thú đều cảnh giác nằm trên đất, hung thần nhìn chằm chằm vào đoàn ma vân kia, không ngừng gầm nhẹ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, nói. Thật sự là năm xưa bất lợi, đi tới chỗ nào đều có thể thả ra ma đầu. Cái này tốt rồi, ma chi phong ấn trong toàn bộ thiên võ giới chỉ còn lại một chỗ thôi. Hắn tự giễu lắc đầu, cười khổ nói. Đợi chấm dứt chuyến đi Đông Hải ta sẽ trở về thành Viêm Vũ, mỗi ngày đều ở trong nhà, sẽ không thể nào thả ma đầu ra được nữa a. Ngay khi hắn dứt lời, dưới đoàn ma khí quay cuồng kia dần ngưng hình ra, hóa thành một gã nam tử áo trắng, mắt tinh mày kiếm, tóc dài phiêu động, toàn thân lộ ra một cổ hơi lạnh. Bắc Minh Thiên Lộc. Liêu Dương Băng kêu to lên, không thể tưởng được vậy mà sẽ là Bắc Minh Thiên Lộc. Bắc Minh Thiên Lộc xoay đầu lại, ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng có nhếch lên, lộ ra một tia cười tà, nói. Hắc, thì ra là Dương Băng huynh, người quả nhiên không phụ tình nghĩa năm đó, ra biển tới cứu ta rồi. Liêu Dương Băng nuốt một cái, gian nan nói. Thiên Lộc huynh, nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì thế? Bắc Minh Thiên Lộc cười nói. Không có đại sự gì, ta chẳng qua chỉ bị khốn trụ ở đây thôi. Đa tạ Dương Băng huynh mang cường giả đến giúp ta dẫn xuất bốn đầu súc sinh này, ta mới có cơ hội thoát khốn mà ra a. Liêu Dương Băng chảy mồ hôi lạnh lã chã, nói. Thiên Lộc huynh sao lại bị vây khốn trong tứ thần phong ấn trợ truyền từ thời thượng cổ này thế? A, Dương Băng huynh vậy mà biết trận này sao? Bắc Minh Thiên Lộc lộ ra vẻ áp lực, khẽ cười nói. Việc này nói rất dài dòng, đợi ta thu thập bốn đầu súc sinh này lại nói chuyện với ngươi. Còn có những bằng hữu này nữa. Ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua người mỗi người, chợt lè lưỡi liếm lấy môi dưới, nhe răng cười nói. Ta cảm giác được, trong những bằng hữu này của ngươi, có mấy vị rất có ý tứ đấy, ha ha ha. Hắn cười to, bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc khí, trực tiếp lăng không đáp xuống, phóng tới bốn con quái vật kia. Trọng Minh Điểu vang lên một tiếng, chớp động lên cánh bằng thịt xông lên. Hai cái móng vuốt cực lớn bay thẳng đến chộp tới hắc ma khí. Oanh! Hắc sắc ma khí trực tiếp hóa thành gương mặt cực lớn, há to mồm nuốt lấy nó, sau đó lần nữa biến thành mây đen quay cuồng. Ba con quái thú khác thì nguyên một đám kêu gào không thôi, độc cước nghiêu gầm nhẹ một tiếng vọt tới trước. Con quái vật tứ giác như lộc không phải lộc kia thét dài lên, trên toàn bộ bầu trời truyền đến tiếng biển gầm, lăng không ngưng ra một cột nước cực lớn, đánh tới mây đen kia. Bạc Phú Kình sắc mặt trắng bệch nói. Đầu lộc quái này biến hóa chính là thượng cổ chân linh phu chư, thần thông chính là chiêu thủy. Cự quy cũng có rút đầu lại, mai rùa không ngừng xoay tròn trên không trung, cũng xông vào. Ầm ầm, ba cổ công kích bá đạo xông vào trên mây đen, bên trong truyền tới tiếng chim hót của Trọng Minh Điểu, thoáng cái nhô đầu ra, trong đôi đồng tử nó lóe lên thần sắc yêu dị, mở to miệng phun lửa ra, bao trọn lấy mây đen kia. Huyền. Diệp Phàm sắc mặt trắng bệch nói. Vân Tiêu đại ca, chúng ta có cần đi lên hỗ trợ không? Lý Vân Tiêu cũng lau mồ hôi, quay người nói với Liêu Dương Băng. Người cảm thấy người này là Bắc Minh Thiên Lộc hay là ma chủ? Liêu Dương Băng vẻ mặt vẻ mờ mịt, cười khổ lắc đầu, nói. Nhìn thì như là Bắc Minh Thiên Lộc, nhưng thần thông này, ta trước kia có quan hệ rất tốt với hắn, chắc hắn sẽ không gây bất lợi với ta đâu a. Lý Vân Tiêu cũng thoáng xia không có chủ ý, ngượng ngùng nói. Vậy thì xem một chút đi. Hừ. Thanh âm Bắc Minh Thiên Lộc truyền đến, hừ lạnh một tiếng. Sau đó mây đen biến lớn lên, thoáng cái chấn bay Trọng Minh Điểu và hai đầu quái điểu khác, trong mây duỗi ra một độc thủ cực lớn, lăng không một chảo, lập tức bóp nát thao thiên thủy trụ kia. Mây đen sau khi hóa ra một tay liền không ngừng mà sinh trưởng lên, vậy mà kéo thẳng đến cao hơn 10 trượng. Hơn nữa hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay, diện mục dữ tợn. Sáu tay thi triển ra các loại thần thông, đánh tới bốn đầu quái thú kia. Lý Vân Tiêu chảy mồ hôi lạnh, nói. Cảm giác không đúng, người này thật sự là Bắc Minh Thiên Lộc sao?
là cái rắm. Sắc mặt Bạc Vũ Kình khó coi đến cực điểm, nói. Tất nhiên là bị ma chủ đoạt xá thân hình, lần này thật sự xong đời rồi. Lý Vân Tiêu biến sắc, nói. Tranh thủ thời gian chạy mau. Diệp Phàm nói. Không cứu bốn đầu quái thú kia sao? Lý Vân Tiêu trực tiếp vỗ một chưởng vào ót hắn, mắng. Ngươi thiếu tâm nhãn sao, thừa lúc bốn đầu quái thú này còn có thể trèo trống mau chóng chạy mau. Tốt. Diệp Phàm sờ soạng, không dám vi phạm lời Lý Vân Tiêu, vội vàng thi triển ra thần quyết, muốn dùng nặc á chi chu xuyên thẳng qua mà đi. Ân, các vị bằng hữu, ta còn chưa cảm tạ các ngươi mà, sao có thể đi chứ? Một đầu trên ma ảnh kia híp mắt, lộ ra dáng tươi cười. Nhưng chiêu thức trên sáu cánh tay lại càng ngày càng lăng lệ ác liệt, từng chiêu chụp xuống bốn đầu quái thú. Khống chống được đầu tiên chính là Trọng Minh Điểu, bị ma ảnh một chảo bắt được, bóp mạnh một cái, cổ lập tức đứt ngang. Trọng Minh Điểu vừa chết, trên người bắn ra xuất ra đạo đạo hào quang, vậy mà hóa thành một kiện huyền khí rơi vào trong tay ma chủ. Ánh mắt Thủy Tiên lóe lên, đột nhiên nghẹn ngào kêu lên. Cái đó là Phượng Xí Tử Kim Quan. Ba con quái thú khác thấy thế đều nhao nhao gào thét lớn xông tới. Hào quang nặc á chi chu càng ngày càng mạnh, tản mát ra lực lượng xuyên thẳng qua không gian, muốn bỏ chạy. Một cái đầu của ma ảnh đột nhiên dương mắt, tuôn ra hung mang, quát. Dương Băng huynh, bảo các ngươi chớ đi lại vẫn muốn đi, không cho ta mặt mũi vậy sao? Hắn vươn tay ra, kháp ra một đạo pháp quyết, liền như núi cao áp xuống. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi có ba khuôn mặt, nào có nhiều mặt mũi thế mà cho ngươi chứ? Nghi tâm hắn mở ra thái cổ thiên mục, Phượng Hoàng chân hỏa ngưng tụ ra, lập tức hóa thành Phượng Hoàng chi ảnh, vang lên đốt xuống. Tiếng Phượng hót kia xỏ xuyên qua thiên địa, trực tiếp khiến trong lòng ma ảnh chấn động mãnh liệt, hoảng sợ nói. Cái gì? Ầm ầm. Bàn tay lớn ma hóa của hắn bị Phượng Hoàng chi hỏa thiêu đốt, bị đau đớn lập tức vội vàng thu về, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng rất nhanh đồng tử đột nhiên co lại, nhìn thấu Phượng Hoàng chi hình kia, kinh sợ nói. Chỉ là một đám hỏa diễm mà thôi, ngươi lừa gạt ta. Hắc trưởng lần nữa ngưng tụ thành núi nhỏ trục xuống. Ầm ầm, nặc á chi chu ở dưới ma khí mênh mông vô biên kia lập tức phát ra một đạo cường quang, hư không tiêu thất. Ma trưởng cực lớn đánh xuống đất, phạm vi mấy ngàn thước đều sụp xuống. A a a a, ma ảnh đột nhiên kêu lên. Tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Lửa giận tràn ngập đều bạo phát ra, nhìn chằm chằm vào ba con quái thú kia, điên cuồng hét lên giơ chân lên dẫm tới. Ầm ầm, không gian bắt đầu nhao nhao nứt vỡ. Nặc á chi chu mới từ trong không gian địa mạch truyền tống ra, liền cảm nhận kinh lực chấn vang dưới mặt đất, toàn bộ lòng đất linh mạch cũng bắt đầu sụp đổ, vô số nước biển ập vào trong. Lý Vân Tiêu quát, lập tức lao lên bầu trời đi, có sáu đầu thâm hải cự thú. Thêm vào chúng ta, mới có sức đánh với ma chủ kia một trận. Vâng. Diệp Phàm lên tiếng, lần nữa thi triển thần quyết, nặc á chi chu xuyên thẳng qua trong sóng lớn, lao lên mặt biển. Ầm ầm. Dưới di tích không ngừng truyền đến các loại nổ vang, rất nhanh liền trông thấy một đạo bóng trắng lao ra, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, sợ hãi nói. Sao lại nhanh như vậy? Hắn phát giác mình còn đánh giá sai thực lực Bắc Minh Thiên Lộc, ba quái thú kia đều là yêu thú tiếp cận cửu tinh đỉnh phong A. Phanh! Chiến hạm phá vỡ mặt nước, trực tiếp xông lên bầu trời. Theo linh mạch bên dưới bị phá hủy, không gian kỳ dị và quy tắc thời gian trên mặt biển cũng đã mất đi lực lượng cung cấp, bắt đầu phát sinh một loạt biến hóa. Không gian quái dị vặn vẹo dần dần bằng phẳng, trở nên nhất trí cùng toàn bộ biển cả. Trên mặt biển vốn mênh mông bắt đầu dần dần xuất hiện không ít bóng người, đúng là người Bắc Minh thế gia, bọn hắn cũng từ ngàn dặm chạy tới. Sau khi mọi người Bắc Minh thế gia đuổi tới mục tiêu cũng hoang mang không thôi, không tìm thấy chút dấu hiệu di chỉ nào cả. Đang nhức đầu liền thấy không gian bắn ra, nặc á chi chu phá biển đi ra. Hai đôi đội ngũ tại gặp nhau, vẻ mặt đều ngạc nhiên và có tâm tình phức tạp. Đặc biệt xuất hiện cùng nặc á chi chu còn có sáu đầu thâm hải cự thú, càng khiến sắc mặt mọi người Bắc Minh thế gia cực kỳ khó coi. Hai đội ngũ chỉ gặp nhau chốc lát, Diệp Phàm liền trực tiếp khu động lấy nặc á chi chu, phi tốc lướt qua bên người đám Bắc Minh thế gia. Ngăn bọn hắn lại, đừng để bọn hắn chạy thoát. Đột nhiên một đạo thanh âm âm lãnh từ đáy biển truyền đến, phanh một tiếng,
Bắc Minh Thiên Lộc phá vỡ mặt biển, giống to với mọi người Bắc Minh thế gia ở xa xa. À là, Bắc Minh Kháng Thiên nheo mắt lại, lập tức phản ứng, truy kích đám người Lý Vân Tiêu vậy mà chính là tộc đệ của hắn, mặc dù đã xa mấy chục năm, nhưng bộ dáng kia liếc mắt vẫn nhận ra được. Tuy rằng hắn không biết Bắc Minh Thiên Lộc có thủ đoạn gì đuổi giết được Lý Vân Tiêu, nhưng Lý Vân Tiêu là người hắn phải giết, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng quay người hóa ra một đạo lưu quang đuổi theo, đột nhiên đánh xuống một kích toàn lực. Ầm ầm, toàn bộ chiến hạm bị đánh cho rung động lắc lư, tốc độ bỗng nhiên dừng lại. Con em ngươi đáng chết a! Lý Vân Tiêu giận dữ, quát. Giết hắn đi. Trên chiến hạm, Bạc Phú Kình và Tân Thần đồng thời ra tay, hai người đều trong cơn giận dữ, vào thời khắc mấu chốt này lại bị người ngăn lại, chỉ chênh lệch một đường thôi đã khác nhau sinh tử rồi. Bi Minh Kiếm Vũ Phong, ảnh giới. Khoa Phụ Truy Nhật. Vì mau chóng thoát khỏi Bắc Minh Kháng Thiên, hai người đều liều mạng, vừa ra tay đã dốc sức mà làm, đánh ra tuyệt kỹ mạnh nhất của mình. Sắc mặt Bắc Minh Kháng Thiên thoáng cái trở nên trắng bệch, bị hai người hợp kích, một cổ nguy hiểm tử vong hàng lâm, khiến hát toàn thân hắn đều rét run. Phiên Nhược Kinh Hồng. Thiên ngoại tam thức lại hiện ra, dị tượng hiện ra, đánh tới hai chiêu thức điệp ra kia. Thời khắc sinh tử, tiềm lực bộc phát gấp mấy lần, ép tất cả số mệnh và lực lượng đều đánh bạc dưới một chưởng này. Ầm ầm, Bắc Minh Kháng Thiên phun ra một miệng lớn máu tươi, bị đánh bay ra ngoài như diều bị đứt dây, rơi vào mặt biển làm bắt ra vô số bọt nước, bắn ra xa vài trăm thước, sinh tử không rõ. Kháng Thiên Đường ca, vất vả ngươi rồi, ngươi thật là trụ cột của Bắc Minh thế gia chúng ta nha. Thanh âm Bắc Minh Thiên Lộc vang lên trên chiến hạm, mọi người hoảng hốt, vội vàng quay đầu đi, phát hiện Bắc Minh Thiên Lộc đã im im lặng lặng đứng trước chiến hạm, lạnh lùng nhìn bọn hắn, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi liếm môi. Người Bắc Minh thế gia còn lại đều không kịp phản ứng, vẻ mặt mờ mịt. Bắc Minh Lai Phong xem như tương đối thông minh, rốt cuộc đã hiểu ra, cuồng hỉ nói. Ngươi là Bắc Minh Thiên Lộc trưởng lão. Ân. Bắc Minh Thiên Lộc quay mặt đi nhìn hắn một cái, híp mắt cười nói. Võ đế tam tinh đỉnh phong, thực lực không tầm thường a, tiểu tử ngươi là thiên tài của Bắc Minh thế gia sao? Bắc Minh Lai Phong đại hỉ, vội bước lên trước bái kiến nói. Vãn bối Bắc Minh Lai Phong, được khâm định là người nối nghiệp cung chủ đời tiếp theo, bái kiến Thiên Lộc trưởng lão. Trong lòng của hắn một hồi kích động, trông thấy vẻ ngưng trọng xám như trò tàn kia của đám người Lý Vân Tiêu, đã biết rõ lần này chuyện vận rồi, vị tiền bối Bắc Minh thế gia trước mắt này xem ra có lực giết được bọn chúng a. Bắc Minh Thiên Lộc híp mắt cười nói. Không tệ không tệ, Bắc Minh huyền cung có truyền nhân như ngươi, ta rất yên tâm. Đợi ta cảm tạ những người bạn này, lại đến hảo hảo nói chuyện phiếm với các ngươi. Bắc Minh Lai Phong vui vẻ nói. Những người này một mực đối nghịch với Bắc Minh huyền cung chúng ta, đáng tiếc vãn bối thực lực thấp kém, kính xin Thiên Lộc trưởng lão ra tay. Hắn sau khi nói xong lập tức bay ngược ra, vẻ mặt cười lạnh, đồng thời chạy tới chỗ mà Bắc Minh Kháng Thiên bị đánh bay cứu viện. Bắc Minh Thiên Lộc vặn vẹo cổ, tựa hồ bị phong ấn quá lâu nên có chút cứng ngắc lại, cười đùa nói. Dương Băng Huynh, những người bạn này của ngươi tựa hồ có quan hệ với Bắc Minh Huyền Cung thì phải a? Liêu Dương Băng trầm giọng nói. Thiên Lộc Huynh, nếu ngươi vẫn là Bắc Minh Thiên Lộc thì có nhớ rõ tình nghĩa năm đó không? Tình nghĩa năm đó, đương nhiên nhớ rõ, nếu không ta bị khốn sao trước tiên lại nghĩ đến cầu cứu Dương Băng Huynh chứ? Bắc Minh Thiên Lộc cười nói. Nhưng cả người lộ ra một cổ âm dương quái khí. Liêu Dương Băng ngưng giọng nói. Đã như vậy, kính xin để cho chúng ta rời đi đi. Ha ha, cái này sao có thể được, ta còn chưa cảm tạ các ngươi mà. Bắc Minh Thiên Lộc cười rộ lên, toàn bộ mặt biển theo tiếng cười của hắn mà xoáy lên từng vòng sóng biển. Liêu Dương Băng khẽ nói. Vậy không biết Thiên Lộc huynh định cảm tạ ta thế nào? Bắc Minh Thiên Lộc vỗ miệng. Hai tay ôm ở trước ngực, cười nói. Tự nhiên là ban cho các ngươi vinh quang vô thượng rồi. Mẹ nó, ta biết ngay. Lý Vân Tiêu vẻ mặt hắc tuyến, mắng. Vinh quang vô thượng, là để cho chúng ta làm cha ngươi hay làm tổ tông ngươi hả? Trước tới cho quỳ xuống dập đầu với ra ra đi. Đối phương nói vinh quang vô thượng, hắn và Bạc Vũ Kình là rõ ràng nhất, không phải ma nô thì cũng là ma bộc thôi. Sắc mặt Bắc Minh Thiên Lộc lập tức chìm xuống. Giận dữ hét. Tiểu tử, ngươi nói gì?
nước biển theo cơn giận của hắn bay lên, trở nên bạo động hơn, toàn bộ biển cả cũng bắt đầu gào thét. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ta hiện giờ đối với trạng thái của ngươi rất có hứng thú đấy, ngươi rốt cuộc là ma chủ đế hay là Bắc Minh Thiên Lộc đây? Bắc Minh Thiên Lộc sắc mặt đại biến, kinh quát, ngươi cũng biết ma chủ đế sự tình. Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình nhìn nhau một cái, trong lòng đều khẽ động, bộ dạng này của đối phương, tựa hồ không giống như là bị ma khống thể, càng giống Bắc Minh Thiên Lộc bị ma hóa. Lý Vân Tiêu thăm dò nói. Sau khi đạt được lực lượng của ma đế, ngoại trừ cảm giác mình cường đại ra, có phải cảm giác có rất nhiều chỗ không khỏe không? Bắc Minh Thiên Lộc cả kinh nói. Ngươi quả nhiên biết rõ một ít nội tình. Trong mắt của hắn tràn ngập sát khí, trên người bay ra vê, nhuộm đen cả bầu trời. Lý Vân Tiêu trong lòng vui vẻ, người này quả nhiên là Bắc Minh Thiên Lộc, mà không phải là ma chủ, như vậy đối phó cũng dễ dàng hơn nhiều. Hắn nhẹ giọng cười lạnh nói. Chẳng qua chỉ nhận được một ít ma chủ chi lực mà thôi, cho rằng mình có thể lật trời sao. Ma nguyên ta cũng có, ma công ta cũng biết. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, hắc ma khí trực tiếp bừng lên từ trong cơ thể, thoáng cái hóa thành chân ma pháp tướng, hiển hiện ở sau lưng, sừng sững dưới bầu trời. À, người cũng thế. Bắc Minh Thiên Lộc thoáng cái mắt choáng váng, trực tiếp ngốc trệ ở đằng kia, kinh ngạc nhìn qua chân ma pháp tướng. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang đột nhiên ra tay. Bạc Vũ Kình một kiếm chảm thiên, Bi Minh kiếm vũ phong kiếm khí xoáy ra, ảnh giới chi lực lăng không mà hàng. Ngàn vạn ma khí của Bắc Minh Thiên Lộc bị trực tiếp bao phủ trong kiếm hải, nhao nhao chém vỡ. Mọi người cái này mới tỉnh ngộ lại, lập tức nhao nhao ra tay. Bắc Minh Thiên Lộc giận tím mặt, gào lên một tiếng, hội tụ ma nguyên trong tay, từng đạo hắc khí toát ra khỏi cơ thể, đánh khắp mọi nơi. Lực lượng con sâu cái kiến, cũng muốn làm tổn thương ta. Bắc Minh Thiên Lộc cười lạnh một tiếng, một chưởng trực tiếp đẩy ra, hắc mang trong tay hóa thành vô số cương khí bắn ra, đánh tan kiếm hải bao phủ bốn phía. Đột nhiên toàn thân hắn chấn động, đồng tử đột nhiên co lại, đột nhiên hít một hơi lạnh. Một đạo hắc mang trực tiếp lăng không đánh xuống, khóa trọn hải vực lại. Đúng là đô đô nhổ ra phá giới hắc mang, tránh cũng không thể tránh. A a làm càn. Bắc Minh Thiên Lộc hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên biến lớn, trong hai tay kháp ra một đạo quyết ấn, đánh tới hắc mang kia. Ầm ầm, ấn quyết trong hai tay hắn dưới hắc mang chi lực lập tức bị đánh nát bấy, dư lực chi uy đột nhiên đánh lên người, phanh một tiếng trực tiếp nổ tung một động lớn. Xa xa người Bắc Minh thế gia toàn thân đều run lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỗ dựa của bọn hắn lập tức đã bị giết, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Đang suy nghĩ làm sao để chạy trốn. Bắc Minh Lai Phong cũng choáng váng, theo như ý nghĩ của hắn, có thể đuổi bọn người Lý Vân Tiêu liều mạng chạy trốn, tất nhiên có bất thế thần thông, không thể tưởng được mới chỉ hai chiêu đã bị giải quyết mất. Bắc Minh Kháng Thiên cũng thiếu chút nữa hộc máu, hắn vốn trọng thương nơi thân, giờ phút này càng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, giống như đã thấy được bọn người Lý Vân Tiêu bắt bọn họ khai đao. À, vậy mà đã thương ta. Bắc Minh Thiên Lộc kinh sợ không thôi, giống to, hai tay bấm niệm pháp quyết, đại động trên lồng ngực vậy mà trực tiếp khép lại. À, người Bắc Minh thế gia thấy thế đều ngốc trệ, như vậy cũng được sao? Thủy Tiên vẻ mặt lạnh lùng, lần nữa khẽ ngâm, trong khi Bắc Minh Thiên Lộc đang chữa trị miệng vết thương, năm đầu thâm hải cự thú khác cũng hé miệng, từng đầu nhổ ra ra hắc mang, liên tiếp rơi xuống. Rầm 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 rầm. Bắc Minh Thiên Lộc tránh không kịp. Đồng thời dưới phá giới chi lực cũng không cách nào tránh né, bỗng chốc bị đánh cho liên tục kêu thảm thiết, về sau ngay cả thanh âm kêu thảm thiết cũng không có nữa. Mọi người Bắc Minh thế gia vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lần nữa tim vọt lên cổ họng, hoảng sợ trừng to mắt nhìn qua. Đột nhiên sắc mặt Thủy Tiên đại biến, nhìn chằm chằm vào trong hắc mang năng lượng kia, thất thanh nói. Đây là, bốn kiện chí bảo huyền khí mà hải thần lưu lại. Từng đạo kim quang trực tiếp lao ra từ trong hắc mang, bắn xé trời cao. Phảng phất tia nắng ban mai đâm thủng hắc ám, một đoàn kim quang xuất hiện trong biển rộng. Sắc mặt Bắc Minh Thiên Lộc lạnh như băng, người mặc màu vàng chiến giáp, ẩn ẩn hiện hiện trong hắc mang, trong tay hắn cầm một thanh kiếm bản rộng màu vàng, đột nhiên chém xuống bốn phía. Xoẹt! Những năng lượng phá giới cuồng bạo kia bị một đao đánh tan, cả người hắn như thần linh đến thế gian, một thân kim quang sáng lạn.
uy phong lẫm lẫm đứng trước mặt mọi người. Thủy Tiên hoảng sợ nói. Đại xảo bất công kiếm, phượng xí tư kim quan, tỏa tử hoàng kim giáp, ngẫu tỳ bộ vân lý. Tất cả mọi người trong nội tâm trầm xuống, bốn kiện chí bảo này mặc dù không biết có đẳng cấp gì, nhưng mặc ở trên người Bắc Minh Thiên Lộc lại tản mát ra uy năng vô tận, vậy mà dẫn động Nặc Á Chi Chu thấp giọng khí minh. Lý Vân Tiêu cũng tâm thần đại chấn, sợ hãi nói. Bốn kiện huyền khí này. Hắn cũng nhìn ra chính là do bốn đầu quái thú lúc biến thành, mỗi một kiện đều là tồn tại cửu giai, vốn có được bốn kiện huyền khí cửu giai cũng không có gì, nhưng khí ẩn chi lực mà bốn kiện huyền khí này phát ra vậy mà có thể điệp ra tổ hợp cùng một chỗ, hơn nữa hình thành chấn động rất mạnh, thậm chí dung chuyển huyền khí siêu phẩm. Sắc mặt Bạc Vũ Kình cũng khó coi dị thường, cắn răng nói. Huyền khí sáo trang cửu giai. Thủy Tiên có chút ngốc trệ nhìn qua Bắc Minh Thiên Lộc, kinh ngạc nói. Thì ra bốn kiện chí bảo mà Hải Thần Đại Nhân lưu lại là mất đi ở đây, khó trách qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy xuất thế. Ha ha ha, thật mạnh, lực lượng thật cường đại a. Trong mắt Bắc Minh Thiên Lộc hiện lên một tia tà khí, lạnh giọng cười nói. Không hổ là huyền khí đã trấn áp ta nhiều năm như vậy. Tội nghiệt trước kia, bổn tọa tha thứ các ngươi, ha ha ha. Oán hận phẫn nộ một thời gian dài, vào thời khắc này tựa hồ toàn bộ tiêu tán mất. Tâm tình hắn cực tốt. Trong mắt Thủy Tiên hiện lên một tia hàn khí, lạnh lùng nói. Đây là chí bảo mà Hải Thần Đại Nhân lưu lại, tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài được. Nàng một tay giơ lên trời, Thâm Hải Cự Thú đô đô lần nữa kêu vài tiếng lỗ 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 lỗ, liền nhổ ra một ngụm hắc mang, lăng không đánh xuống. Hắc mang lóng lánh, toàn bộ biển cả đều trở nên giống yên tĩnh như chết. Ánh mắt Bắc Minh Thiên Lộc phát lạnh. Kiếm bản rộng trong tay vung lên, kiếm khí trực tiếp chém ra. Tử quan kim giáp phân lý trên người hắn nhao nhao phát ra hào quang cường đại chói mắt, thoáng cái chiếu rọi đầy trời màu vàng, cùng hắc mang kia địa vị ngang nhau. Ầm ầm, kiếm khí và hắc mang chi lực va chạm vào nhau trên không, kích thích ra năng lượng vô biên tản khắp bốn phương tám hướng. Người Bắc Minh thế gia đều nhao nhao hoảng hốt không thôi, dốc sức liều mạng chạy trốn ra xa xa. Thoáng cái người tốc độ chậm trực tiếp bị lực lượng kia quấn lấy, lập tức tan thành mây khói. Nặc Á Chi Chu ở trong vùng sức mạnh hỗn tạp giữa hắc mang và kiếm khí màu vàng, không ngừng nhộn nhạo, từng vòng kim quang từ trên thân hạm bay lên hình thành kết giới phòng ngự. Người trên chiến hạm toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, Bắc Minh Thiên Lộc tuy rằng cũng lâm vào trong năng lượng trùng kích, nhưng toàn thân bình yên vô sự, kim quang sán lạn sừng sững trên đại dương bao la, phóng tiếng cười dài. Ha ha ha, đây là Thâm Hải Cự Thú trong truyền thuyết sao? Cũng không gì hơn cái này a. Tiếng cười to cuồng vọng chấn động trên biển cả và trên bầu trời, khiến tất cả mọi người đều kinh nghi bất định. Mặc dù là Bắc Minh Kháng Thiên cùng Bắc Minh Lai Phong, giờ phút này sắc mặt cũng có chút trở nên ngưng trọng, tựa hồ cảm thấy Bắc Minh Thiên Lộc có gì đó không đúng. Ít nhất trước kia bị đánh nát lồng ngực còn có thể tự lành không việc gì, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình đều chảy xuống mồ hôi lạnh ra, bọn hắn rất rõ ràng sự lợi hại của phá giới hắc mang, có thể một kiếm tới chống lại, thực lực của Bắc Minh Thiên Lộc này đã không dưới Quảng Nguyên rồi. Lỗ 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 lỗ. Mặt khác năm đầu Thâm Hải Cự Thú khác cũng nhao nhao kêu lên, nguyên một đám nhổ ra hắc mang, lần lượt đánh đến. Bắc Minh Thiên Lộc cười lạnh nói. Mấy con súc sinh không có lông, chạy trở về biển sâu đi thôi. Trước mặt bổn tọa không phải các ngươi có thể dương oai. Kiếm khí ngưng tụ lại, hắn cầm kiếm bày ra một đạo kiếm tư, kim quang tản ra chung quanh hắn, lộ ra ra từng đạo kiếm phù, khí uẩn đua tiếng mà lên. Bát khổ kiếm thức, Bắc Minh Thiên Lộc trong miệng ngâm khẽ, kiếm tư biến đổi, kiếm phù đầy trời bay múa lên. Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly. Ngũ khổ chi kiếm hóa thành ngàn vạn kim mang, bốn kiện chí bảo đồng thời cộng minh. Kiếm khí trùng thiên, lần lượt chém tới năm đạo hắc mang kia. Rầm 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 rầm. Dưới kiếm khí cương mãnh, năm đạo phá giới hắc mang đều tiêu tán. Bắc Minh Thiên Lộc khí sông trời cao, bốn kiện huyền khí cộng hưởng càng ngày càng mạnh, toàn bộ biển cả nhấc lên sóng lớn trùng thiên. Huyền khí đại xảo bất công kiếm phát ra hào quang chói mắt như liệt dương, kiếm phù sau khi chém vỡ phá không hắc mang không giảm trái lại còn tăng, kiếm thế uy áp ép thẳng tới Nặc Á Chi Chu. Quán tăng hội, cầu bất đắc, ngũ thủ uẩn. Bát khổ kiếm thức không giảm, trong tay Bắc Minh Thiên Lộc không ngừng bay lên kiếm phù,
Phật sướng phảng phất đến từ xa xôi vang lên. Mi tai lục thức, trầm luân bát khổ, bất hữu đại thánh, thủy trưởng tuệ kiều. Trên bầu trời xuất hiện một đạo hư ảnh như ẩn như hiện, mơ hồ nhìn lại, hư ảnh kia người mặc chiến giáp, dẫm trên pháp hoa liên thải, tựa hồ như một đạo hình ảnh từ thời không vô tận xa xa quang đến. A à, hư ảnh hải thần. Thủy tiên kinh hô lên, toàn thân đại chấn, nhìn vào thân ảnh tổ tiên mình, tràn đầy không thể tin. Lỗ 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 lỗ. Giờ phút này sáu đầu thâm hải cự thú lần nữa kêu lên, chỉ bất quá lần này lại phát ra thanh âm sợ hãi, thân thể khổng lồ run rẩy trên trời cao, khiến cho cả biển cả đều rung động lắc lư. Bỗng nhiên tất cả kim mang trên bầu trời đều hội tụ lại, ở trong tay Bắc Minh Thiên Lộc hóa thành một kiếm, không phải thiên không phải địa, vô vật vô ngã. Đạo hành vô thường, vô lượng chư khổ, đi chết đi. Bắc Minh Thiên Lộc quát lạnh một tiếng, trong thiên địa uy nghiêm vô biên đánh xuống, toàn bộ hải vực run rẩy, bầu trời rên rĩ. Nặc Á Chi Chu dưới thần uy thiên địa kia bốc lên kim quang, sức mạnh to lớn mênh mông kéo dài sinh ra, muốn chèn phá kiếm uy kia. Chư pháp không tương, bàn nhược thần trưởng. Diệp Phàm rốt cục không chịu nổi kiếm áp nữa, sắc mặt trắng bệch, vận khởi lực lượng toàn thân, hóa thành thần trưởng. Một đạo trưởng ảnh màu vàng cự đại từ trên chiến hạm vọt lên, đánh tới kiếm uy vô biên kia. Người còn lại cũng đột nhiên tăng lực lượng tăng lên tới cực điểm, các loại tuyệt kỹ ẩn giấu khó phân biệt nổi. Bi Minh kiếm Vũ Phong, Ngự Long. Bạc Vũ Kình hét lớn một tiếng, Bi Minh kiếm Vũ Phong đệ tam thức chưa bao giờ thi triển qua phá không mà lên, một đạo long ngâm kinh trời cao, hóa thành long ảnh màu xanh gào thét vọt lên, xỏ xuyên qua thiên địa. Thánh Luân Chi Quang, Nhật Nguyệt Tề Minh. Sắc mặt tân thần cũng ngưng trọng chưa bao giờ có, trên người bay lên từng đạo kim luân. Hai tay đều cầm kim cầu, giống như nhật nguyệt tinh thần xoáy ở trong tay, chiếu rọi lẫn nhau. Sau đó nhật nguyệt chi quang hợp hai làm một, hóa thành một đạo quyền mang, tự thành thế giới, chiếu rọi lên bầu trời. Còn em ngươi, ta đám đều lưu thủ. Lý Vân Tiêu nhịn không được chửi ầm lên, hai thức tuyệt học này uy lực vô cùng, đều hơn xa tuyệt kỹ lúc trước. Những người này đều là hồ ly tinh đa mưu túc trí. Không phải thời khắc sinh tử căn bản sẽ không dùng ra át chủ bài cuối cùng của bản thân. Cái này cũng đã chứng minh uy lực một kiếm này của Bắc Minh Thiên Lộc quá mức cường đại, ngay cả hai người võ đế bát tinh đỉnh phong đều cảm nhận được nguy hiểm tử vong, lúc này mới liều mạng. Lý Vân Tiêu cũng bị cổ uy thế thiên địa kia chấn khiến trong lòng hoảng hốt, không dám giấu giốt thêm, lãnh kiếm băng xương long cong xuất hiện, dị tượng thiên địa bay lên, kiếm ý vô biên tản ra. Trảm yêu, tinh diệt, thần quang. Tam kiếm hợp nhất, vạn kiếm quy nguyên, kiếm trảm tinh thần. Kiếm ý mênh một vọt lên, hóa thành kiếm ảnh thật lớn phá không mà ra, trên lãnh kiếm băng xương một mảnh lăng nhiên chi ý. Lý Vân Tiêu sừng sững trên Nặc Á Chi Chu, một cổ khí chất quân lâm thiên hạ hiện ra, cùng Bắc Minh Thiên Lộc lăng không mà đứng xa xa tương đối, như tinh nguyệt tranh nhau phát sáng. Liều mạng, Phi Minh trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng, dưới cự lực mênh mông vô biên. Cổ khát máu trong huyết mạch bạo phát ra, hình thể cả người đột biến, bày biện ra trạng thái nửa yêu hóa, làn da nổi lên một thứ gì đó giống như lân mà không phải lân. Võ anh kiếm trở nên một mảnh đỏ bừng. Diệt uế thành giác, chúng sinh trảm phù đồ. Cũng là một kiếm vọt lên, đuổi theo nhưng tuyệt học bất thế kia mà đi. Người còn lại cũng nhao nhao ra tay, giống như sao quanh trăng sáng, trong lúc nhất thời trên đại dương bao la bách hoa tể phong, vô số đom đóm tranh nhau phát sáng. Dưới bát khổ chi kiếm của Bắc Minh Thiên Lộc, như một mảnh tinh thần biển cả. Mọi người Bắc Minh thế ra trốn ở phía xa nguyên một đám mở to mắt, dưới cổ lực lượng mênh mông kia, dưới tràng cảnh ầm ầm sóng dậy kia, nguyên một đám ngây ra như phỗng. Ầm ầm, kiếm thế chém vào tinh thần biển cả, trời xanh điên đảo, hoàn vũ tan vỡ. Biển cả vô biên ngược dòng trên xuống, oanh liệt trời cao ngàn dặm. Toàn bộ giữa trời biển, kim quang phiêu tán. Ngàn vạn quy tắc đều đánh nát, lăng liệt chi quang tóe khắp tứ cực. Dưới lực lượng hủy diệt vô biên kia, mơ hồ có một đạo hư ảnh đang hoảng hốt bất định, tùy thời như muốn biến mất mà đi. Tất cả mọi người mở to hai mắt, ngưng nhìn giữa trời biển, hình ảnh dẫm trên pháp hoa liên thai mặc dù chỉ là hư ảnh vượt qua ngàn vạn năm tháng, lại vẫn có thể thấy được phong thái năm đó. Đứng trên như thị ngã văn, đầu đội phượng xí tử kim quan, thân mặc tỏa tử hoàng kim giáp. Chân đạp ngẫu ti bộ vân lý, một thân pháp tướng trang nghiêm. Mi tai lục thức, trầm luân bát khổ, bất hữu đại thánh, thủy trưởng tuệ kiều.
Phạm âm từ trong miệng đạo hư ảnh kia vang lên, đạo thân ảnh to lớn cao ngạo kia lại im ắng nghiền nát, tiêu tán, hóa thành ngàn vạn hạt bụi, vĩnh viễn diệt giữa thiên địa. Tất cả mọi người bị cảnh tượng này khiến triệt để kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Bắc Minh Thiên Lộc cũng kinh nghi bất định, hoảng sợ nhìn khắp mọi nơi, tựa hồ muốn tìm đạo bóng dáng ia. Thiêu thuyết bát khổ diệt đế dịch, nhất nan biệt ly vĩnh nan tiêu. Thủy Tiên kinh ngạc tự nói, vẻ mặt vẻ mờ mịt, phảng phất như lâm vào trầm tư vô tận. Đừng có phát ngốc nữa, đánh đi. Đột nhiên một tiếng hét lớn xé rách yên lặng, liền trông thấy Lý Vân Tiêu phóng lên trời, thân kiếm như một, trên lãnh kiếm băng xương hiện ra nguyên một đám ma ha cổ tự, lăng không chém tới. Kiếm quyết chảm yêu. Sau một chiêu kiếm chảm tinh thần, đây đã là kiếm mạnh nhất mà hắn có thể thi triển rồi. Người còn lại cũng nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Một chiêu vừa rồi đã tiêu hao hết đại bộ phận khí lực của mọi người, giờ phút này đều cắn răng chạy ra khỏi Nặc Á Chi Chu, như vô số lưu tinh xẹt qua trời cao, rơi xuống biển cả vô biên kia. Bắc Minh Thiên Lộc khiếp sợ không thôi, một kiếm vừa rồi hắn đã dốc toàn lực, lại không thể diệt sát mọi người, thật sự là đả kích không nhỏ đối với hắn. Bát khổ kiếm chi ái biệt ly. Sắc mặt Bắc Minh Thiên Lộc trầm xuống, ái biệt ly chi kiếm chém ra, đánh lên trên kiếm quyết chảm yêu. Trực tiếp bổ ra bầu trời. Kiếm thế triệt để ngăn chặn kiếm quyết chảm yêu, kiếm chi quy tắc vô biên xuyên thẳng qua, trực tiếp chém lên người Lý Vân Tiêu trên người, bị Ma Thiên Khải hiển hóa ra ngăn trở. Phanh! Ma Thiên Khải bị kiếm khí đánh cho rung động lắc lư, toàn thân Lý Vân Tiêu kim quang lập lòe, nhị môn đều mở ra, tiếp được lực lượng còn thừa lại, vẫn bình an vô sự. Nhưng hắn cũng hao hết nguyên lực, không cách nào ứng chiến nữa, trực tiếp bay thấp xuống bầu trời. Hai chân dẫm trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, bấm niệm pháp quyết điều tức. Đồng thời mi tâm hắn lóe lên, giới thần bi trực tiếp bay ra, mấy đạo nhân ảnh từ trong đó thoáng hiện ra. Đúng là đám người Mạc Tiểu Xuyên, nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Bắc Minh Thiên Lộc. Hắn có được huyền khí siêu phẩm giới thần bi đã không phải là bí mật nữa, cho nên cũng không còn gì phải băn khoăn. Thiên Chu đãng ma kiếm của Mạc Tiểu Xuyên vừa ra, hạo nhiên chính khí phiêu tán mà xuống. Trực tiếp chém tan ma khí ở bốn phía Bắc Minh Thiên Lộc. Ân, đây là... Bạc Vũ Kình nhướng mày, đột nhiên kinh hô lên, nói. Thiên Chu đãng ma kiếm. Sắc mặt của hắn trở nên kinh nghi bất định, sợ hãi nói. Ngươi là người Mạc gia thành hắc thiết sao? Mạc Tiểu Xuyên không kịp trả lời, hắn một kiếm phá vỡ ma khí, đâm về phía mi tâm Bắc Minh Thiên Lộc. Hồng Trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Long cong. Bắc Minh Thiên Lộc nâng tay trái lên, hai ngón véo nhẹ, liền niết mũi kiếm nơi đầu ngón tay, không cách nào đẩy thêm được chút nào. Tu vị giữa hai người này thật sự kém nhau quá lớn, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Hừ, con sâu cái kiến. Trong mắt Bắc Minh Thiên Lộc hiện lên một tia lãnh sắc, cong ngón búng ra, chỉ khẽ động một chút lại khiến cho cả chuôi bảo kiếm phát ra cự chiến. Long cong. Tiếng kiếm ngân không ngừng vang lên. Mạc Tiểu Xuyên tại chỗ phun ra một búng máu bị cái lực lượng từ một ngón tay kia đánh bay ra người, nửa bên thân thể triệt để run lên. Hiện giờ hắn mới hiểu được địch nhân trước mắt đến cùng mạnh đến cỡ nào, mà mình lại yếu đuối cỡ nào. Đột nhiên một bàn tay lớn hữu lực vỗ vào trên bả vai hắn, nói. Chỉ với thực lực cặn bã của ngươi, đừng điếm ô thanh kiếm này, đưa cho ta đi. Mạc Tiểu Xuyên còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ tay tê dần. Thiên Chu đãng ma kiếm cùng một nhịp thở với hắn đã rời khỏi tay. Ngươi! Hắn kinh sợ không thôi, nổi giận mắng Bạc Vũ Kình. Đưa kiếm cho ta! Bạc Vũ Kình cười lạnh nói. Kẻ yếu chỉ biết khẩn cầu sao, kiếm này không phải cặn bã như ngươi có thể sử dụng đâu, cút! Trong chữ cút của hắn ẩn chứa tinh thần lực vô biên, trực tiếp chấn cho Mạc Tiểu Xuyên lần nữa phun ra một búng máu, trực tiếp rơi xuống từ trên trời cao. Dầm ào ào! Mạc Tiểu Xuyên trực tiếp rơi vào biển rộng, tóe lên một đóa bọt nước, nhưng trong sóng cả vô biên kia lại lộ ra chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, xuyên thấu trời cao ngưng mắt nhìn đi. Bạc Vũ Kình tựa hồ cảm ứng được, có chút xoay đầu lại, khẽ cười nói. À, ta ngược lại quên mất, Vân Tiêu đại nhân tựa hồ vừa vặn có một đồ đệ là người Mạc gia thành hắc thiết, chắc là người này đúng không? Khóe miệng của hắn có chút giơ lên, khẽ cười nói. Lại nói tiếp, chuôi Thiên Chu đãng ma kiếm này có chút sâu xa với sư thừa nhất mạch của ta, trở lại trong tay của ta cũng coi như không nhục nó,
Vân Tiêu đại nhân muốn xuất đầu cho đệ tử sao? Trong lòng Bạc Vũ Kình vẫn còn có chút kiêng kỵ, sợ Lý Vân Tiêu sẽ ra tay, cho nên cố ý rào trước, khiến Lý Vân Tiêu băn khoăn thân phận, không tiện ra tay. Sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt, hừ lạnh một tiếng, cúi đầu xuống nhìn vào biển rộng, tìm kiếm thân ảnh Mạc Tiểu Xuyên. Mạc Tiểu Xuyên rơi vào trong biển rộng, trực tiếp bị chấn xuống hơn 100 mét, chỉ cảm thấy trong đại não một mảnh đau đớn. Tinh thần công kích của Bạc Vũ Kình mãnh liệt mà hung tàn, trực tiếp đánh vào trong linh đài thức hải A Ứn, cả người thất điên bát đảo, trong đầu như ngàn vạn lưỡi dao đang cắt từng khúc vậy. Hắn thống khổ ôm đầu, không ngừng quay cuồng trong nước, trong thất khiếu liên tục chảy ra máu đen. Trong hai mắt hắn tràn đầy bi phẫn và huyết sắc, khổ tu dẫy dụa vô số năm, phấn đấu không biết ngày đêm, đổi lấy vẫn là một thân tu vị cặn bã, bị đối phương nói một chữ cút đã thật sự phải cút đi rồi. Dưới đau nhức kịch liệt, từng đạo mảnh vỡ trí nhớ trong đầu chợt liên tục hiện ra, những chuyện cũ bị phủ đầy bụi cũng không ngừng tuôn ra. Phanh! Trong linh đài thức hải tựa hồ có lực lượng nào đó đứt đoạn, một mảnh trí nhớ bị phong tỏa dần dần rõ ràng. Bên ngoài thành Hắc Thiết, một thiếu niên non nớt run rẩy nắm chặt tiểu kiếm, đi từng bước vào Tiang Tuyệt Thần Động. Nơi này là cấm địa Mạc gia, cũng là thẩm phán chi địa. Phàm là người phạm vào tử tội của Mạc gia đều sẽ bị đuổi vào đây, chỉ cần có thể còn sống đi ra thì tất cả tội lỗi đều có thể được miễn trừ. Nhưng vô số năm qua, Mạc Tiểu Xuyên chưa từng nghe qua có người nào có thể sống sót đi ra cả. Sợ hãi cực lớn không ngừng lan tràn nội tâm của hắn, nhưng không đi vào cũng phải chết a. Bạch y nhân hung ác kia đang canh giữ ở bên ngoài động, nếu như quay đầu chạy ngược lại thì sẽ bị hắn lóc thịt mất. Mạc Tiểu Xuyên xua tan mọi ủy khuất và sợ hãi trong lòng, cố lấy dũng khí vọt vào trong. Hắn không ngừng gào thét lớn tăng thêm lòng dũng cảm cho mình, chạy như điên vào trong động. Bên trong ngoại trừ một mảnh hắc ám ra, tựa hồ cũng không có thứ gì khác, Mạc Tiểu Xuyên thoáng cái không biết đã chạy đi bao xa. Bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, hắn không dám dừng lại, dưới chân càng chạy càng nhanh. Nhưng rất nhanh vấn đề đã đến, hắn không biết chạy bao xa, nhưng nhất định sẽ không ngắn, nhưng động này giống như vĩnh viễn không có điểm cuối, phảng phất nối thẳng đến hoàng tuyền vậy. Thanh âm tăng thêm lòng dũng cảm cho mình không ngừng quanh quẩn trong huyệt động, chỉ là càng ngày càng yếu, đến đằng sau càng nhỏ đến không thể nghe, Mạc Tiểu Xuyên cũng không biết mình đã chạy bao lâu. Rốt cục thể lực không chống nổi nữa, trực tiếp ngã trên mặt đất, không đứng dậy được nữa. Đột nhiên một tiếng thở dài yếu ớt vang bên tai hắn. Mạc Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, không biết lấy được sức lực chỗ nào, trực tiếp nhảy dựng lên, cầm trong tay kiếm sát thường mà Cổ Phi Dương vừa mới luyện chế, cảnh giác nhìn quanh mọi nơi. Đạo thanh âm lần nữa vang lên, nói khẽ. Ngươi cũng không phải tử tù, sao cũng chạy vào đây thế? Ngươi rốt cuộc là ai? Mạc Tiểu Xuyên thoáng lớn gan hơn, cẩn thận hỏi tới. Thanh âm kia không trả lời, chỉ hỏi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, tại sao lại tiến vào cấm địa Mạc gia? Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở thành tuyệt đại cường giả như cha ta vậy. Mạc Tiểu Xuyên không biết lấy dũng khí từ đâu ra, lớn tiếng kêu lên. Vào thời khắc này, phảng phất tất cả khí lực đều lập tức khôi phục, nắm thật chặt kiếm trong tay. Tuyệt đại cường giả, cắt. Thanh âm kia khinh thường nói. Hiện giờ toàn bộ Mạc gia ngoại trừ Hàng Phi ra, lúc nào xuất hiện tuyệt đại cường giả thế? Coi như là Hàng Phi, cũng chỉ coi như là cũng tạm mà thôi. Mạc Tiểu Xuyên thầm giật mình, Mạc Hàng Phi chính là đương kim lão tổ Mạc gia, cường giả danh chấn thiên hạ. Hắn tức giận nói. Ngươi là ai, vậy mà trốn trong bóng đêm khoác lác? Thực lực tổ lão coi như là thất đại tông chủ cũng không dám nói nhất định có thể thắng được. Ha ha! Thanh âm kia tựa hồ bị hắn chọc cười rồi, nhịn không được cười ha hả, nói. Ta khoác lác, không phải ta xem thường Mạc Hàng Phi, mà ngay cả tên kia Bạch Y Nhân ngoài động kia, hắn cũng chưa hẳn có thể thắng được. Mạc Tiểu Xuyên trầm mặc, trước kia Cổ Phi Dương đánh một trận với lão tổ, tuy rằng đối quyết hai chiêu, tựa hồ là ngang tay thu cục. Nhưng theo như lời lão tổ thì dường như Cổ Phi Dương nhỉnh hơn. Sao hả, bị ta nói trúng rồi sao? Trong thanh âm kia lộ ra vẻ đùa giỡn. Mạc Tiểu Xuyên trầm mặc nói. Người nọ quả thật rất mạnh, hắn là sư phụ ta. Cái gì? Thanh âm kia lắp bắp kinh hãi, sau đó hỏi. Nếu ngươi đã có một sư phụ mạnh như vậy,
vì sao còn muốn tới Tuyệt Thần Động? Không phải đã nói qua sao? Bởi vì ta muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trở thành tuyệt đại cường giả như cha ta, sư phụ ta, còn có tổ lão nữa. Mạc Tiểu Xuyên tức giận nói. Sư phụ ta nói nếu như không thể thông qua khảo nghiệm Tuyệt Thần Động thì sẽ không thu ta làm đồ đệ. Bốn phía đột nhiên trở nên an tĩnh lại, một mảnh sâu kín đen kịt. Mạc Tiểu Xuyên đột nhiên có chút sợ, lớn tiếng nói. Này, ngươi ở nơi nào? Nói chuyện đi. Thanh âm kia vẫn không xuất hiện. Tâm Mạc Tiểu Xuyên nhảy lên bịch bịch, càng ngày càng sợ, không biết làm sao mới tốt. Tiếp tục đi phía trước, tựa hồ như không có điểm cuối. Lui về, hắn cũng không nhớ rõ mình đã chạy bao xa nữa, có trời mới biết khi nào mới có thể chạy ra được. Rơi vào đường cùng, sau khi hắn tự hỏi ngắn ngủi vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Vì trở nên mạnh mẽ, người nguyện ý trả giá thế nào? Thanh âm kia như là u minh lần nữa vang lên, trực tiếp dọa sợ Mạc Tiểu Xuyên. Mạc Tiểu Xuyên cả giận nói. Ngươi có thể đừng dọa ta không? Thanh âm kia không nói gì, tựa hồ đang đợi hắn trả lời. Mạc Tiểu Xuyên lần nữa tăng gan, lớn tiếng nói. Cái giá ta nguyện ý trả là bất cứ giá nào. À, thanh âm kia tựa hồ cảm thấy hứng thú, cười nói. Ngươi tuổi còn nhỏ, sao biết được hàm nghĩa của bất cứ giá nào chứ? Ta biết rõ. Mạc Tiểu Xuyên chém đinh chặt sắt nói. Mặc dù có chết ta cũng không tiếc. Thanh âm kia lần nữa trầm mặc, tựa hồ đang suy tư, có chút tán dương nói ra. Bằng chừng ấy tuổi đã có giác ngộ cái chết, không tệ, không tệ. Mạc Tiểu Xuyên lớn tiếng nói. Khảo nghiệm trong động này rốt cục là cái gì? Tranh thủ thời gian đến khảo nghiệm ta đi. Ha ha! Thanh âm kia cười nói. Nếu như khảo nghiệm là thống khổ hơn chết gấp trăm ngàn lần, người nguyện ý tiếp nhận không? Ta nguyện ý. Mạc Tiểu Xuyên quả quyết đáp. Thanh âm kia cười nói. Tiểu hài tử vô tri nào biết được cái gì là thống khổ hơn chết chứ? Ta biết rõ. Mạc Tiểu Xuyên trở nên chăm chú, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ta biết rõ cái gì là thống khổ hơn cả chết. Thân là nhi tử phụ thân, nhưng võ đạo tài trí bình thường, không thể điều tra rõ cái chết của phụ thân để báo thù cho hắn, bị mọi người khi dễ nhục mạ. Không thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, bảo hộ chuyện mình muốn giữ gìn, ta cảm thấy cái này còn khó chịu hơn cả chết. Sắc mặt non nớt của hắn lộ ra vẻ thành thục và thương cảm hoàn toàn không tương xứng với lứa tuổi. Thanh âm kia tựa hồ ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không nói gì. Mạc Tiểu Xuyên tiếp tục nói. Nếu như tiếp tục tài trí bình thường như vậy, không thể trở thành cường giả tuyệt đại thì ta tình nguyện chết ở trong Tuyệt Thần Động, giống như vô số tiền bối trước kia vậy. Như vậy ta ngược lại sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Sau khi nói ra những lời này, Mạc Tiểu Xuyên đột nhiên cảm thấy động này cũng không có gì quá đáng sợ nữa. Mình ngay cả chết cũng không sợ, thì sợ gì? Sợ trở thành bình thường, sợ cả đời không ngóc đầu lên được, sợ vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên vô số thân ảnh trên trời cao kia. Thỉnh ngươi khảo nghiệm ta đi. Mạc Tiểu Xuyên đột nhiên lớn tiếng nói, vẻ mặt kiên quyết. Thanh âm kia tiếp tục trầm mặc. Trong động yên lặng dị thường. Nhưng Mạc Tiểu Xuyên tuyệt không sợ, hắn biết rõ thanh âm kia vẫn ở ngay bên cạnh mình. Quả nhiên, sau một lúc, thanh âm kia lần nữa chậm rãi vang lên, chỉ là trở nên có chút nghiêm nghị, nặng nề nói. Thiên phú của ngươi tuy rằng không phải rất cặn bã, nhưng cũng là cặn bã. Mạc Tiểu Xuyên nói. Ta biết rõ ta sẽ cố gắng, trả giá cố gắng nhiều gấp trăm lần, người khác tu luyện một canh giờ, ta liền tu luyện 100 canh giờ. Người khác chém một kiếm, ta liền chém 100 kiếm. Thanh âm kia lần nữa trầm mặc, sau một lúc mới nói. Ngươi khẳng định chịu khảo nghiệm sao? Mạc Tiểu Xuyên kiên định nói. Ta đến chính là vì cái này. Thanh âm kia nói. Được rồi, dù sao qua nhiều năm như vậy, hài tử như ngươi cũng phải chưa từng chết. Tiếp chuyện kế tiếp sẽ rất thống khổ, ta sẽ đập nát xương cốt của ngươi từng chút một, thái nhỏ từng chút cơ bắp và kinh mạch toàn thân. Ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Mạc Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, giật mình nói. Ngươi sao lại biến thái như vậy? Thanh âm kia cười rộ lên dữ tợn, nói. Ha ha, hiện giờ hối hận cũng đã chậm, bởi vì ta đã quyết định. Mạc Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy cả người chóng mặt, sau đó liền mất đi chi giác. Đợi khi lần nữa tỉnh lại, hắn phát hiện mình nằm trên một mặt đá lạnh như băng, hàn khí tỏa ra trận trận. Khiến toàn thân hắn nhịn không được phát run.
đột nhiên hắn hưng phấn kêu lên. Có phải ta đã thông qua khảo nghiệm rồi không? Thông qua. Thanh âm kia nở nụ cười mỉa mai, nói. Còn chưa bắt đầu đâu, ta một mực vẫn chờ ngươi tỉnh lại đấy, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, ngay cả chút hàn khí ấy cũng chịu không được, có thể chịu được thống khổ phấn thân toái cốt sao? Có thể. Mạc Tiểu Xuyên cắn răng nói. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, ta rất thích mấy tên xương cốt cứng như ngươi, như vậy ta có thể thỏa thích dùng biện pháp ác độc nhất tra tấn ngươi rồi. Đạo thanh âm kia cười rộ lên dữ tợn. Thời gian dần qua, ở trước nham thạch chợt hiện ra một đạo bóng dáng màu đen, chậm rãi nhích lại gần. Hắc hắc, gương mặt lớn lên anh tuấn như vậy, đợi lát nữa lúc dữ tợn vặn vẹo sẽ là bộ dạng thế nào đây? Mạc Tiểu Xuyên. Trong bóng tối một đạo hàn mang hiện lên, trong tay bóng dáng kia nhộn nhạo ra lực lượng vô biên, Mạc Tiểu Xuyên trong mơ hồ thấy được một thanh dao găm nhỏ xuất hiện ở trên người mình, chậm rãi vạch xuống. Thân dao lạnh như băng khiến toàn thân hắn trở nên run rẩy. Nhưng nhớ tới những lời nói kiên cường của mình lúc trước, hắn vẫn cưỡng ép nhịn xuống. Bóng dáng kia lạnh như băng nói. Ta sẽ dùng chuôi sáng thế chi đao này triệt để cải tạo thân thể ngươi thành kiếm hạp. Kiếm hạp, ngươi muốn biến ta thành thứ gì thế? Mạc Tiểu Xuyên kinh hãi, dốc sức liều mạng giãy giụa, lại phát hiện một cổ lực lượng vô hình một mực khóa lấy hắn, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích được, hắn luống cuống, hét lớn. Ta không muốn làm kiếm hạp. Ta không muốn chết. Hắc hắc, hiện giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Thanh âm kia nhe răng cười nói. Bắt đầu từ giờ phút này, sinh tử đã không do ta nữa, mà là do chính ngươi a. Nếu ngươi có cường giả chi tâm đủ lớn thì có thể sống sót dưới thanh sáng thế chi đao này, nếu không ngươi ngươi cũng chỉ giúp tuyệt thần động này tăng thêm một cổ thi hài mà thôi. A, à, Mạc Tiểu Xuyên kêu to lên, chuôi dao găm nhỏ kia trực tiếp cắt vào trong thịt hắn. Cắt lên xương cốt, càng cắt vào không chút lưu tình. Bóng đen kia tựa hồ thập phần hưởng thụ loại khoái cảm ngược đãi này, nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn liền vui sướng cười ha hả, vì gia tăng niềm vui thú, dao găm nhỏ kia càng không ngừng xoắn động trên đầu khớp xương. Mạc Tiểu Xuyên đau nhức toàn thân tuôn ra mồ hôi lạnh, cơ hồ muốn ngất đi. Thanh âm kia ôn nhu nói. Yên tâm đi, ta đã thi thuật với ngươi, ngươi sẽ không đã bất tỉnh đâu. Dưới loại đau đớn này ngươi sẽ chỉ càng ngày càng thanh tỉnh, thẳng đến khi không nhịn được nữa đau ngất đi. À, Mạc Tiểu Xuyên mắt choáng váng, đau nhức kịch liệt từ trong cơ thể truyền đến, đã triệt để nói không ra lời nữa, chỉ có thể mặc cho thanh dao nhỏ kia cắt trên người mình. Nghe tiếng cuồng tiếu biến thái của đạo hắc ảnh kia. Cường giả không phải dễ làm như vậy, đặc biệt đối với người tài trí bình thường như ngươi thì, khảo nghiệm lớn nhất ngoại trừ thiên phú ra, còn có một khỏa cường giả chi tâm nữa. Bóng đen kia một bên băm lấy xương cốt của hắn, một bên nói. Dưới bầu trời phiến thiên võ giới này, tâm có bao nhiêu, thế giới mới có thể có bấy nhiêu a. Những người bị chết trước kia là vì tâm của bọn hắn không đủ lớn, không đủ khiến ta thỏa mãn, cho nên bọn hắn đều chết hết. Nếu ngươi không thể khiến ta thỏa mãn thì ngươi cũng sẽ chết, hắc hắc. Thanh âm kia cười qua đi, có chút chán nản nói. Chỉ có điều trong động này lại nhiều thêm một cỗ bạch cốt mà thôi. Chỉ là thời gian của ta cũng không nhiều nữa rồi. Những lời này tuy rằng lọt vào tai Mạc Tiểu Xuyên, nhưng hắn không thể suy nghĩ được bất luận điều gì cả, có chăng chỉ là đau nhức đến thấu xương. Thời gian không biết đã qua bao lâu, từng giọt, phảng phất như dài dằng dặc một thế kỷ. Tiếng kêu thảm thiết của Mạc Tiểu Xuyên càng ngày càng thấp, trong cổ họng đã sớm la hét đều chảy máu, nhẹ nhàng hừ thoáng một phát liền đau nhức kịch liệt, nhưng hắn vẫn phát ra tiếng kêu ô ô. Không tệ không tệ. Thanh âm kia cười hắc hắc nói. Rõ ràng không chết, thật sự là vượt quá dự liệu của ta đấy, ta đã triệt để cải tạo thân thể ngươi một lần rồi. Mạc Tiểu Xuyên thở hổn hển kịch liệt, hắn không biết đối phương đến cùng làm gì với mình, chỉ biết là từng khối xương cốt toàn thân đều bị hắn bóp nát, nhưng giờ phút này trong lòng lại vô cùng mừng rỡ, đứt quãng nói. Ta thông qua, khảo nghiệm rồi sao? Từng cái chữ nói ra. Đều đau nhức đến thấu tim, yết hầu phảng phất như muốn nổ bung ra vậy. Thanh âm kia cười nói. Hắc hắc, đã qua cửa thứ nhất, đập nát toàn thân ngươi một lần. Đằng sau còn có 8 cửa nữa, còn phải đập nát 8 lượt nữa mới được, hơn nữa thống khổ mỗi một lần đều gia tăng thêm gấp bội. Mạc Tiểu Xuyên. Ha ha. Thanh âm kia cười ha hả, nói. Không cần nản chí, ngươi đã tốt hơn rất nhiều người trưởng thành rồi, ta rất coi trọng ngươi a.
hàn quang lóe lên trong bóng đêm, chuôi dao găm kia lần nữa đâm xuống dưới. Lần này không biết đã qua bao lâu, phảng phất mấy thế kỷ, phảng phất vũ trụ đã qua một kỷ nguyên. Thống khổ thân thể khiến trái tim còn nhỏ của Mạc Tiểu Xuyên dần dần chết lặng, cả người đã không còn biết đau đớn nữa, hồn nhiên vô tri mở to mắt, giống giống nhìn qua hắc ám vô tận. Loại cảm giác sống không bằng chết này, dưới đôi đồng tử hắc sắc, tựa hồ dần dần rời xa, cũng không còn quá mức đau đớn nữa. Hồi lâu sau, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Trong thanh âm kia mang theo mừng rỡ như run rẩy, lại cực lực khống chế cảm xúc của mình. Ồ, người rõ ràng còn không chết. Mạc Tiểu Xuyên chỉ kinh ngạc nhìn qua hắc ám vô tận, mặc dù thân thể còn chưa chết, nhưng trái tim đã chết không sai biệt lắm. Đã bao nhiêu năm, ta rốt cục chờ được người có thể trở thành kiếm hạp rồi. Trong thanh âm kia mang theo mừng rỡ và cảm khái vô tận, trong bóng tối một đôi đồng tử lóe ra hào quang màu tím dần dần hiện ra. Tím như lưu ly, tươi sáng, trong suốt. Ta sẽ phong ấn đoạn trí nhớ thống khổ này của ngươi, đợi đến một ngày ngươi nhớ ra, ngươi sẽ hiểu rõ vì sao ta lại làm như vậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là kiếm hạp của chuôi Thiên Chu Đãng Ma kiếm độc nhất vô nhị. Về phần là nô là chủ, thì phải xem chính ngươi rồi. Đạo thanh âm ia sau khi nói xong, liền trực tiếp biến mất trong động. Mạc Tiểu Xuyên cũng không nhớ rõ mình làm sao đi ra khỏi tuyệt thần động, chỉ là lúc đi ra, cũng đã quên hết mọi chuyện bên trong rồi. Giờ phút này ở trong biển cả, tất cả trí nhớ phủ đầy bụi từng cái được cởi bỏ, đau đớn trong đầu dần dần bị xua tan mất. Đồng tử Mạc Tiểu Xuyên bỗng nhiên co rút lại, dần dần nhớ lại thống khổ 9 lần bị bóp xương ép tủy lúc trước. Sắc mặt của hắn trở nên một mảnh trắng bệch, cả người run run dưới đáy biển. Một đạo thanh âm như ác mộng nở nụ cười trong đầu, nói. Hắc hắc, rốt cục nhớ ra ta rồi sao? Trên không mặt biển, sau khi Bạc Vũ Kình đoạt được Thiên Chu Đãng Ma kiếm, hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn cực độ, trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị. Chỉ thấy tay trái hắn không ngừng đánh ra các loại pháp quyết, trên thân kiếm tỏa ra từng đạo hào quang, thoáng cái kiếm quang bay lả tả. Vô số kiếm chi quy tắc ngưng tụ đến, ngưng tụ thành kiếm vân ở quanh thân hắn. Bắc Minh Thiên Lộc ở xa xa sau một chiêu bát khổ kiếm thức nguyên lực cũng đã giảm mạnh, nhưng vây công của mọi người, ngoại trừ tân thần còn có thể thoáng chống lại hắn ra, những người còn lại chỉ là con ruồi con sâu cái kiến, một chiêu liền tản đi toàn bộ. Sáu đầu thâm hải cự thú cách đó không xa, cũng đã hết sợ hãi, bắt đầu miệng phun hắc mang, đạo đạo oánh kích xuống. Bang bang! Những hắc mang chi lực này vốn rất mạnh, hơn nữa trực tiếp phong tỏa không gian, hoàn toàn không cách nào tránh né được. Đáng chết sáu con súc sinh không lông này thật sự là hoạn lớn a. Bắc Minh Thiên Lộc trong lòng giận dữ, bốn kiện huyền khí chi lực tuy rằng vẫn bành trướng mà ra, nhưng hắn cảm giác được rõ ràng đang không ngừng suy yếu, nếu cứ để cho phá giới hắc mang kia liên tục đánh xuống thế này thì bản thân sớm muộn gì cũng phải chết chết biển thôi. Kiếm thế hắn ngưng tụ. Một đạo bình chướng tách ra trên người. Ầm ầm, phá giới chi lực cứng rắn đánh lên kiếm khí bình chướng, kích thích sóng biển vô biên. Trong mắt Bắc Minh Thiên Lộc hiện lên màu tím yêu dị, thân ảnh lóe lên, liền lập tức biến mất tại chỗ. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu đột nhiên trầm xuống, quát. Hắn muốn giết thâm hải cự thú, ngăn hắn lại. Sáu đầu thâm hải cự thú kia là chủ lực, nếu tiêu đời thì tất cả bọn hắn liền nguy hiểm rồi. Tuy rằng từ tính huống cự kiểm thú lúc trước mà xem, những thâm hải cự thú này cũng không dễ dàng chết, nhưng Bắc Minh Thiên Lộc hiện giờ thực lực nghịch thiên, bát khổ chi kiếm vừa rồi càng là khí sông trời cao, rung động hoàn vũ, không cẩn thận bị hắn giết chết mấy đầu cũng không có gì lạ cả. Thủy Tiên kinh hãi, đột nhiên chỉ vào trên trời cao, cả kinh nói. Ở đằng kia, trước người Đô Đô quả nhiên có một đạo nhân ảnh hiện lên, đồng thời kiếm khí vung lên, vô số kiếm chi quy tắc rơi xuống. Đột nhiên một đạo kim quang hiển hiện, hóa thành một vòng vầng sáng, bên trong ầm ầm lao ra một chiếm hạm màu vàng cực lớn. Diệp Phàm dẫm trên chiến hạm, hai tay bấm niệm pháp quyết, khu động lấy chiến hạm khổng lồ đụng tới. Cái gì? Bắc Minh Thiên Lộc cả kinh, chiến hạm kia trong mắt hắn thoáng cái đã lấy tốc độ cực nhanh biến lớn lên, che khuất bầu trời áp qua. Đáng chết! Bắc Minh Thiên Lộc chửi bới một tiếng, ma khí bàng bạc trong cơ thể dâng lên. Thoáng cái hóa thành cự nhân, giơ kiếm lên chém xuống. Phanh! Hắn một kiếm phá núi, xé trời ngàn dặm, chém cả cái Nặc Á Chi Chu bay ra ngoài. Ầm ầm! Nặc Á Chi Chu xoáy đâm vào trên người Đô Đô,
chấn khiến thân thể khổng lồ của nó rơi khỏi bầu trời. Bắc Minh Thiên Lộc lần nữa tụ tập kiếm ý, thân thể chớp động trên không trung, chém tới một đầu thâm hải cự thú nhỏ bé ở bên cạnh. Lỗ 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 lỗ. Con thâm hải cự thú kia không ngừng hô, vừa mở mồm ra đã có một đạo hắc mang ngưng tụ trong miệng hắn, liền thấy kiếm khí kia lăng không rơi xuống. Nhổ ra đều nuốt về hết cho ta. Trên mặt Bắc Minh Thiên Lộc hiện lên một tia dữ tợn, đại xảo bất công kiếm trực tiếp đâm vào mồm con thâm hải cự thú kia. Một đạo bóng kiếm màu vàng cự đại đột nhiên chém ra, thâm hải cự thú còn chưa kịp chỗ ra hắc mang đã trực tiếp bị một kiếm đánh vào. Ầm ầm. Năng lượng cực lớn nổ bung trong mồm đầu cự thú kia, cự thú phát ra tiếng kêu thảm thiết bi thống, ngửa mặt lên trời muốn ngã về phía sau. Đậu đậu. Thủy Thiên Bi Thương hô to một tiếng, thoáng cái khóc lớn lên. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, nhìn lại cách đó không xa, chỉ thấy bóng người lóe lên, thân thể Bạc Vũ Kình lập tức biến mất tại chỗ, còn có quy tắc đầy trời kia cũng không thấy đâu nữa. Sau một khắc, trên không Bắc Minh Thiên Lộc hiện ra vòng xoáy kiếm khí, một đạo bóng kiếm chậm rãi rơi xuống. Hừ, đã sớm đề phòng ngươi rồi. Bắc Minh Thiên Lộc cười lạnh một tiếng, kiếm quang lóe sáng, quát. Bát Khổ Kiếm Chi Ngũ Thủ Uẩn. Chuôi Chu Ma kiếm của đối phương khiến lòng hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái, cực kỳ áp lực, sinh ra một loại cảm giác như muốn trực tiếp giết chết Bạc Vũ Kình. Ầm ầm. Bát Khổ Chi kiếm trực tiếp chém vào vòng xoáy, triệt để đánh tan kiếm khí chi vân kia. Ân, cái gì? Toàn thân Bắc Minh Thiên Lộc chấn động, đột nhiên cảm thấy không tốt, trong kiếm vân bị đánh tan kia, không có vật gì cả, cũng chỉ là biểu hiện giả dối thôi. Một thân ma nguyên này căn bản không thích hợp ngươi, bởi vì thực lực của bản thân ngươi quá mức cặn bã. Âm thanh lạnh như băng của Bạc Vũ Kình vang lên, một cổ vòng xoáy kiếm khí đột nhiên hiển hiện, dưới thiên chu đãng ma kiếm ngoại trừ từng đạo kim mang ra, còn có một cổ dị lực vô hình vọt lên, trực tiếp chảm phá ma nguyên. Cái gì? Bắc Minh Thiên Lộc hoảng hốt, chỉ cảm thấy ma nguyên vô kiên bất tồi, không có gì không thực của mình dưới cổ lực lượng kia lại bị phá hủy dễ như trở bàn tay. Ngăn cản. Hắn giơ kiếm ngăn trở, hai thanh lợi khí chém vào nhau, phát ra ánh sáng chói mắt, thanh âm khí uẩn càng phóng lên trời, đùa tiếng lẫn nhau. Ngươi, cổ lực lượng này. Bắc Minh Thiên Lộc hoảng sợ không thôi, một kiếm kia mình lại hoàn toàn bị ngăn chặn, nếu không có bốn kiện chí bảo của hải thần thì sợ rằng đã khó mà tiếp được một kiếm kia rồi. Ha ha ha. Bạc Vũ Kình cười to không thôi, nói. Quả nhiên là thiên chu đãng ma kiếm. Kiếm này vốn chính là vì Chu Ma mà tồn tại a. Gương mặt hắn thoáng cái trở nên dữ tợn, lạnh giọng nói. Đi chết đi, Bi Minh kiếm Vũ Phong, ảnh giới. Giống. Thân thể Bạc Vũ Kình đột nhiên trở nên cực độ âm hàn, đằng trước thiên chu đãng ma kiếm bắn lên một ký hiệu cổ quái, không ngừng minh thanh. Một tiếng giống to trùng thiên từ trời cao truyền đến, trên thiên chu đãng ma kiếm hiện ra một đầu thú ảnh, diện mục dữ tợn đáng sợ. Mở ra miệng rộng táp tới phía trước, muốn thôn phệ thiên địa. Đây là cái gì? Bắc Minh Thiên Lộc lại càng hoảng sợ, bốn kiện huyền khí trên người bắt đầu cộng minh, kiếm chi quy tắc vô biên tứ tán, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí bình chướng. Ầm ầm. Thân ảnh cự thú kia hiện ra, há miệng cắn xuống dưới, trực tiếp táp lên phòng ngự kết giới kia, không ngừng gào rú. Sắc mặt Bắc Minh Thiên Lộc thoáng cái phát xanh. Lực lượng không ngừng tuôn ra trên thiên chu đãng ma kiếm khiến thú ảnh kia càng ngày càng mạnh, áp khiến kiếm khí kết giới của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy một hồi hoảng sợ, trên chuôi kiếm này có quái gì hắn đã sớm biết rõ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới nó lại mạnh như thế. Hơn nữa trạng thái của Bạc Vũ Kình giờ phút này tựa hồ cũng có chút không đúng, toàn thân lộ ra một cổ âm hàn chi khí cực độ, loại khí tức này hắn cũng không xa lạ gì, đúng là nghê thạch. Vì thúc giục thiên chu đãng ma kiếm, Bạc Vũ Kình không tiếc bị cắn trả mượn nghê thạch chi lực. Ha ha ha, phân thân ma chủ, chí bảo hải thần, cũng không gì hơn cái này a. Tâm tính Bạc Vũ Kình thoáng cái trở nên âm lãnh, lớn tiếng cuồng tiếu nói. Đi chết đi, Bi Minh kiếm Vũ Phong, Ngự Long. Giống. Phía sau hắn hiện ra một đạo long ảnh, rất khác với thanh long lúc trước, nó lộ ra màu đen tối, lộ ra nghê thạch chi lực rất mạnh. Sắc mặt Bắc Minh Thiên Lộc trắng bệch, cắn răng quát ầm lên. Bát Khổ Kiếm Thức Chịu Oán Tăng Hội. Một đạo kim mang bắn ra mà lên, lăng không ngăn cản lấy. Ầm ầm. Hai cổ kiếm ý điên cuồng tuôn ra cùng một chỗ, bầu trời vỡ ra,
hoàn vũ nứt vỡ. Thân ảnh hai người cũng bị cuốn vào, phong bạo phá hư cuốn khắp trời cao biển cả. Sao lại mạnh như vậy chứ? Ở xa xa, trên mặt Tân Thần chảy xuống mồ hôi lạnh, Bắc Minh Thiên Lộc mạnh bao nhiêu hắn rất rõ ràng, vừa rồi trong mọi người vây công cũng chỉ có hắn là khó khăn lắm chèo chống được mấy chiêu. Nhân vật như thế lại bị Bạc Vũ Kình đánh cho không có sức hoàn thủ. Tất cả mọi người lập tức tránh lui mấy ngàn thước, lộ ra vẻ kinh hãi kinh ngạc nhìn qua. Lý Vân Tiêu trực tiếp trượt ra vài trăm mét trên mặt biển, để tránh bị năng lượng kia ảnh hưởng đến. Ha ha, lực lượng rất mạnh. Trong bầu trời nghiền nát, trong gió lốc năng lượng, Bạc Phú Kình vẻ mặt dữ tợn, làn da toàn thân đều hiện ra màu đen tối. Thôn Thiên Chi Linh, Nghệ Thạch Chi Thân, Ma Nguyên Chi Lực, những cái này đều là của ta, ha ha. Phong bạo vô tận cuốn lên người Bạc Vũ Kình, tuôn ra từng đạo lỗ hổng, lại không thể ngăn cản hắn tiến lên. Hắn bước ra một bước, chộp về phía Bắc Minh Thiên Lộc, nhe răng cười nói. Ma nguyên chi lực này ta thu, đợi sau khi ta hấp thu tốt, có thể ban cho ngươi vinh quang vô thượng. Trong nội tâm Bắc Minh Thiên Lộc chấn động mãnh liệt, dưới kiếm linh của Thiên Chu đãng ma kiếm, ma nguyên vô tận của hắn đang không ngừng bị thôn phệ mất, không hề có lực chống cự nổi. Đáng chết a, đây rốt cuộc là vật gì? Đột nhiên mặt biển phanh một tiếng nổ tung, một đạo thân ảnh hóa thành lưu quang phóng về phía bầu trời. Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh, hoảng sợ nhìn lại. Đang xông lên bầu trời kia đúng là Mạc Tiểu Xuyên, chỉ là cho hắn một loại cảm giác thập phần lạ lẫm, hơn nữa. Còn cực kỳ cường đại. Ân, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Bạc Vũ Kình đột nhiên đại biến. Thiên Chu đãng ma kiếm trong tay vậy mà không nghe sai sử bắt đầu rung động lắc lư, tản mát ra khí uẩn chi lực cường đại, lại muốn chấn khai hắn. Không có khả năng. Sắc mặt Bạc Vũ Kình tái nhợt ra, kinh sợ nói. Bất quá chỉ là một tên cặn bã võ đế trung giai, há có tư cách tranh kiếm với ta. Ân, khó trách có thể thi triển ra thôn thiên chi linh, thì ra là có nghề thạch chi lực. Thân ảnh Mạc Tiểu Xuyên lăng không mà đến. Trực tiếp dẫm vào gió lốc kiếm khí của hai người, rõ ràng không hề có việc gì cả. Trên gương mặt góc cạnh rõ ràng kia hiện ra một vòng giễu cợt nói. Hiện giờ cặn bã võ đế trung giai này muốn cho ngươi nhìn xem, uy lực chính thức của chuôi kiếm này thế nào. Hắn vung tay lên đặt trước người, khắp ra một đạo ấn quyết. Long cong! Thiên Chu đãng ma kiếm rốt cục bộc phát ra lực lượng cường đại, thoáng cái bay ra khỏi tay Bạc Vũ Kình. Rơi vào trong tay Mạc Tiểu Xuyên. Bắc Minh Thiên Lộc trong lòng cuồng hỉ, trong mắt hiện lên một tia giết chóc, quát. Đi chết đi. Đại xảo bất công kiếm đột nhiên chém xuống. Bạc Phú Kình đã mất đi Thiên Chu đãng ma kiếm sắc mặt đại biến, vội vàng hai tay nghênh đón lấy, bằng vào lực lượng thân thể tiếp lấy một kiếm kia. Phanh. Trong song trưởng hắn tuôn ra huyết hoa, cả người phun ra một búng máu bị đánh bay ra ngoài. Hừ. Mạc Tiểu Xuyên hừ nhẹ một tiếng, bảo kiếm vào tay, trong mắt hiện ra vẻ yêu thương, khẽ vuốt ve lấy thân kiếm. Kiếm kia tựa hồ cảm ứng được ôn hòa, vui sướng rung lên. Toàn bộ bốn phía lăng không hiện ra vô số kiếm chi quy tắc, uốn lượn bay múa bên cạnh hắn, vui sướng ca lên. Lý Vân Tiêu trong lòng hoảng hốt, cả kinh nói. Kiếm chi tánh mạng, ngay cả thiên địa quy tắc cũng có thể bị cộng minh nhảy múa, người này rốt cuộc là ai? Đây là chuyện gì? Bắc Minh Thiên Lộc sau khi một chiêu đánh bay Bạc Vũ Kình cũng lập tức trở nên cảnh giác, nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên lộ ra vẻ kinh ngạc, quát. Ngươi là ai? Mạc Tiểu Xuyên nhẹ nhàng cười cười, giơ kiếm lên cao cao, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt không chút che giấu, mỉa mai nói. Chẳng qua chỉ đoạt đi một ít ma nguyên mà thôi, cho mình là ma chủ đế tái sinh sao? Trong con ngươi thâm thúy như biển kia vậy mà lộ ra vẻ bế nghễ và thương cảm. Ngươi! Bắc Minh Thiên Lộc dân dữ, cho tới bây giờ còn không có ai nhìn hắn khinh miệt như thế, trong ánh mắt lạnh lùng kia, giống như nhìn một con sâu cái kiến hèn mọn vậy. Hồng Trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Thiên Trinh hạo khí quyết thức thứ nhất, như trên biển thăng trăng sáng nhô lên cao, chiếu rọi cổ kim. Cổ lực lượng này. Bắc Minh Thiên Lộc đột nhiên hít một hơi lạnh, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Trên bầu trời, dưới kiếm khí, một mảnh ánh trăng mông mông. Kiếm khí chi linh hiển hóa ra trong vô số kiếm chi quy tắc kia, nâng lên ánh mắt hung thần, sau lưng một mảnh ánh trăng huy sái, chiếu rọi khiến nước biển sóng cả lăn tăn. Một thanh vô hình chi kiếm lăng không rơi xuống, những nơi đi qua cũng không chạm liệt thiên không,
mà giống như một lỗ đen cắn nuốt tất cả. Bầu trời giống như một khối màn sân khấu bị kiếm ý kia không ngừng mà hút vào, muốn ăn tươi toàn bộ thế giới. Trong mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nói. Chân linh thôn thiên, kiếm linh của kiếm này dĩ nhiên là thượng cổ chân linh thôn thiên thú. Dùng chân linh chi hồn hóa thành kiếm linh, như thế dưới một kiếm, thiên hạ hôm nay ai có thể tiếp được đây? Gương mặt Bắc Minh Thiên Lộc lập tức phát xanh, ma khí vô biên bừng lên, thoáng cái liền hóa ra chân ma pháp tướng, thân thể lập tức lớn hơn gấp 10 lần, như một người khổng lồ đứng trên đại dương bao la vậy. Mà bốn kiện chí bảo hải tộc cũng theo đó biến hóa, dưới ma nguyên chi lực đen kịt càng có bốn đạo chí bảo thần quang tỏa ra, ngưng tụ thành từng vòng kim quang, tầng tầng điệp ra cùng một chỗ với nhau, cuối cùng đều hợp thành vào trong đại xảo bất công kiếm. Sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ thủ uẩn. Vào thời khắc này, nội tâm Bắc Minh Thiên Lộc bỗng nhiên trở nên yên lặng, nguy hiểm tử vong chưa bao giờ có đã mang đến cho hắn bình tĩnh chưa bao giờ có. Hắn vốn là người có thiên phú cực cao, giờ này khắc này đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, sấm ngữ mà hư ảnh hải thần nói lúc trước khiến hắn chợt như có đốn ngộ, trong mắt lóe lên tinh quang. Trên thân đại xảo bất công kiếm đột nhiên bộc phát ra kiếm khí mãnh liệt, giống như có một cổ vòng xoáy kim quang xoay tròn dưới thân kiếm, trong mơ hồ hiện ra đóa đóa kim liên, không ngừng xoay tròn. Trên liên có phạm âm long ngữ, thần nữ tán hoa, bát bộ phi thiên. Mi tai lục thức, trầm luân bát khổ, bất hữu đại thánh, thủy trưởng tuệ kiều. Bắc Minh Thiên Lộc khẽ quát một tiếng, bất công kiếm giơ lên kiếm thế, một đạo hư ảnh liên hoa hiển hiện trên trời cao. Ầm ầm. Thôn thiên cự linh chi kiếm ý lăng không mà xuống, trực tiếp đâm vào trên thân bát khổ kiếm, bắn ra lực lượng hủy thiên diệt địa, tứ cực điên đảo. Dị tượng trên biển thăng trăng sáng cũng đều biến mất, kim mang đài sen dưới bất công kiếm cũng biến mất. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt này tựa hồ như triệt để tan vỡ, mạt nhật hàng lâm. Tất cả võ giả đều cảm nhận được một cổ lực lượng hủy diệt đập vào mặt, toàn bộ bầu trời hóa thành một mảnh hắc ám, thấy không rõ bất luận cảnh vật gì cả, mà ngay cả thần thức cũng không cách nào rời khỏi người được. Thoáng vươn thần thức ra, đã bị lực lượng vô cùng vô tận cắn nuốt sạch. Mỗi người đều như một chiếc thuyền con trong gió lốc, thân bất do kỷ, mặc cho sóng cuốn đi. Lý Vân Tiêu vừa mới khôi phục một chút khí lực, vội vàng thi triển ra bất diệt kim thân, chống lấy dư âm còn lại từ ngoài vài trăm mét vọt tới, trong mắt một mảnh rung động, sợ hãi nhìn lên trời cao. Trong hai đồng tử hắn dần dần ngưng ra một ký hiệu thật nhỏ, bên con người có chút hiện hồng. Nguyệt đồng chi lực chưa khôi phục, có thể thi triển ra một chút này đã là cực hạn của hắn rồi. Trong gió lốc cai, bốn phía thân thể Mạc Tiểu Xuyên hiện ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, như màn ngước dán lên người hắn, hóa giải hết mọi năng lượng. Hắn vừa thu trường kiếm lại, trực tiếp biến mất trong cơ thể mình, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nói. Không thể tưởng được ngươi vậy mà tạm thời hiểu thấu được bát khổ kiếm ý, nhưng thế thì đã làm sao? Mạc Tiểu Xuyên nói xong, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, thần sắc trên mặt phát sinh biến hóa, tựa hồ người phụ thể đang chậm rãi rời đi. Cái này, trên mặt hắn rốt cục lộ ra khiếp sợ và vẻ cổ quái, khó có thể tin nhìn qua tất cả trước mắt, càng thêm không thể tin được một màn tận thế trước mặt này là do mình tạo thành. Hô! Trong lòng Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng thở ra, xem ra Mạc Tiểu Xuyên cũng không đáng lo, chỉ là người phụ thể lúc trước khiến hắn cảm thấy bất an cực độ. Loại lực lượng có thể tùy ý điều khiển quy tắc thiên địa kia, ít nhất cũng là võ đạo đỉnh phong. Bỗng nhiên, Bắc Minh Thiên Lộc kinh ngạc đứng ở trên bầu trời, thân thể khổng lồ kia đột nhiên muốn nổ tung lên. Ầm ầm, lực bạo tạc hình thành một đạo vòng xoáy đặc biệt, cùng lực lượng hủy thiên diệt địa đầy trời va chạm vào nhau. Bốn kiện hải thần chí bảo long cong một tiếng tản ra, hóa thành lưu quang bay khắp bốn phía. A, Thủy Thiên la hoảng lên. Nhìn qua bốn kiện chí bảo kia, đột nhiên lăng không lóe lên, liền đuổi theo một vật ở cách nàng không xa. Tốc độ của nàng cực nhanh, cực kỳ nhẹ nhàng, vươn tay liền bắt được vật ấy, đúng là phượng xí tử kim quan. Ba vật khác thì bắn vào trong biển cả vô biên vô hạn, biến mất ở đường chân trời. Lý Vân Tiêu trong lòng đột nhiên chấn động, không có tâm tư đi để ý tới hải thần chí bảo kia, mà sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào đoàn mây đen trên bầu trời kia. Sau khi Bắc Minh Thiên Lộc bạo thể mà vong, nhưng ma nguyên trong cơ thể cũng chưa chết, mà đang không ngừng ngưng tụ trên không trung, hóa thành ma vân quay cuồng lấy. Ma nguyên chi lực thuần túy.
Trên mặt biển cách đó không xa, Bạc Phú Kình toàn thân u ám, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào đóa ma vân trên trời cao, lộ ra vẻ khát vọng cực độ. Bất đắc dĩ thân thể của hắn tổn thương quá nặng, giờ phút này lại bị Nghê Thạch cắn trả, cả đều run rẩy, có thể duy trì không chìm vào biển cả cũng đã là cực hạn rồi, nào có lực lượng đi cướp lấy ma nguyên nữa chứ. Đóa ma vân kia sau khi quay cuồng trên không trung một lúc, phiêu đãng qua lại, phi tốc phóng về phía Mạc Tiểu Xuyên. Sắc mặt Mạc Tiểu Xuyên trầm xuống, Thiên Chu Đãng Ma kiếm hiển hiện trong tay, một cổ kiếm ý mênh mông liền lăng không chém tới. Bên trong kiếm ý ẩn ẩn có chân linh thôn thiên chi ảnh, truyền đến tiếng gầm gừ từ thời thái cổ. Cái kia ma vân tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ, đột nhiên hóa thành một đoàn hắc khí né ra, không dám lại đánh Mạc Tiểu Xuyên chủ ý, mà là hướng phía xa xa rơi đi. Đó là... Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang. À, xa xa đúng là hai người Bắc Minh Kháng Thiên và Bắc Minh Lai Phong đang đứng trên mặt biển, vừa thấy ma vân kia vọt tới, hai người đều cực kỳ sợ hãi. Bắc Minh Kháng Thiên hoảng sợ quát. Nhanh, nhanh dẫn ta đi. Hắn trọng thương nơi thân, đã không còn lực chạy trốn nữa rồi, sau khi nói xong chợt phát hiện sau lưng hoàn toàn yên tĩnh, liền ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Bắc Minh Lai Phong đã một mình chạy đi hơn ngàn mét, nào quản đến sống chết của hắn chứ. A, à, tiểu súc xanh này. Bắc Minh Kháng Thiên kinh sợ không thôi, vội giãy giụa đứng lên khỏi mặt biển, muốn chạy trốn. Nhưng bất quá chỉ chớp mắt, liền bị ma vân chụp xuống thôn phệ vào, phát ra một tiếng hét thảm. A, à, tiếng kêu thảm thiết của Bắc Minh Kháng Thiên quanh quẩn trên mặt biển, khiến sắc mặt mỗi người đều trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu đột nhiên quát. Thủy Tiên công chúa, Thâm Hải cự thú. Thủy Tiên vừa mới bắt được một kiện chí bảo, đang ảo não không thôi, trầm tư nên làm sao tìm kiếm ba kiện khác, nghe được tiếng quát của Lý Vân Tiêu lập tức liền phản ứng lại, vội vàng miệng phun mật ngữ, triệu hoán mấy đầu Thâm Hải cự thú kia ra tay. Lỗ 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 lỗ. Mấy đầu Thâm Hải cự thú kia đang làm thành một vòng, trị liệu cho Đậu Đậu bị thương, trên người năm đầu khác đều tản mát ra một chút hắc mang, tựa hồ như có cảm ứng vậy. Trên mặt Thủy Tiên lộ ra vẻ lo lắng, vội hỏi. Không được a, Đậu Đậu bị thụ thương rất nặng, bọn Đô Đô đang trị liệu cho nó, không cách nào công kích được. Trên trán Lý Vân Tiêu chảy xuống mồ hôi lạnh ra, vào thời điểm mấu chốt này. Ta đến. Giờ phút này còn có thể đánh một trận cũng chỉ có Tân Thần thôi, còn có một Mạc Tiểu Xuyên thực lực không rõ nữa. Mạc Tiểu Xuyên động thân, một đạo kiếm quyết ngưng tụ trong tay, nhân kiếm như một. Đột nhiên lăng không chém tới, trên trường kiếm truyền đến giống to, đúng là tiếng gào thét của chân linh thôn thiên. Lý Vân Tiêu nhíu mày, dừng ở kiếm thế của Mạc Tiểu Xuyên, so với thần bí nhân phụ thể lúc trước thật sự khác biệt ngày đêm. Mặc dù hắn dùng thân tế kiếm, có thể khu động kiếm linh, cũng không cách nào phát huy ra được lực lượng quá lớn. Chớp động mấy cái, Mạc Tiểu Xuyên liền lấn thân đến trước đoàn ma vân kia, một kiếm đâm vào trong. Trên thân kiếm thôn thiên chi linh hiển hiện, mở ra miệng rộng cắn nuốt lấy ma vân. A à, a, trong ma vân lần nữa vang lên tiếng kêu của Bắc Minh Kháng Thiên, chỉ bất quá lần này cũng không phải là kêu thảm thiết, mà là gào thét. Chợt ma khí chớp động lên, hiện ra một gương mặt gào thét, đúng là Bắc Minh Kháng Thiên, trong hai tròng mắt lóe ra ánh sáng tím yêu dị. Long cong, đột nhiên trên thiên chu đãng ma kiếm truyền đến cự chiến, ma khí bắt đầu khởi động. Không ngừng ăn mòn lấy thân kiếm. Cút! Ma diện kia nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ kinh lực từ trong ma vân truyền ra, đánh lên trên thân kiếm, trực tiếp đánh bay Mạc Tiểu Xuyên ra ngoài. A a a a! Bắc Minh Kháng Thiên dưới một kiếm kia tựa hồ cũng bị thương tổn, không ngừng gào thét. Nhưng ma nguyên chi lực rót vào trong cơ thể, khí tức trên thân hắn càng ngày càng mạnh, trong sóng biển hình thành từng đạo sóng gió cuốn tới ra, không dám tới gần người hắn. Sắc mặt Tân Thần ngưng trọng, nói. Lý Vân Tiêu, làm sao bây giờ? Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia hàn quang, một tay bấm niệm pháp quyết, nghiêm mặt nói. Ta thiếu chút nữa đã quên mất, ta còn một chiêu đối phó với vật ấy, nếu thất bại thì chỉ có thể mau chóng chạy trốn thôi. Tay phải đánh ra quyết ấn, một hồi thanh âm kim loại lắc lư từ trong cơ thể truyền đến. Tân Thần cả kinh, vội vàng thối lui ra mấy chục thước. Bên người Lý Vân Tiêu chẳng biết lúc nào hiện ra từng vòng khóa sắt, như tinh vân quấn quanh lấy, phát ra thanh âm loảng xoảng.
Đây là... Sắc mặt Bạc Vũ Kình đại biến, gương mặt vốn cực kỳ tái nhợt thoáng cái phát xanh, thấp giọng quát ầm lên. Ma nguyên tỏa dĩ nhiên là ma nguyên tỏa, thứ này sao lại ở trên người ngươi hả? Vẻ mặt hắn hoảng sợ bất định. Ma nguyên tỏa này đúng là lúc trước khi đánh một trận với Kỳ Thắng Phong, Kỳ Thắng Phong vì vây khốn chân ma pháp tướng của Lý Vân Tiêu nên mới thi triển đi ra, ai ngờ Lý Vân Tiêu có thể tùy ý chuyển đổi ma nguyên, ngược lại thu lấy cái xích này. Thiết tỏa tinh vân. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, sợi xích tựa hồ chiều dài vô cùng vô tận lượn vòng trên không trung, thoáng cái nhảy vào thiên địa, trói lấy Bắc Minh Kháng Thiên ở xa xa. Loảng xoảng. Xiềng xích như trường xà du động trên không trăng, vòng quanh lấy Bắc Minh Kháng Thiên, sau đó kịch liệt co rút lại, trực tiếp trói Bắc Minh Kháng Thiên thành một cái bánh trưng. Ma vân vô biên kia vậy mà toàn bộ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Bắc Minh Kháng Thiên, không còn xuất hiện chút nào nữa. Tất cả mọi người ngốc trệ, chỉ đơn giản như vậy sao? Lý Vân Tiêu cũng ngạc nhiên thoáng một phát, ma nguyên tỏa này chỉ là huyền khí cửu giai bình thường mà thôi, cũng không biết là vật gì tạo thành, không thể tưởng được đối với ma nguyên lại có tác dụng áp chế mạnh như thế. Bắc Minh Kháng Thiên gào thét, quát to. Thả ta ra, mau thả ta ra. Thương thế trên người hắn được ma nguyên rót vào đều đã khôi phục, hơn nữa tựa hồ nâng cao một bước. Hấp sốc sức liều mạng dẫy dụa, khiến xiềng xích quấn hơn 10 tầng chấn vang lên keng keng, lại thủy chung không thể dẫy dụa ra được. Mặt tân thần chìm xuống ra, cả giận nói. Người có huyền khí như vậy, vậy mà không dùng ra sớm, để cho chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chém giết lâu như vậy. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói. Cái này, ta cũng không biết vật ấy lại có tác dụng như vậy. Đây cũng là do thừa lúc hắn bị ma khí nhập thể. Còn chưa ổn định nên mới khóa lại được, Bắc Minh Thiên Lộc trước kia thân mang bát khổ chi kiếm, nào dễ trói thế chứ? Bạc Phú Kình giãy giụa lấy bay tới, sợ hãi nói. Đó là ma nguyên tỏa, người từ đâu có được hả? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, đùa giỡn khẽ nói. Lần trước ở thành Hồng Nguyệt gặp phải lệnh sư, ta cùng với hắn trò chuyện với nhau thật vui, đây là do hắn đưa cho ta đấy. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Bạc Phú Kình như con vịt bị người bóp cổ, hoảng sợ kêu to lên. Tuy rằng hắn không tin Kỳ Thắng Phong sẽ đưa vật ấy cho Lý Vân Tiêu, nhưng nếu ma nguyên tỏa đã xuất hiện, vậy chuyện Kỳ Thắng Phong hiện thân thiên võ giới hơn phân nửa là sự thật. Lúc trước hắn luôn bán tín bán nghi đối với chuyện này, trong lòng đa số vẫn là hoài nghi. Hiện giờ thoáng cái xác nhận được, lập tức khiến hắn có chút sợ hãi, nghề thạch cắn chả vừa mới khống chế được lần nữa bộc phát, lập tức phun ra một ngụm máu đen. Liêu Dương Băng từ đằng xa bay tới, tỉnh táo nói. Vân Thiếu, những người Bắc Minh thế gia này. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lãnh mang, tựa hồ ý chỉ gì đó. Trong mắt Lý Vân Tiêu cũng chấp động hàn mang, nhìn nguyên một đám người Bắc Minh thế gia phía xa, đang muốn nổi lên sát tâm. Đột nhiên gương mặt Bắc Minh Kháng Thiên trở nên dữ tợn, ma nguyên tỏa phát ra rung động lắc lư cực lớn, giống như bị cự lực trùng kích, vang lên loảng xoảng trên đại dương bao la. Chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên bạo động như thế? Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, nhìn về phía Bắc Minh Kháng Thiên, chỉ thấy ma nguyên tỏa kia vậy mà bắt đầu có dấu hiệu buông ra. Hắn vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, tiếp lực lượng vào thêm. Không có tác dụng đâu, xiềng xích này ngươi không cách nào phát huy ra lực lượng chính thức được. Bạc Phú Kình bình tĩnh nói. Vật ấy phải tâm luyện mới được, nhưng tâm luyện chi pháp trong thiên hạ cũng chỉ có ba thầy trò ta biết rõ. Đáng tiếc ta hiện giờ thương thế quá nặng, không cách nào luyện nó. Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn phía Bạc Vũ Kình, nói. Có thời gian rỗi nói những lời này, không thể giao tâm luyện chi pháp nói cho ta biết. Trên mặt Bạc Vũ Kình hơi lộ ra xấu hổ, nói. Bí mật bất truyền, thứ cho không thể truyền thụ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, mắng. Vậy ngươi nói cái dám a? Hắn gương mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nhìn chằm chằm xa xa Bắc Minh Kháng Thiên, trầm giọng nói. Ma nguyên vốn nên bị nhốt khóa lại mới đúng, vì sao đột nhiên trở nên cuồng bạo? Bạc Phú Kình cũng là trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, trong lúc bất chợt sắc mặt của hắn trắng nhợt, lần thứ hai phun ra một búng máu tươi, kinh hãi nói. Ta, trong cơ thể ta nghe thạch có biến. Hắn gương mặt sợ hãi, cả người màu da trở nên đen tối, từng đạo dị lực từ trong cơ thể truyền ra. Bộ dáng tựa hồ cực kỳ thống khổ. Lý Vân Tiêu cũng là trong lòng hoảng sợ,
cổ dị thường chính là nghê thạch chi lực. Hắn không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển lên thần dịch lực, một mảnh kim quang ở lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu hiện lên, mạnh mẽ vỗ vào trong cơ thể Bạc Vũ Kình, giúp hắn khống chế. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình lúc này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp lên. Mà tiếng gào thét của Bắc Minh Kháng Thiên càng ngày càng mạnh, toàn bộ bầu trời biển rộng đều là dồn dập tiếng xiềng xích leng keng, càng ngày càng vang lên. Trong cùng một lúc, không biết ở nơi nào đó cách xa bao nhiêu hải lý. Một đạo thân ảnh màu đen dán ở trên mặt biển bay nhanh xuyên toa, biển rộng bị tốc độ của hắn lực cắt vỡ thành hai mảnh, dường như vách núi tách ra xa. Đột nhiên xông tới trước mặt một đạo kim quang, mắt thấy sẽ đụng vào nhau. Bóng đen kia con người đột nhiên co lại, vươn tay ra liền trực tiếp bắt tới. Ba, kim mang rơi ở trong tay hắn, định thần nhìn một cái, chính là đại xảo bất công kiếm. Nhưng bóng đen lại tựa hồ như không có để ý tới phẩm chất kiếm, mà là đặt ở trên lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Ha ha, quả nhiên là ma nguyên lực, nói vậy hắn đã thoát khốn đi ra. Bóng đen cười to không ngớt, trong mắt cũng lộ ra sắc bén, còn thỉnh thoảng quay đầu lại, vẻ mặt sát khí, cắn răng cả giận nói. Mẹ của ngươi, đuổi ta mấy tháng, đợi ta hấp thu cỗ phân thân này sẽ giết ngược lại ngươi. Đột nhiên không gian mở ra, một đạo oanh kích bén nhọn không gì sánh được xuất hiện, ở ngay phía trên bóng đen chém xuống. Một đạo quang mang hạ xuống, dường như nhật nguyệt chìm vào biển rộng, cũng không có khiến cho bất luận ba đạo gì, lại trực tiếp đem toàn bộ biển rộng chém thành hai khúc, liệt địa nghìn dặm. Mẹ của ngươi âm hồn không tiêu tan a. Bóng đen kia hét lớn một tiếng, thân thể trực tiếp to lớn lên, nắm lên đại xảo bất công kiếm đã chém đi tới. Phanh! Trên bất công kiếm, kiếm khí uẩn đãng truyền ra, trực tiếp chống đỡ phương thiên hỏa kích, biển cả như ở trước mắt. Ung ung! Hai kiện huyền khí trên không trung đụng vào nhau, trực tiếp chấn vỡ hoàn vũ, trưng khô biển rộng, bầu trời trong nháy mắt ảm đạm xuống. Gì? Hai người đồng thời phát ra một tiếng gì khẽ, lưỡng đạo ánh mắt cùng nhau hướng tới trên thân đại xảo bất công kiếm nhìn lại, đều là lộ ra bộ dáng rất ngạc nhiên. Hai người này chính là Trác Thanh Phàm và Đế Dạ, hơn nửa năm qua không ngừng ở thiên vũ giới truy đuổi đánh lộn lẫn nhau, khổ sở tranh đấu cả trăm hiệp, mỗi lần đều là Đế Dạ bị giết trốn vào đồng hoang mà đi. Nhưng Trác Thanh Phàm cũng buồn khổ không ngớt, đánh bại ma đầu kia thì dễ, nhưng muốn đem hắn giết chết lại thật khó. Ha ha! Đế Dạ nhìn không được cười ha hả, nói. Tùy tiện nhặt một kiện huyền khí liền có thể chống lại phương thiên hỏa kích của ngươi, xem ra lão tử khí vận tốt, ha ha. Hắn sau một kiếm, lập tức hóa thành ba đầu sáu tay. Trên pháp tướng chân thân sáu cánh tay đều nắm một đoàn binh khí hư ảnh, tuy rằng chỉ có hư ảnh, nhưng vẫn tản mát ra uy lực kinh người. Trong đó một cánh tay nâng một cái bình hư ảnh, cùng với Lý Vân Tiêu trước hóa ra pháp tướng vật trong tay, giống nhau như đúc. Đế Dạ hoành kiếm ở trước người, làm ra thứ kiếm kiếm thế. Trên thân đại xảo bất công kiếm tuôn ra một đoàn kim mang, không ngừng mà ngưng tụ các loại quy tắc. Phía sau một cánh tay tựa hồ nắm một thanh đao ảnh, cũng là làm ra động tác giống như thứ kiếm, dưới đao ảnh tối đen như mực, dường như hắc động xoay tròn. Còn lại trên bốn cánh tay đồng dạng là hư ảnh của vài loại binh khí, đã ở xúc thế ra. Đi tìm chết đi. Đế Dạ điên cuồng quát một tiếng, đại xảo bất công kiếm trực tiếp đâm đi ra ngoài, giống như một phần mặt trời chói chang oanh đến. Phía sau hắc động dưới đạo ảnh kia cũng theo đó dựng lên. Còn có trên bốn cánh tay các loại binh khí hư ảnh, đều nện xuống. Trác Thanh Phàm cũng không nửa điểm hoảng loạn, ngược lại thì Phong Khinh Vân đạm khẽ cười một tiếng, nói. Tùy tiện lượm một thanh phá kiếm đã nghĩ chuyển bại thành thắng. Trong đầu của ngươi toàn bã đậu đi. Hắn một tay bấm tay niệm thần chú, trong tay biển cả như ở trước mắt hóa ra một đạo kim phù, bên người chợt hiện ra vô số quy tắc chi lực, đều hội tụ trong đó, bay thẳng đến phía dưới điểm tới. Ung ung! Chiến kích chi uy đột nhiên nổ nát như dương kiếm khí, ngay cả hư ảnh phía sau đó cũng từng cái nổ lên. Phanh! Đế Dạ ba đầu sáu tay bị dư ba lực chấn xuống, phía trước cái đầu kia bị đánh nát phân nửa, chỉ còn lại non nửa đeo trên cổ. Mẹ nó! Hai cái đầu khác tức giận mắng một tiếng, tức giận gào khóc kêu to. Hắn nhún chân, cả người lần thứ hai hóa thành một đạo ma quang, hướng phía xa xa phi độn đi. Trác Thanh Phàm còn lại là con người hơi co lại, lộ ra thần sắc suy tư, tự lẩm bẩm. Ừ, không chỉ có là huyền khí quái dị,
thằng nhãi này lực lượng hình như tăng lên không ít. Hắn vỗ đầu mình, kêu rên nói. Ta vốn định đuổi hắn sức cùng lực kiệt, cuối cùng có thể giết chết. Hiện tại xem ra cũng không đơn giản như vậy. Hắn lăng không dẫm lên một bước, liền bước vào hư không, tiêu thất ở trên biển rộng mênh mông. Chỗ mấy người Lý Vân Tiêu đứng, ma nguyên tỏa ràng buộc càng ngày càng yếu, từng đạo ma khí từ trên người Bắc Minh Kháng Thiên tràn ra, tiếng xiềng xích va chạm leng keng vang lên. Phanh! Rốt cục ở dưới một lần mãnh liệt trùng kích, khắp bầu trời xiềng xích mở ra, Bắc Minh Kháng Thiên thoát khốn ra. Hắn hét lớn một tiếng, cả người thi triển ra chân ma pháp tướng, cái miệng to mỏ ra, mạnh mẽ phun ra một đoàn ma khí, trên không trung nổ lên. Ma khí bạo liệt, hóa thành mấy đạo ma quang thật nhỏ, hướng ra bốn phương tám hướng phóng đi, đúng là muốn tiêu diệt giết mọi người. Trong lòng Lý Vân Tiêu đại chấn, vội vàng lăng không một chiêu đã đem ma nguyên tỏa đều thu nạp đứng lên, hướng phía Diệp Phàm hô gọi. Đã không cách nào thủ thắng, đi. Bắc Minh Kháng Thiên phun ra một ngụm ma khí, cả người sừng sững ở trên biển rộng không ngừng gào thét, khí tức trên người liên tiếp kéo lên, đúng là muốn trùng kích cửu tinh vũ đế chi cảnh. Diệp Phàm vội vàng tế xuất nặc á chi thuyền, trên không trung hóa thành chiến hạm to. Xa xa không ít người đều bị ma khí bắn trúng, ở dưới kêu thảm thiết bắt đầu bị ma hóa đứng lên. Mi tâm Lý Vân Tiêu quang mang lóe lên, đại ngạc ngư trống rỗng nổi lên, hét lớn một tiếng đã hóa thành vô số hắc sắc hướng ra bốn phương tám hướng đi. Trên mỗi một viên đều thiêu đốt liệt hỏa hừng hực, nhảy vào trong những ma khí kia, oanh kích lẫn nhau. Mấy người Tân Thần và Mạc Tiểu Xuyên cũng nhanh chóng xuất thủ, tận khả năng cứu người. Chỉ chốc lát sau, đại bộ phận võ giả đều leo lên nặc á chi thuyền, chiến hạm phòng ngự mở ra, chút ít ma khí căn bản vô pháp xâm nhập. Người của Bắc Minh thế gia còn lại là thương vong hơn phân nửa, ai nấy bị ma hóa đứng lên, còn dư lại mấy người đều đang khổ cực chống đỡ. Bắc Minh Lai Phong hoảng sợ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Kháng Thiên trưởng lão, tha mạng a, ta là Bắc Minh thế gia khâm định người nối nghiệp a. Nhưng Bắc Minh Kháng Thiên làm sao để ý tới, toàn lực trùng kích cửu tinh cảnh giới, lực lượng cường đại từ trên người bắn ra, thiên địa hiện lên quy tắc dị tượng, đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Bắc Minh Lai Phong rốt cục luống cuống, hướng phía kim sắc chiến hạm hô lớn. Lý Vân Tiêu, cứu ta, van cầu ngươi cứu ta với, ta không muốn chết a. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, châm chọc nói. Ta cũng không muốn chết đây, ngươi vì sao nhiều lần đối với ta hạ sát thủ vậy? Bắc Minh Lai Phong hầu như muốn khóc, hô lên. Là ta sai rồi, là ta xin lỗi ngươi. Oan gia nên giải không nên kết, chỉ cần cứu ta rời đi nơi này, an toàn quay về đến đại lục, từ nay về sau ngươi chính là Bắc Minh Huyền Cung vĩnh viễn bằng hữu. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi vẫn là cùng với phiến biển rộng này làm vĩnh viễn bằng hữu đi. Hắn phất phất tay, cười nói. Hẹn gặp lại. Bắc Minh Lai Phong nhất thời trong lòng một mảnh tuyệt vọng, trước người ma đầu kia cuồng tiếu không ngớt, rốt cục phá tan phòng ngự của hắn, trực tiếp từ trong ngũ khiếu chui vào trong cơ thể hắn. Thủy Tiên cả kinh nói. Không thể đi, đậu đậu bị thương còn chưa khỏe, nếu chúng ta đi, lưu lại chúng nó mấy người quá nguy hiểm. Lý Vân Tiêu gương mặt hắc tuyến, nói. Ta xem cả nhà bọn họ cũng không phải là người đoản mệnh, tất nhiên có thể cát nhân thiên tướng. Thế nhưng, Thủy Tiên có chút không tin, còn muốn nói điều gì, liền trực tiếp bị Lý Vân Tiêu lôi vào bên trong chiến hạm. Chiến hạm nhất thời hóa thành một đạo kim quang, muốn từ trên biển rộng thoát đi. Đột nhiên hơn 10 đạo bóng đen vào tới, chính là một đám người của Bắc Minh thế gia sớm đã bị ma hóa, còn có đám Hồng Nguyệt Thành cao thủ, không chỉ có thực lực đều khôi phục, hơn nữa càng sâu hơn một bậc. Những ma nô này ai nấy gào thét lớn bắt đầu cắn xé. Không ít xuất ra huyền khí đều đối với chiến hạm chính là một trận cuồng đập. Diệp Phàm vốn là trong người có thương, đã bị những cao thủ này liên thủ oanh kích, càng phản chấn ra một búng máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ lo nghĩ. Tân Thần giận tím mặt, quát. Một đám cặn bã, để ta tới thu thập. Trên người hắn kim luân đều phiêu tán đứng lên, trên không trung hóa thành vô số ký hiệu cổ quái, chợt hướng ra bốn phương tám hướng đánh tan. Những người của Bắc Minh thế gia này tuy rằng cũng là cao thủ, nhưng đâu phải là đối thủ của Tân Thần. Ở dưới vô số kim quang oanh kích kia, trong nháy mắt cả đám muốn nổ tung lên. Đi! Tân Thần một chiêu quét sạch cản trở, sau đó bay nhanh rơi vào bên trong chiến hạm. Diệp Phàm chịu đựng cả người run,
hai tay phi tốc bấm tay niệm thần chú, trên chiến hạm một mảnh kim quang phiêu tán, sẽ phá không đi. Chạy đi đâu? Đột nhiên một sức mạnh to lớn vô biên hạ xuống, trực tiếp hướng chiến hạm chấn áp đến. Bắc Minh Kháng Thiên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bầu trời trên đầu mọi người, một quyền đánh xuống tới, đem phòng ngự của Nặc Á Chi thuyền triệt để đánh nát. Trên chiến hạm tuôn ra một đoàn quang mang, mọi người đều đánh bay ra ngoài, không ít võ giả thực lực hơi thấp tại chỗ bị ma khí rót vào trong cơ thể, triệt để ma hóa. Diệp Phàm càng phun ra miệng to máu, ở trên mặt biển liền lùi lại vài trăm thước, Nặc Á Chi thuyền bay vào trong cơ thể hắn, cũng nhịn không được nữa rơi vào biển rộng. Ha ha ha, Lý Vân Tiêu, lần này xem ngươi làm sao có thể sống. Bắc Minh Kháng Thiên hưng phấn kêu to không ngớt, bước ra một bước, đã hướng phía Lý Vân Tiêu đi. Tuy rằng bị ma nguyên vào cơ thể, nhưng chỉ là trở nên tà ác hơn, bản thân ý chí cũng không có mất đi, vẫn cứ đem Lý Vân Tiêu cho rằng đại địch số một, trước tiên đã muốn giết chết hắn. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, vội vàng phóng xuất hồ lô tiểu kim cương. Một chiếu kim cương quyền đã hướng phía Bắc Minh Kháng Thiên lăng không mà đến đánh tới. Hồ lô tiểu kim cương sắc mặt băng lãnh, gào thét lớn một quyền đánh ra, trên quyền phong ngưng ra băng sát tâm diễm, đánh vào bên trong ma nguyên. Con người của Bắc Minh Kháng Thiên đột nhiên co rút, đóa băng diễm kia để cho hắn một loại cảm giác hết sức quen thuộc rồi lại cực độ không thoải mái. Nhưng hắn tự giữ thực lực thông thiên, hơn nữa vừa mới đột phá đến cửu tinh vũ đế. Lại thêm một thân kinh thiên ma nguyên, coi như đối mặt với phong hào vũ đế, bảy đại tông chủ, hắn cũng có lá gan đánh một trận. Huống chi chỉ là một đóa tâm diễm. Thình thịch, băng sát tâm diễm ở trong ma nguyên nổ tung lên, một mảnh hư vô hóa ra, nơi đi qua đều tiêu thất. Cái gì? Bắc Minh Kháng Thiên cả kinh, hắn trợn mắt nhìn ma nguyên chi lực ở dưới băng diễm kia hóa thành hư vô, may mà băng sát tâm diễm lực lượng có hạn, bất quá hóa đi phạm vi mấy trượng. Hừng, kỳ dâm kỹ xảo, há có thể đăng nơi thanh nhã. Bắc Minh Kháng Thiên hừ lạnh một tiếng, trong tay trưởng thế mạnh hơn, hiện ra một đoàn ma vân tinh hải, chính là thiên ngoại tam thức chi ngô sinh hữu nhai. Đột nhiên một đạo hàn quang chớp động, hai người đều là con ngươi đột nhiên co rút. Lý Vân Tiêu cả người đại chấn, sợ hãi nói. Ngươi, chẳng biết lúc nào, trước người hắn hiện ra một mảnh ánh sáng màu trắng, vô số bông tuyết ngưng kết. Một đạo thân ảnh xinh đẹp hiện lên, quần dài đong đưa. Bắc Minh Kháng Thiên đồng dạng trong lòng cả kinh, trầm giọng nói. Ngươi là ai? Thân ảnh kia trên gương mặt một mảnh an tường yên lặng, không vì ngoại giới tác động, hai mắt nhắm nghiền. Bắc Minh Kháng Thiên trong lòng kinh nghi bất định đứng lên, nữ nhân này xuất hiện để nội tâm hắn một trận hoảng loạn, cảm giác cổ quái không nói ra được. Nhưng hắn tài cao mật lớn, phẫn nộ quát. Nếu không nói lời nào. Vậy hãy cùng Lý Vân Tiêu chết chung được rồi. Ngô sinh hữu nhai. Một mảnh ma vân đen nhánh chụp xuống, phổ biên vô hạn đúng là một mảnh hắc ám, muốn thôn phệ thiên địa. Đạo thân ảnh kia lông mi thật dài run rẩy, chậm rãi mở ra, lộ ra một con mắt to trong sáng. Bên trong tròng mắt thâm thúy, phảng phất như một mảnh ngân hà vũ trụ. Nàng nhẹ nhàng vươn tay ra, hướng phía trước vỗ tới. Đồng thời nhẹ nhàng thân thể đi ra nửa bước. Hình như bước ra thời không vô cùng xa xôi, hành tẩu ở trên tinh vân, thông hướng bỉ ngạn. Mọi người trong nháy mắt đều là kinh hãi trợn to hai mắt. Dưới một trường của nữ tử kia, một đóa ngọn lửa màu trắng rung động lòng người trống rỗng nhảy lên, phảng phất như ngọn lửa đến từ hỗn độn hư vô, thiêu đốt vạn vật. Ngọn lửa này vừa ra, một sinh hữu nhai ma vân ngân hà, lập tức bị thiêu đốt ra một cái động lớn, hàng vạn hàng nghìn trường ảnh, vô số quy tắc đều tan ra. Mở ra một cái lối đi, trực tiếp thông hướng ngân hà bỉ ngạn. BNG hình xinh đẹp bước một bước, đã vượt qua thời không, lấn người ở trước mặt Bắc Minh Kháng Thiên, đôi mắt thâm thúy ngưng lại nhìn hắn, phảng phất như xem thấu thân thể của hắn, dừng vô cùng vô tận ma nguyên chi lực ở trong cơ thể. Bạc Phú Kình nuốt xuống một cái, cả người không nhịn được run lẩy bẩy, cả người càng run lên lợi hại. Một trái tim ở trong người hầu như muốn từ trong ngực nhảy ra. Khi cô gái này hiện thân, đã dẫn động nghê thạch trong cơ thể hắn, một cổ sợ hãi to lớn phủ xuống, thân thể hình như đang run rẩy vì lạnh vậy. Nghê hồng song thạch, băng sát tâm diễm, lưỡng cực thần thể. Bạc Phú Kình hoảng sợ run rẩy nói, khuôn mặt vặn vẹo, hai con ngươi đều cơ hồ muốn rơi đi ra. Bắc Minh Kháng Thiên cũng là cả người rét run,
một trái tim trực tiếp rơi xuống vực sâu. Hắn nắm giữ cửu tinh vũ đế chi lực, nhưng ở trước mặt cô gái này lại như là thân lâm vực sâu, chính mình cả người thông thiên lực lượng, thoáng cái biến thành huỳnh hỏa ánh sáng, thậm chí không sản sinh nổi tâm chống lại. Trong cơ thể ma nguyên càng giống như ba đào cuộn trào mãnh liệt dâng lên, không ngừng mà từ trong cơ thể tuôn ra, tựa hồ cũng bị cô gái trước mắt này hấp thu quá đến vậy. Không, không, đây là lực lượng của ta, đây là bất thế ma lực của ta. Bắc Minh Kháng Thiên kinh hãi giống, phẫn nộ quát. Ai cũng không có thể cướp đi, đi tìm chết cho ta đi. Hắn quát lên một tiếng lớn, song trường hợp nhất, cửu tinh vũ đế chi lực tuôn ra, dị tượng ở sau người lăng không dựng lên. Kỳ hình dã, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long thiên ngoại tam thức chi phiên nhược kinh hồng. Thần kỹ hiện ra, dị tượng mọc thành bụi. Trong mắt nữ tử kia một mảnh băng lãnh, vẫn là không hề bận tâm, cũng không vì bất luận dị tượng gì lay động, phảng phất như trời sinh chính là không có bất kỳ tâm tình gì. Nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, bay thẳng đến Bắc Minh Kháng Thiên chộp tới. Phốc suy, một đạo nhẹ vang lên, trước ngực Bắc Minh Kháng Thiên phá vỡ một cái động lớn, toàn bộ kinh hồng dị tượng trong nháy mắt ngưng kết, sau đó như là quả bóng xì hơi vậy tan rã ra. Cánh tay của nữ tử kia trực tiếp cắm vào trong tâm tạng của Bắc Minh Kháng Thiên. Vô cùng ma nguyên lực từ bên trong thân thể Bắc Minh Kháng Thiên tuôn ra, cuồn cuộn không ngừng bị hút vào bên trong thân thể nữ tử. Thân thể tinh khiết hoàn mỹ, trong suốt thấu triệt, rõ ràng có thể thấy được bị một tia hắc sắc ma nguyên nhuộm dần. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này trở nên dị thường tĩnh mịch, không có một tia thanh âm. Ngay cả biển rộng cũng tựa hồ do dự sợ hãi mà trở nên mất đi đứng lên. Không dám nhấc lên một tia ba đào, một giọt cành hoa. Tất cả mọi người đều nín thở, hoảng sợ nhìn một màn đang diễn ra trên bầu trời kia, nữ tử thuần khiết vô hại, lẳng lặng hấp thụ ma lực, mà gương mặt của Bắc Minh Kháng Thiên cũng đang không ngừng vặn vẹo, toàn bộ sinh mệnh lực cũng theo ma nguyên sói mòn mà không ngừng biến mất. Thủy Tiên cũng mở to hai mắt kinh hãi nhìn một màn này, nữ tử kia không nhiễm bụi trần, thuần khiết dường như thánh sơn tuyết trắng, ngay cả dường như mỹ ngọc. Cũng không nhịn được sợ hãi than, không khỏi hỏi nói. Lý Vân Tiêu, nàng là ai? Lý Vân Tiêu từ trong ngây dại phục hồi tinh thần lại, sự tình biến hóa đi bước một vượt qua dự tính của hắn, cười khổ nói. Nàng chính là Nghê Hồng Song Thạch, nàng tên gọi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, Thủy Tiên kinh ngạc đọc một lần, ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ nhớ kỹ tên này. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động. Bỗng nhiên hướng phía biển rộng cách đó không xa nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, thiếu chút nữa thất thanh kêu lên. Ngay cách xa nhau bọn họ trên bầu trời nghìn thước, một đạo thân ảnh màu đen lẳng lặng xuất lập, khí tức vô cùng quen thuộc, khuôn mặt cũng vô cùng quen thuộc. Trên mặt của thân ảnh màu đen cũng là một mảnh kinh ngạc và hoảng sợ, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tiểu Hồng hấp thu ma nguyên, trên mặt một mảnh kinh nghi bất định và âm trầm ngưng trọng. Rút sạch rồi, rất ít nha. Vẫn lẳng lặng không nói, Tiểu Hồng đột nhiên mở miệng, thanh âm như tiểu cô nương non nớt vang lên, tựa hồ đang nhớ lại nói. Hình như chỉ có 1/5. Tay nàng từ trước ngực Bắc Minh Kháng Thiên rút ra, trắng noãn như ngọc, không có một tia tiên huyết. Bắc Minh Kháng Thiên lúc này khuôn mặt trở nên triệt để ngây dại ra, lờ mờ vô thần, bắp thịt no đủ cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại đứng lên, bắt đầu dần dần chết đi. Tiểu Hồng lẩm bẩm, thực lực của ngươi không tệ. Đã chết quá đáng tiếc. Nàng trở tay chính là một chưởng đánh ra, vỗ vào trên đầu Bắc Minh Kháng Thiên, một đoàn ma khí liền xâm nhập bên trong. Bắc Minh Kháng Thiên cả người run lên, khuôn mặt đờ đẫn dần dần khôi phục lại, lóe ra một đạo quang mang xanh, tâm tạng bị nghiền nát cũng tự động khép lại, trực tiếp biến thành một cỗ ma nô. Gặp qua chủ nhân, trên mặt Bắc Minh Kháng Thiên lóe ra vẻ hưng phấn, lăng không ở trước người Tiểu Hồng quỳ xuống. Xa xa đám người của Bắc Minh thế gia bị ma hóa, cũng cả đám quỳ gối trên biển rộng, trong miệng hô to chủ nhân. Tình hình này dường như quân lâm thiên hạ, vạn dân thần phục. Tiểu Hồng ánh mắt chớp động, đã thấy đế giả cách đó không xa. Hai người cách nhau cả nghìn thước, cứ như vậy ngưng mắt nhìn ngó lẫn nhau. Ân, có chút ý tứ đấy. Đột nhiên một đạo tiếng cười khẽ vang lên, trên mặt biển khoảng không hơi nhộn nhạo, Trác Thanh Phàm một bước ra ngoài. Ánh mắt đảo qua, đem toàn bộ cảnh tượng đều thu vào trong mắt. Trác Thanh Phàm phủ xuống, trên mặt biển đen tối âm trầm quang vượng dần dần bị xua tan, dường như vén mây nhìn thấy mặt trời, ánh dương quang chậm rãi chiếu xuống, khiến người ấm áp.
Trên biển quan hệ thoáng cái phức tạp, đồng thời yên lặng không gì sánh được, không người nào dám hé răng. Lý Vân Tiêu mồ hôi lạnh lã chã, lúc này chỉ có hắn mới biết được quan hệ giữa Trác Thanh Phàm và Đế Dạ, nghĩ không ra lại từ Mai Cốt Chi Địa Hóa Long chỉ truy sát đến nơi này. Trên mặt Đế Dạ một mảnh lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Nghe Hồng Hợp Nhất, dĩ nhiên sinh ra ý thức, ngươi cũng biết ngươi là ai. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiểu Hồng, cách không đối thoại. Tiểu Hồng lạnh nhạt nói. Ta, lúc trước ta chỉ biết là ta là ai, hiện tại ta đã biết ngươi là ai. Trên người ngươi có rất nhiều lực lượng mà ta cần, cho ta đi. Đế Dạ cười lạnh nói. Chê cười ngươi bất quá là một bộ phận trên thân thể ta mà thôi, chẳng lẽ muốn đảo khách thành chủ, đem ta luyện hóa hấp thu. Tiểu Hồng nói. Có gì không thể, trong cơ thể ta cổ ma nguyên này không phải là 1/5 phân thân của ngươi sao? Lúc này cùng ta hợp nhất, ta đó là 5/1 ma chủ, mà còn ngươi. Tuy rằng chính mình vượt qua 1/5 ma nguyên, nhưng không có Nghê Hồng gửi thể, chỉ là cây không có rễ, sao không cùng ta hợp nhất? Đế Dạ ánh mắt ngưng động, cười lạnh nói. Hợp lại làm một, chính là mục đích ta tới đây bất quá ý thức của ngươi phải từ trong thân ta thể triệt để xóa đi mới được đấy. Thân ảnh của hắn lóe lên, không trung chỉ thấy một đạo hắc mang xẹt qua, Đế Dạ liền xông về phía Tiểu Hồng. Ma ảnh to lớn lăng không dựng lên, ngưng ra một cái thủ trưởng che trời tế địa, bắt xuống phía dưới. Tiểu Hồng y phục đong đưa, ngẩng đầu lên dừng ở trưởng ảnh, song trưởng ở trước người tạo thành chữ thập. Một cổ hỏa diễm vô biên ở bốn phía của nàng thiêu đốt lên, hóa thành hỏa ngục, trưng khô biển rộng. Toàn bộ thân thể ở trong hỏa ngục từng điểm tiêu tán, trực tiếp ngưng tụ thành hỏa chi nguyên tố, hóa thành hình thái phi điểu phóng lên cao. Ầm ầm. Lưỡng cổ lực lượng va đụng vào nhau, hóa thành hắc bạch song sắc chấn động ra. Ở trung tâm song sắc năng lượng, thân ảnh của Tiểu Hồng ngưng tụ ra, lăng không dẫm lên ra một bước, liền hướng trên người Đế Dạ chộp tới. Hoang đường! Đế Dạ chân mày cau lại, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ. Đối phương dĩ nhiên muốn hút thu luyện hóa hắn, để hắn cảm giác một trận biệt khuất và xấu hổ. Ba đầu sáu tay một chút bày ra. Trong đó trên một tay cầm lấy đại xảo bất công kiếm, trực tiếp chém xuống tới. Phanh! Kiếm khí chém ở trên tay của Tiểu Hồng, chấn khởi từng đạo kim quang, không ngờ vẫn không thể đả thương Tiểu Hồng mảy may. Hừm! Đế Dạ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không để ý, sau lưng trên bốn cánh tay các loại binh khí hư ảnh hiện lên, đều đập rơi xuống. Lý Vân Tiêu con người đột nhiên lui, kinh hãi nhìn những hư ảnh binh khí kia. Một cái trong đó cái chai cánh cùng mình thi triển pháp tướng là giống nhau như đúc. Con người của Tiểu Hồng cũng ngưng tụ lại, tựa hồ cảm nhận được vô biên áp lực. Trong tay trái của nàng đi trước trên thân bất công kiếm vỗ xuống, đang một tiếng đem kiếm bản to lớn đánh văng ra, cả người từ dưới ma uy của Đế Dạ thoát đi, cấp tốc lui về phía sau. Đế Dạ này công kích thất bại, trên ba cái đầu đều lộ ra cười nhạt, từng bước một hướng phía trước bước ra, đuổi thẳng đi. Mỗi một bước của hắn đều dẫm nát không gian quy tắc, ngay lập tức mà lên, tùy ý Tiểu Hồng lùi lại thế nào, đều ở trong phạm vi mấy trượng của hắn. Ta ngươi vốn là nhất thể, cần gì phải trốn tránh đây? Trên mặt Đế Dạ hiện ra châm chọc, yêu dị cười nói. Mau chóng trở về đi, Nghê Hồng chi khu. Phía sau hắn hai tay kết xuất một đạo ấn ký, lăng không hướng phá Tiểu Hồng hạ xuống, phổ biên thiên địa đều bao phủ ở dưới một ấn này, tránh cũng không thể tránh. Trên mặt của Tiểu Hồng lần đầu tiên lộ ra thần sắc kinh hoàng. Khi dễ một cô bé thì tính là bản lãnh gì đây? Trong mắt Trác Thanh Phàm lóe lên một đạo quang mang, trên mặt hiện ra vẻ hài hước. Hắn đưa tay chộp một cái, biển cả như ở trước mắt trong nháy mắt xuất hiện ở tay phải, trực tiếp một đạo quang mang chém đi tới. Chiến kích ánh sáng chia cắt bầu trời, đem ma uy vô biên chém ra một đạo lỗ hồng to lớn, từ đó mở ra. Đế Dạ giận dữ hét. Trác Thanh Phàm có giỏi đợi ta hấp thu cỗ thân thể này, trở lại công bình đánh một trận. Lời vừa nói ra, trên biển rộng mọi người đều là sắc mặt đại biến, ai nấy lộ ra vẻ hoảng sợ. Người này đúng là trong truyền thuyết phong hào vũ đế. Trong lúc nhất thời người người trong lòng giật mình, cũng không biết là suy nghĩ gì, có chút ngây dại ra. Chuyện phát triển vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, hơn nữa bây giờ người còn sống đã không nhiều lắm, đồng thời đều là trọng thương trong người. Ở hôm nay mấy đại cường giả này, cùng với con kiến hôi không chút nào khác biệt. Trác Thanh Phàm kinh ngạc nói.
nhiệm vụ của ta là giết ngươi, vì sao phải công bình đánh một trận? Đế giả tức giận choáng váng, cả giận nói. Ngươi thân là nhân loại đỉnh phong cường giả, lẽ nào ngay cả một chút tâm cương giả cũng không có sao? Trác Thanh Phàm vẫn như cũ không hiểu hỏi. Ta có tâm cường giả hay không, liên quan gì tới ngươi? Ngươi! Đế giả tức giận đến không nhẹ, ở trên trời cao liên tục giống to hơn. Sắc mặt của Tiểu Hồng khôi phục bình tĩnh, nắm một đường thời cơ, giấy lên băng sát tâm diễm, đem hư không đốt ra một cái động lớn. Nàng cả người trên không trung vừa chuyển, hóa thành một đóa băng diễm lóe lên, tản mát ra hàn ý vô biên, sẽ phá không đi. Chớ chạy! Trong tròng mắt đế giả hàn quang lóe lên, ma uy ngập trời xuống, trực tiếp đem hư không đánh nát, truy kích đóa băng diễm. Ánh mắt Trác Thanh Phàm khẽ ngưng tụ, đột nhiên trong lòng khẽ động, hướng phía bầu trời xa xa nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thanh quang hiện ra, toàn bộ trên biển gió nổi lên vân long, điềm lành lăng không đánh xuống, chẳng biết lúc nào, trên bầu trời bắt đầu phi hoa bay lả tả. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, bị dị tượng trước mắt đột nhiên kinh trụ. Tiểu Hồng phá vỡ lỗ hổng hư không, bị một cổ vô hình lực ràng buộc, nhưng lại không có cách nào thông hành. Băng sát tâm diễm chi hoa toát ra liên tục, lần thứ hai ngưng ra bộ dáng của Tiểu Hồng, giật mình nhìn trên bầu trời. Đế giả cũng đồng dạng cảm nhận được một cổ uy áp không hiểu mà đến, thân hình ngừng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm trên trời cao. Một đạo thanh âm trong sáng từ xa đến gần. Nhất chân nịch thủy, vô bổ cao thâm, hoặc khứ đạo thượng viễn. Dừng quan thiên hạ, đắc thất thị phi, duy tự chữ vĩ luật. Theo tiếng thơ vang lên, một đạo thanh quang từ từ bay tới, hóa thành bóng người xuất hiện ở trên trời cao. Người này khuôn mặt từ thiện, trang nghiêm tường hòa, cả người phục trang đẹp đẽ, bội hiển phú quý. Trong tay hắn nâng một vật, đúng là một đôi giày lưu quang giật thải, linh khí bức người, chớp động liên tục, chính là ngẫu ti bộ vân lý trước đó bị đánh bay đi. Mí mắt Lý Vân Tiêu bỗng nhiên nhảy lên một cái, trong lòng thầm kêu muốn hỏng bét. Người nọ xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn xuống, lạnh giọng nói. Chư vị ở Đông Hải của ta náo loạn, có nhận được ta đồng ý sao? Thanh âm mang theo uy áp vô biên xuống, chấn động ở trong lòng mỗi người, như cự thạch đặt ở trong ngực, khó có thể hô hấp, ai nấy sắc mặt đại biến. Thủy Tiên còn lại là biểu tình tuyệt nhiên bất đồng, mừng rỡ huy tay lên, hét lớn. Nghiễm Hiền đại nhân, mọi người bỗng nhiên tâm thần đại chấn, từng người lộ ra vẻ hoảng sợ và kinh ngạc. Người này lại chính là Đông Hải chi chủ, chấp trưởng Long Cung Vương tọa Nghiễm Hiền. Không thấy rõ người này xuất hiện, cũng là cả kinh, vội vàng hóa thành quang mang phi thân mà lên, tiến hành tham kiến. Nghiễm Hiền khẽ gật đầu, híp mắt nhìn ở phía dưới, khẽ cười nói. Nguyên lai là Thủy Tiên công chúa, ở Đông Hải của ta khiến cho chật vật như vậy. Lão phu có tội a. Thủy Tiên vui sướng kêu lên. Nghiễm Hiền đại nhân, mau giúp ta đem thanh kiếm kia giành lại lai, đó là hải thần chí bảo. Nàng một tay chỉ xa xa đế giả. Đế giả biến sắc, vội vàng đem đại xảo bất công kiếm giấu ở sau lưng, quang mang lóe lên đã tiêu thất, hừ lạnh nói. Cái gì hải thần chí bảo, đó là hỗn độn vô cực kiếm của ta, các ngươi nhìn lầm rồi. Kiếm này hắn tuy rằng không biết lai lịch, nhưng dĩ nhiên có thể chống lại Trác Thanh Phàm biển cả như ở trước mắt, vậy đối với hắn sẽ có trọng dụng, đâu chịu đơn giản giao ra. Khóe miệng Nghiễm Hiền hiện lên một tia cười nhạt, ngược lại nhìn phía Trác Thanh Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, hừ nói. Nguyên lai là phong hào hư không vũ đế Trác Thanh Phàm, ta đúng là nói người nào dám ở Đông Hải của ta làm càn như vậy. Trác Thanh Phàm cười, thu hồi chiến kích, khẽ cười nói. Nguyên lai là Đông Hải chi chủ, thất kính. Hừm. Nghiễm Hiền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt từ trên người toàn bộ võ giả quét tới, ngay khi trông thấy Bạc Vũ Kình, rõ ràng con ngươi co rụt lại, rất nhanh liền khôi phục như thường. Các ngươi rất lớn gan nha, dám coi Đông Hải ta như chỗ không người. Đã như vậy, liền vĩnh viễn lưu lại trên phiến biển rộng nơi này đi. Hắn vung tay lên, một đạo kim quang rơi ra, toàn bộ trên trời cao hóa ra vô cùng kiếm vũ sắc bén. Đều chém xuống. Toàn bộ biển rộng ở dưới phiến kim mang này lần thứ hai gầm hét lên, tựa hồ nghênh tiếp vương giả đến, phối hợp hướng phía mọi người cuốn theo tất cả đi. Đồng thời một đạo hoa quang hạ xuống, đem Thủy Tiên bao phủ vào trong đó, để tránh khỏi đả thương đến nàng. Thủy Tiên kinh hô. Nghiễm Hiền đại nhân, không nên a. Khắp bầu trời kiếm vũ xuyên thấu sóng biển,
phi chém xuống, muốn lấy tánh mạng mọi người. Nghiễm Hiền vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ muốn lấy máu của mọi người tới tẩy trừ hắn bất mãn. Quá bạo lực rồi nha. Trác Thanh Phàm cười, trong tay chiến kích phát sinh từng đạo kim mang, trực tiếp phá không đi, ngưng tụ thành một đạo kim quang kết giới, đem mọi người đều bao ở trong đó. Bang 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 bang. Kiếm Vũ Phi chém xuống, bị kim mang đều ngăn lại. Nghiễm Hiền ánh mắt phát lạnh, duỗi tay chỉ vào Trác Thanh Phàm, lạnh lùng nói. Ngươi muốn đối nghịch ta. Trác Thanh Phàm cười, cũng không e ngại uy nghiêm của hắn, ngón tay khẽ vuốt tóc mai, lạnh nhạt nói. Chẳng bao giờ có thuận, tại sao lại nghịch? Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Nghiễm Hiền lạnh giọng nói. Những người này phá vỡ phong ấn, phóng xuất ma chủ, đây là tội hẳn phải chết. Trác Thanh Phàm vẫn là bình thản nhãn thần, kinh ngạc nói. Điều này thì liên quan gì tới ta? Ngươi, chết tiệt. Nghiễm Hiền phẫn nộ quát một tiếng, phảng phất như vô thượng uy nghiêm bị người khiêu khích, lăng không một chảo, toàn bộ biển rộng chấn khởi vô cùng sóng biển. Khắp bầu trời hơi nước trên không trung bay nhanh ngưng tụ, bị áp xúc liễu vô số lần, tụ thành một đoàn cứng rắn như sắt nắm ở trong lòng bàn tay của hắn, không được xoay tròn. Thiên địa thủy nguyên. Phanh. Đám thủy cầu bay nhanh đánh ra, lăng không bỗng nhiên nổ lên. Vô biên sóng nước nhộn nhạo lên, phô thiên cái địa, hình thành một cổ cự lực thủy chi long quyển, hướng phía Trác Thanh Phàm đánh xuống đi. Đạo thủy long chi lực kia lăng không dựng lên, cơn xoáy mắt ở dưới bầu trời trên đầu Trác Thanh Phàm phủ xuống, đem vạn vật hết thảy cắt thành phấn vụn. Thân ảnh của Trác Thanh Phàm dường như một chiếc thuyền lá trong biển rộng, trong nháy mắt đã bị thủy nguyên lực đánh trúng, toàn bộ ngoài khơi lấy chỗ hắn đứng làm trung tâm, kịch liệt kích động, phảng phất như muốn đem toàn bộ Đông Hải ném đi. Đám người Lý Vân Tiêu đều là sắc mặt xám trắng, bọn họ ai nấy trọng thương trong người, đâu chống lại loại cự lực này lăn qua lăn lại, ở trong vòng xoáy đau khổ chống đỡ. Ai nha, thật là nguy hiểm nha. Trên bầu trời đột nhiên hiện lên hư ảnh của Trác Thanh Phàm, dần dần trở nên ngưng thực, nhìn phía dưới vô tận vòng xoáy, lộ ra bộ dáng nghĩ mà sợ. Nhưng nhãn thần của hắn lại vẫn bình tĩnh như nước, nào đâu có nửa phần bộ dáng sợ hãi. Gương mặt của Nghiễm Hiền âm trầm xuống, cắn răng nói. Trác Thanh Phàm, ta bắt ngươi không có cách nào khác, nhưng đám nhân loại này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta xem ngươi làm sao cứu bọn họ. Hắn lăng không điểm một cái, trong biển nhất thời vọt lên một đạo cột nước, hóa thành hình rồng nhiễu ở bên cạnh hắn. Trong tay Nghiễm Hiền quyết ấn biến đổi, hình rồng trong nháy mắt hóa thành một thanh to lớn vô hình nước kiếm, đột nhiên hướng phía trong vòng xoáy chém tới, muốn tiêu diệt giết tất cả sinh linh. Trác Thanh Phàm nhướng mày, đang muốn đi xuống cứu người. Đột nhiên một đạo thanh quang chớp động, Nghiễm Hiền cả người lấn thân mà đến, trực tiếp khóa được hắn, chỉ điểm một chút hướng mi tâm của hắn. Trên đầu ngón tay một đạo kim mang chớp động, đúng là một con rắn kim sắc hiện lên bên trong, long ngâm phương trạch, long hống cửu thiên, một chân long chi lực trực tiếp tập trung tứ phương không gian. Đây là Trác Thanh Phàm cả kinh, trong con rắn màu vàng kia dĩ nhiên chứa đựng chân long chi uy, làm đại hư không thuật của hắn vận chuyển chắc trở. Hừm, hư không vũ đế hưởng dự thiên hạ, lão phu đành phải lấy ra chút bản lĩnh giữ nhà. Trên mặt Nghiễm Hiền hiện lên một trận cười nhạt, một ngón tay kim long điểm ra, ở giữa mi tâm của Trác Thanh Phàm, phanh một tiếng đem đầu hắn đục lỗ. Nghiễm Hiền sắc mặt đại biến, mạnh mẽ trầm xuống. Trên trán Trác Thanh Phàm hiện ra một cái lỗ thủng, vẫn như cũ mặt mang mỉm cười, toàn bộ thân ảnh dần dần tiêu thất ở trên trời cao. Mặt biển kích khởi một đạo quang mang, trong nháy mắt đem vô hình thủy kiếm khí kia chém toái, hóa thành khắp bầu trời thủy vân, phiêu tán ở trên trời. Toàn bộ biển rộng trong sát na trở nên bình tĩnh trở lại, khôi phục một mảnh thanh minh. Trác Thanh Phàm hai chân dẫm nát trên mặt biển, khẽ cười nói. Nghiễm Hiền đại nhân chính là Đông Hải chi chủ, lần đầu gặp mặt cứ như vậy đánh đánh giết giết cũng không tốt, không bằng chúng ta luận bàn một ít trà nghệ. Sắc mặt Nghiễm Hiền băng lãnh, nhìn chằm chằm Trác Thanh Phàm nhìn ra ngoài một hồi, lạnh giọng nói. Trác Thanh Phàm, đừng cho là Đông Hải ta không có cách chế phục ngươi. Hắn lăng không đứng trên bầu trời, hai tay chắp sau lưng, nhất phái tư thái tuyệt đại cường giả, lạnh lùng ngạo thị xuống. Sau đó trên bầu trời trong lúc bất chợt hiện ra từng đạo ba động, hóa ra từng đám hải tộc diện mục dữ tợn, thật giống như từ trong mộ bò ra ngoài, thoáng cái dĩ nhiên xuất hiện hơn 30 vị.
hơn 30 tên hải tộc khí tức trên người cũng không cường, chỉ là linh tinh phân bố trên bầu trời, hình như đè xuống phương vị sắp hàng nhất định, tựa hồ trong mơ hồ hiện ra trận thế. Xa xa hai người Tiểu Hồng và Đế Giả cũng là nhìn nhau, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, tĩnh quan thế cục biến hóa. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút, quát to. Không tốt, Trác Thanh Phàm, mau giết đám ám dạ xoa này. Nghiễm Hiền sắc mặt đại biến, quang mang bén nhọn nhìn gần xuống tới, lạnh giọng nói. Ngươi là người phương nào? Dĩ nhiên nhận được ám dạ xoa của Đông Hải ta. Trong ánh mắt Nghiễm Hiền mang theo tinh thần công kích cực mạnh, mà đối phương bất quá là tam tinh vũ đế chi lực, dưới một ánh mắt tất nhiên tinh thần tan vỡ, bị chính mình thu hút tâm thần. Nhưng làm hắn khiếp sợ là Lý Vân Tiêu không chỉ có không có việc gì, trái lại khóe miệng hiện lên một tia cười châm chọc, như là vô cùng đùa cợt. Nga, ám dạ xoa. Trác Thanh Phàm liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu một cái, nói. Ta từng nghe nói trong quỷ dạ xoa bộ tộc có chi nhánh này, trời sinh cũng chỉ có thể sinh tồn ở trong bóng tôi, nhưng thân mang các loại kỹ năng, đám này đó là ám dạ xoa. Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Trước hết giết đám ám dạ xoa này dài dòng nữa được chăng? Tất cả mọi người trong lòng lấy làm kinh ngạc, có chút hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu, không ngờ dám nói như thế, người trước mắt này đó là phong hào vũ đế Trác Thanh Phàm A. Nghiễm Hiền cười lạnh nói. Chậm đã. Hắn lăng không một điểm, Thủy Tiên nhất thời bị hắn cách không nhiếp lên, trực tiếp hướng qua phía sau ném đi, nói. Phi Minh, ngươi chiếu cố công chúa. Thủy Tiên vội la lên. Nghiễm Hiền đại nhân, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Nghiễm Hiền lạnh lùng nói. Đáng tiếc lại không phải là Đông Hải bằng hữu. Trên bầu trời này ám dạ xoa từng con hai tay bấm tay niệm thần chú, trên người hiện ra từng đạo quang mang, trên thân mỗi người ánh sáng màu sắc không đồng nhất, thành cửu màu. Quang mang này hội tụ thành từng đạo võng cách răng khắp nơi, rậm rạp, trên bầu trời lấp lánh, không ngừng chìm vào trong hoàng hôn. Theo đám ám dạ xoa này thi triển bí thuật, tất cả mọi người đều hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy không gian bị tầng tầng phong tỏa, thoáng cái thần thức của mọi người bị đoạn, vô pháp cảm giác được bên ngoài. Đế Giả cũng là sắc mặt đại biến, trong tròng mắt hàn quang lóe lên. Trác Thanh Phàm kinh ngạc nói. Đây là thiên la địa võng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Chính là thiên la địa võng, nếu là trong thiên địa có vật gì có thể chế trụ đại hư không thuật của ngươi. Sợ rằng thiên la địa võng chính là thứ nhất rồi. Trác Thanh Phàm khá có thâm ý nhìn Lý Vân Tiêu một cái, nhưng thấy trong con ngươi của đối phương một mảnh thanh minh, lại nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì ba động, không khỏi có chút kinh ngạc đứng lên, hỏi nói. Ngươi là người phương nào? Nghiễm Hiền cũng là thần quang khẽ động, vểnh tai nghe, hắn đối với thân phận của Lý Vân Tiêu cũng hết sức tò mò. Ám dạ xoa vẫn đuổi theo bóng dáng của hắn, nếu không phải người cực kỳ thân mật. Căn bản không biết chuyện này. Lý Vân Tiêu cười, nói. Ta là người phương nào liên quan gì tới ngươi? Trác Thanh Phàm cười khổ một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, nói. Thế giới này chú ý người mạnh là vua, ta hỏi ngươi nói, ngươi nếu không phải đáp, có lẽ trả lời ta không hài lòng, ta sẽ đánh ngươi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Thiên la địa võng hạ, ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn đòi đánh ta. Chờ chịu đòn đi. Nghiễm Hiền ở trời cao truyền đến hừ lạnh, châm chọc nói. Hừm, gặp các ngươi trò chuyện với nhau thật vui, đợi lát nữa cùng đi lên hoàng tuyển lại nói đi. Hắn sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngưng mắt nhìn trong hư không, khóe miệng hơi nhếch lên cười nhạt, chậm rãi nói rằng. Hẳn là tới rồi đi. Trên bầu trời từng đạo cửu thải võng cách tuyến không ngừng từ trên người ám dạ xoa ngưng ra, ẩn vào hư không, biến mất. Nhưng tất cả mọi người cảm thụ được một thiên địa gông cùng xiềng xiếc, cái loại quy tắc lực này càng ngày càng mạnh, đưa bọn họ và thế giới bên ngoài triệt để cách ly. Theo thanh âm của Nghiễm Hiền hạ xuống, bầu trời đầu cùng, ánh mắt của bọn họ có thể nhìn tới được, từng đạo quang mang chạy như bay tới. Hắc áp áp khí thế, phảng phất như thiên quân vạn mã, gió nổi mây phun. Không chỉ có như vậy, sau lưng Nghiễm Hiền màn trời hạ xuống, không gian bắt đầu không ngừng chấn động. Dường như vằn nước từng vòng tản ra, như là mưa xuân nhăn nước ao, từng giọt chảy xuống. Các loại khí tức cường đại nối liền không dứt xuất hiện, còn có chiến xa hình thức của quái, ùng ùng lái qua trời cao, từ xa đến gần. Trên bầu trời một chiếc vương tọa chậm rãi đánh xuống, quang mang từ bốn phương tám hướng tụ đến, ở trên vương tọa ngưng tụ ra một đạo thân ảnh khí phách,
dần dần triển lộ hình dáng, đứng ở bên cạnh của Nghiễm Hiền. Trên thân người này khí tức mạnh mẽ lại cũng không ở dưới Nghiễm Hiền, hơn nữa từ đầu tới cuối cũng không từng nhìn Nghiễm Hiền một cái, không sợ hãi vị Đông Hải Chi Vương này. Sau đó, xa xa đột nhiên vang lên tiếng tiêu tiếng địch, luống cuống bầu trời và biển rộng ở dưới thanh âm này, trở nên an tường lại, dần dần gió yên sóng nổi, hình như muốn ngủ say vậy. Trong tiếng hải nhạc, chậm rãi đi ra 8 đạo thân thể khôi ngô, lướt sóng mà đến. Mỗi một bước vượt qua, đều giống như gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, càng kinh hãi là 8 người này khuôn mặt dĩ nhiên độc nhất vô nhị. 8 người mang đỉnh đầu kiệu sàng, mặt trên một gã nam tử kim sắc ngân giác đang lười biếng nằm, đang chơi đùa sáo ngọc, du du dương dương tự đắc thổi lên, tình cách trước mắt làm như không thấy. Trên bầu trời đột nhiên một tiếng vang dội, hình như sấm chớp rền vang, một đạo lôi hỏa tựa như vẫn thạch rơi xuống biển rộng, đem không gian thiên hải dần dần bình tĩnh trở lại lần thứ hai oanh mất trật tự. Lôi hỏa chi cầu rơi ở trên mặt biển, theo gió vượt sóng mà đến, bên trong cầu truyền đến tiếng cười lanh lảnh, lực lượng cường đại như biển rộng vô biên vô hạn, nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Trong lôi hỏa chi cầu tử quang lóe ra, phi tới bên cạnh Nghiễm Hiền, cũng huyễn hóa ra một đạo thân ảnh, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười băng lãnh. Trong một con mắt của hắn sấm chớp rền vang, trong một con mắt khác còn lại là xí diễm nhảy lên, yêu dị phi thường. Hơn thế đồng thời, xa vời cấp tốc bay tới một đạo đám mây, ở trước mặt mọi người thay đổi liên tục, ai cũng vô pháp nhìn trộm cảnh tượng bên trong, nhưng có khí thức cường đại truyền ra, như ẩn như hiện. Nhân loại một đám võ giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, khí thức cường đại này tùy tiện một đạo đã để trong lòng bọn họ khó chịu, đều là tuyệt đại cường giả a. Lý Vân Tiêu cũng là đầu óc choáng váng, toàn bộ Đông Hải Vương cung dốc toàn bộ lực lượng rồi. Các đạo nhân mã tới đông đủ, khắp bầu trời mấy trăm khí thức cường đại, các loại chiến xa chiến hạm ngũ thải tân phân, đều hướng phía Nghiễm Hiền hành lễ. Mỗi người đều là lộ vẻ băng lãnh, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, trên mặt hiện ra hết sức trào phúng và sát khí. Trong đó một chiếc tử ngọc điêu xa, truyền đến giọng nữ đoan trang, nói. Nghiễm Hiền đại nhân. Bất quá chính là vài tên nhân tộc mà thôi, đâu cần đại động can qua như vậy. Nghiễm Hiền thần thái nho nhã, hai tay chắp sau lưng, khẽ cười nói. Chính là vài tên nhân tộc, dám lâu la cặn bã đó thì cũng thôi đi, nhưng ở đây một người là Phong Hào Vũ Đế, một người là Ma Chủ Đế Phân Thân, một người là Nghê Hồng Song Thạch Hóa Linh, ba người này nếu đã đến Đông Hải, ta há có thể không tận tình địa chủ. Các lộ cường giả đều sắc mặt đại biến. Hoảng sợ hướng phía dưới nhìn lại, đều là trong mắt lộ ra hung quang, lóe lên bất định. Nga, lại có Phong Hào Vũ Đế và Ma Đế Tàn Khu, khó trách. Thanh âm bên trong tử ngọc điêu xa sau khi giật mình, lo lắng nói rằng. Bất quá nếu đã bày thiên la địa võng, còn có lục tộc đứng đầu đều đến, chắc là bắt vào tay. Thủy Tiên trong lòng đại chấn, lăng không từng cái nhìn lại, nếu nói lục tộc đứng đầu, đó là lục đại B cấp hải tộc Quy Thuận Đông Hải Vương Cung. Thực lực kinh thiên. Nàng vội vàng kêu lên. Đám nhân loại đó là bằng hữu của ta, các ngươi không thể thương tổn bọn họ. Gì, đây không phải là Thủy Tiên công chúa sao? Lúc nào cùng với nhân loại kết giao bằng hữu? Nằm ở trên giường kiệu thân ảnh kia thoáng cái đã tinh thần tỉnh táo, trực tiếp ngồi dậy, gương mặt cười hiện lên một tia tà khí, nhìn chằm chằm Thủy Tiên, khóe miệng nhếch lên một tia cười quái dị không hiểu. Thủy Tiên bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người khó chịu. Lạnh lùng nói. Ta cùng với ai kết giao bằng hữu các ngươi dám quản sao? Các ngươi ai dám đả thương bọn họ, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm bên trong tử ngọc điêu xa yêu nhã nói. Thủy Tiên công chúa tuổi nhỏ thiện tâm, chắc là bị đám nhân loại này lừa gạt. Trong những người này có Phong Hào Vũ Đế, có Ma Chủ Tàn Khu, mặc dù là Hải Hoàng Đại Nhân đích thân tới, cũng phải cần bắt bọn họ. Thủy Tiên vội la lên. Ngươi nói mấy người ta mặc kệ. Nhưng là bằng hữu của ta các ngươi tuyệt không có thể gây tổn thương cho hắn. Nga, không biết những ai là bằng hữu của công chúa. Nam tử yêu dị trên giường kiệu trên người kim ngân chớp động, híp mắt cười hỏi. Thủy Tiên chỉ vào phương hướng Lý Vân Tiêu, nói. Trừ ba người kia bọn ngươi nói ra, còn có đám người xấu nhập ma này, còn dư lại đều là bằng hữu của ta. Lôi Cầu hiển hóa ra hải tộc cười ha hả, nói. Ha ha. Trong đám cặn bã này mạnh nhất cũng bất quá bát tinh đỉnh phong vũ đế mà thôi, thả bọn họ một mạng làm sao?
ta hứng thú cũng chỉ ở Phong Hào Vũ Đế và Ma Chủ Tàn Khu đấy. Hắn hai mắt như hổ báo mở ra, lôi điện ở trong con ngươi đùng, nhìn chằm chằm Trác Thanh Phàm và Đế Dạ, còn có Tiểu Hồng, qua lại quan sát. Lôi hổ hỏa báo, ngươi cũng chớ xem thường đám người còn lại này. Trong áng mây truyền ra thanh âm hùng hồn, nói. Ta quan sát những người này, cũng đều không đơn giản đấy. Một người trong đó có thần thể, bốn môn đều mở ra. Còn có một bên trong cơ thể dị lực thoáng hiện, cho ta cảm giác thập phần bất an. Còn có một người tựa hồ thân mang dị bảo, ngay cả cực mục thần thông của ta cũng không thể xem thấu. Cái gì? Đông đảo hải tộc lộ vẻ giật mình không thôi, lộ ra thần sắc không thể tin tưởng. Giọng nữ bên trong Tử Ngọc Điêu Sa chậm rãi nói rằng. Cực mục thần thông của ngươi tuy rằng không bằng hải hoàng ba nhà chân thực chi nhãn, nhưng cũng nắm giữ năng lực xem thấu chân tướng, là cực mạnh chi nhãn của Đông Hải ta, ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu. Thanh âm ở bên trong đám mấy chủ trừ một trận, nói. Ba người này có thả cũng thôi đi, càng có một người không chỉ có nhìn không thấu hắn, trái lại vừa nhìn một cái lại giống như là lâm vào vực sâu, tuyệt không đơn giản đấy. Người hắn nói chính là Tân Thần, Bạc Vũ Kình, Diệp Phàm, còn có Lý Vân Tiêu. Bốn người đều là lã chã mồ hôi lạnh chảy xuống, đặc biệt ba người sau, đều có trọng bảo trong người, sợ rằng bị đám hải tộc này cướp đoạt, ai nấy sắc mặt dị thường xấu xí. Nghiễm Hiền lạnh lùng nói. Đã như vậy, thì không thể đơn giản bỏ qua. Toàn bộ nhân tộc đều là biến sắc, nở nụ cười khổ. Trận thế như vậy, không nói đến có thiên la địa võng, đối phương cơ hồ là hội tụ toàn bộ Đông Hải cao đoan chiến lực. Hoàn toàn là lực lượng nghiêng về một phía, nói là trong hũ bắt cua cũng không quá đáng. Thủy Tiên vội la lên. Không được, các ngươi không thể thương tổn bằng hữu ta, bằng không ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Nghiễm Hiền lạnh nhạt nói. Việc này dị thường trọng đại, Thủy Tiên công chúa không được tùy hứng làm a. Ta tùy hứng, các ngươi muốn giết bằng hữu của ta, còn nói ta tùy hứng. Thủy Tiên giận dữ, vội vàng một tay bấm tay niệm thần chú. Trong miệng mật ngữ phun ra. Cách đó không xa, năm con biển sâu cự thú chậm rãi xoay người lại, con đậu đậu bị thương ở dưới năm con đồng bạn dốc lòng trị liệu, đã trị hết không sai biệt lắm. Năm con kiện toàn biển sâu cự thú đều là trong tròng mắt tuôn ra hồng quang, tựa hồ cảm ứng được Thủy Tiên bất mãn và nôn nóng, ô ô ô kêu to vọt tới. Tuy rằng biển sâu cự thú kinh khủng dị thường, bất luận một con nào đều không phải là đơn giản có thể bắt được. Nhưng lúc này toàn bộ trên bầu trời mấy trăm hải tộc, tất cả đều là thần sắc băng lãnh, thậm chí mang theo một chút cười nhạt. Lúc này lực lượng của bọn họ mạnh mẽ, hội tụ toàn bộ Đông Hải cao đoan chiến lực, đừng nói chính là 5 con biển sâu cự thú, coi như là 50 con cũng có thể bắt lại. Kim thân ngân giác nam tử trên giường kiệu khẽ cười nói. Công chúa điện hạ lại bắt đầu bướng bỉnh rồi. Hắn cầm trong tay bạch cốt sáo ngọc đặt ở bên mép, nhẹ nhàng thổi. Tiếng địch du dương vang lên, toàn bộ sơ xác tiêu điều ngoài khơi trở nên một mảnh yên tĩnh tường hòa. Tất cả mọi người hơi nhắm hai mắt lại, lắng nghe âm thanh như tiếng trời, một loại mệt mỏi dã rời ở trong lòng mỗi người dâng lên, dần dần cảm giác buồn ngủ, muốn đi vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Năm con biển sâu cự thú vào tới một trận, đột nhiên thoáng cái toàn bộ ngừng lại, cứ như vậy kinh ngạc đứng ở trên biển rộng, hình dạng tựa hồ có chút mờ mịt đứng lên. Trong miệng con đô đô to lớn nhất kia phát sinh nhẹ nhàng tiếng kêu ô ô ô, không biết đang nói cái gì. A, Lý Vân Tiêu đột nhiên kêu một tiếng, trong giọng nói tràn ngập không nói gì và bất đắc dĩ, vẻ mặt cười khổ không ngớt. Mọi người theo ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn lại, đều là gương mặt ngạc nhiên, sau đó trở nên nở nụ cười khổ, hôm nay cục diện sợ là có chạy đằng trời. Chỉ thấy trên bầu trời, Thủy Tiên chẳng biết từ lúc nào đã nhắm hai mắt lại đang ngủ. Năm con biển sâu cự thú mất đi của nàng chỉ dẫn, cho nên mới trở nên mờ mịt không biết, đứng ở đàng xa không biết muốn, ngừng sau khi, lại bay trở về tiếp tục trị liệu cho đậu đậu. Lôi hổ hỏa báo nhìn không được cười ha hả, nói. Hải yêu chi địch, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thôi miên năm con biển sâu cự thú đấy, nguyên lai là đem Thủy Tiên công chúa thôi miên, người đây là cùng với chúng ta đùa giỡn. Giọng nữ bên trong Tử Ngọc Điêu Sa truyền đến tiếng cười yếu ớt khúc khích, nói. Hải yêu chi địch đây là có tự mình hiểu lấy, năm con đó không phải cái gì A miêu A cẩu bình thường, mà là cự thú viễn cổ nằm vùng ở vô tận trong biển sâu A bằng vào chút kỹ nghệ hèn mọn này của hắn há có thể có hiệu quả. Ngươi nói cái gì? Hải yêu chi địch sắc mặt trầm xuống,
lạnh giọng nói. Sâm phụ, người muốn chết sao? Tử Ngọc Điêu Sa đột nhiên rung động một cái, bên trong truyền đến lớn tiếng hét lớn, cả giận nói. Ngươi nói cái gì, dám mắng ta? Trên Tử Ngọc Điêu Sa tản mát ra khí tức cuồng bạo, lăng không chấn hạ. Tám gã đại hán khôi ngô khiêng kiệu giường biến sắc, ở dưới hơi thở kia dĩ nhiên không nhịn được đồng thời lui về phía sau một bước, ánh mắt lộ ra kinh khủng. Tất cả im miệng cho ta. Nghiễm Hiền sắc mặt trầm xuống, quát dẹp đường. Ta cho các ngươi đến, là để cho các ngươi biểu diễn xiếc ảo thuật sao? Muốn chơi đùa chờ sau đó, tùy các ngươi chơi thế nào cũng được. Hừm. Trong Tử Ngọc Điêu Sa truyền đến nữ tử kia hừ lạnh, tùy tiện liền là một mảnh yên lặng. Hải Yêu Chi Địch cũng là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, quay đầu đi, không để ý tới. Ai nha nha, thật là đặc sắc, thế nào đừng đánh. Ta còn tưởng rằng sẽ đánh nhau đấy. Trác Thanh Phàm lắc đầu than thở. Thật để cho người thất vọng. Hừm, ngươi đang ước gì chúng ta nội đấu, muốn thừa cơ chạy trốn sao? Nằm mơ. Lôi Hổ Hỏa Báo đùng đùng quát dẹp đường, còn hung hăng trợn mắt nhìn Trác Thanh Phàm một cái, trong hai tay lôi điện nảy ra, xí diễm sáng quắc. Trác Thanh Phàm khẽ cười rộ lên, nói. Ta nhớ kỹ năm xưa cổ phi dương rong ruổi Đông Hải, không người nào có thể ngăn cản. Các ngươi dựa vào cái gì lại cho rằng có thể ngăn lại ta? Lẽ nào ta sẽ so với hắn canh dễ bị bắt nạt hơn? Trên vương tọa thân thể khôi ngô nặng nề hừ lạnh một chút, lạnh giọng nói. Phong hào vũ đế đáng sợ, chúng ta tự nhiên biết, nhưng có thiên la địa võng che lại đại hư không thuật của ngươi, lại thêm chúng ta lục tộc chi vương. Còn tự hỏi bắt ngươi không thành vấn đề. Đóa vân thải kia cũng truyền tới thanh âm hùng hồn, nói. Năm đó cổ phi dương nếu không phải bỏ chạy, đường đường chính chính cùng chúng ta đánh nhau một trận nói, thi thể của hắn sớm đã bị nước biển làm cho hư thối. Trác Thanh Phàm cười nói. Nga, có chuyện này sao, thế nào theo ta nghe được phiên bản không quá giống nhau? Ánh mắt của Bạc Vũ Kình như có như không nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, hừ nói. Các ngươi khuynh hết lực lượng bảy tộc, tụ toàn bộ Đông Hải chi uy cùng với cổ phi dương đánh, cái này cũng gọi là đường đường chính chính. Lẽ nào cùng một từ ngữ, ở trong hải tộc và nhân tộc biểu đạt ý nghĩa không giống nhau? Trên mặt Nghiễm Hiền hiện lên vẻ lúng túng, hừ nói. Các ngươi nghe được phiên bản, tự nhiên là tam sao thất bản trải qua các loại thêm bớt, chúng ta thân là người đương sự, đương nhiên là rõ ràng nhất. Trác Thanh Phàm, ta khuyên ngươi bỏ giáp đầu hàng, lại được thoát thân. Trác Thanh Phàm chỉ vào xa xa đế dạ nói. Người này các ngươi dự định làm sao? Trong mắt Nghiễm Hiền phát lạnh, lạnh lùng nói. Ma chủ tàn khu, tự nhiên là có thể giết liền giết, không thể giết liền phong ấn. Đế dạ giận tím mặt, ngay cả Tiểu Hồng cũng là sắc mặt khó xem. Nha nha, thì ra là thế. Trác Thanh Phàm cười nói. Mục đích của chúng ta cũng chỉ có vậy, không có xung đột mà. Nga! Hải Yêu Chi Địch châm chọc cười nhạo nói. Được xưng nhân loại phong hào vũ đế, vị này là dự định cùng với chúng ta lôi kéo làm quen, để giữa mạng sao? Ha ha, mắc cỡ chết người. Cũng không phải, ta truy sát hắn hơn nửa năm đều giết không chết hắn, thực sự xấu hổ. Vừa lúc các ngươi người đông thế mạnh, đối phó con ma này hẳn là có nắm chắc hơn. Trác Thanh Phàm lắc đầu liên tục, khẽ cười nói. Kể từ đó, ta cũng có thể quay về thánh vực giao phó, đã nói nhiệm vụ giết ma này được các ngươi tiếp quản rồi. Phải biết rằng ta đó là người đến nơi đến chốn, ý thức trách nhiệm siêu cường đấy. Quay về thánh vực, ngươi đang nói đùa nói đi. Bên trong Tử Ngọc Điêu Sa truyền đến tiếng cười nữ tử, khinh miệt nói. Nhân tộc nam nhân chính là vô dụng như vậy, cũng khiến người khinh thường sao? Lúc này ở dưới thiên la địa võng, chớ nói ngươi là phong hào vũ đế, chính là phong hào vũ thần cũng đừng nghĩ đi. Phải không? Trác Thanh Phàm cười nhạt một tiếng, một tay bấm tay niệm thần chú, một đạo kim quang phiêu tán ra, ở trước người hóa thành một kim sắc phủ ấn. Tất cả mọi người đều là sắc mặt trầm xuống, ngưng mắt nhìn đi. Nghiễm Hiền quát dẹp đường. Thiên la địa võng, phong tỏa sáu đạo. Toàn bộ bầu trời trong lúc bất chợt trở nên sáng sủa. Võng cách tuyến lúc trước ẩn vào hư không này đều rậm rạp nổi lên, thoáng cái trải rộng toàn bộ bầu trời biển rộng, tầng tầng lớp lớp, hình như thông hướng vô cùng xa xa. Trên vương tọa tên nam tử khôi ngô kia, trong mắt tuôn ra lãnh mang, châm chọc nói. Trừ phi ngươi có thể vượt qua ngoài tam giới,
không ở trong ngũ hành, bằng không coi như là thần là ma, cũng phải lưu lại. Nga, thật không? Trác Thanh Phàm lần thứ hai khẽ cười rộ lên, sờ đầu một cái, nói. Xem ra có điểm phiền phức đây. Hắn trong tay ấn quyết biến đổi, trước người đạo kim quang kia bỗng nhiên nổ lên, toàn bộ hoàn vũ hư không hơi bị rung động. Toàn bộ trên bầu trời vô số võng cách tuyến theo đó nhộn nhạo, hình như từng cái dây thường bị kéo căng, lúc này trở nên tùng tùng suy sụp. Cái gì? Mọi người đều là kinh hãi, Nhiễm Hiền bỗng nhiên quát dẹp đường. Khóa lại vô luận như thế nào đều phải khóa hắn lại. Không chung hơn 30 vị ám dạ xoa ai nấy lộ ra vẻ hoảng sợ, mau chóng bấm tay niệm thần chú đứng lên, thân thể của bọn họ giống như là từng cái đinh cắm ở trên trời cao, cấu thành cái trục của thiên la địa võng. Giờ khắc này, bang bang phanh, đột nhiên truyền đến vài tiếng bạo tạc, 7 tên ám dạ xoa ở trong tiếng kêu thảm thiết thân thể bạo thành huyết vụ, trực tiếp máu bắn ra trời cao. Toàn bộ thiên la địa võng thoáng cái hỗn loạn đứng lên, đặc biệt rơi xuống 7 người trong lúc đó. Đột nhiên hiện ra kim sắc tinh vân, phảng phất như thông hướng thế giới cực kỳ, vũ trụ tại chỗ. Tất cả mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ đứng lên, thiên la địa võng trực tiếp phong thiên tỏa địa, trong tam giới, trong ngũ hành vạn vật, đều tỏa nhập trong đó, căn bản không có gì có thể phá được. Bên trong tinh vân màu vàng kia hiện ra thân ảnh đạm nhiên của Trác Thanh Phàm, cũng ở dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người càng chạy càng xa. Cần gì chứ, cần phải nháo tới có người chết. Các ngươi mới hài lòng. Trác Thanh Phàm lắc đầu thở dài không ngớt, thân ảnh của hắn dần dần tiêu thất ở trong kim sắc tinh vân. Chỉ còn lại có một đạo tiếng cười yếu ớt lanh lảnh truyền đến, ở trên trời cao lần nữa vang lên. Khách đến không cần trong lồng vũ, xưa nay vạn sự như nước chảy. Mặc cho thương tùng trồng 10 dặm, năm nào do kiến phục linh sinh. Ha 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 ha, sau này còn gặp lại, lần sau lúc rảnh rỗi luận bàn trà nghệ hắc. Tiếng cười không ngừng mà trên không trung truyền ra, vang vọng khắp biển rộng. Toàn bộ hải tộc cường giả khuôn mặt trong nháy mắt tái xuống tới, ai nấy hai mắt phun lửa, hình như một tòa núi lửa tùy thời muốn phun trào. Toàn bộ hải thiên trong lúc đó dị thường tĩnh mịch, như là an bình trong chốc lát trước khi Sơn Vũ muốn đến. Đông Hải chi chủ, lục tộc chi vương, còn có vô số cường giả, đều là vô cùng xấu hổ và giận dữ ở bên trong tâm lan tràn. Khuynh toàn bộ Đông Hải chi lực ở đây, 7 thiên la địa võng, còn dễ dàng để cho Trác Thanh Phàm giết chết 7 tên ám dạ xoa, đạp không đi như vậy. Chuyện mất mặt như này nếu là truyền ra, Đông Hải vương giả bọn họ tất nhiên trở thành tứ hải trò cười, thậm chí thiên hạ trò cười. Thanh âm trong áng mây chậm rãi truyền ra, tựa hồ cực kỳ bất mãn nói. Ngân Linh, lấy thần thông của bộ tộc ngươi, hoàn toàn có thể ở trên hư không trung tùy ý xuyên toa. Vừa rồi vì sao không ngăn cản người nọ? Dưới biển rộng đột nhiên nổi lên một mảnh ngân quang, trong mơ hồ tựa hồ có linh quang ở trong đó chớp động. Trên biển nhân tộc cường giả mỗi người lại càng hoảng sợ, vội vàng bay ra, bị ngân quang chiếu lên trên người, cực độ khó chịu. Một đạo thanh âm du du từ bên trong ngân mang truyền đến, nói. Người nào biết ta không có xuất thủ? Cái gì, lẽ nào người đã xuất thủ? Trong vân thải truyền đến một đạo cực độ khiếp sợ, tất cả mọi người hoảng sợ đứng lên. Ở đây hội tụ toàn bộ Đông Hải cường giả, tuyệt không khả năng có người ở dưới bọn họ không coi vào đâu động thủ, mà không bị phát hiện, nếu là có, đó nhất định là thần. Thanh âm bên trong vân thải lo lắng nói. Không xuất thủ. Em gái ngươi vậy ngươi là có ý gì? Lôi hổ hỏa báo giận dữ giống lên, cảm giác chủ nhân Ngân Linh đang trêu đùa bọn họ. Những người còn lại cũng là trợn mắt nhìn, ở dưới loại Đông Hải sỉ nhục này, tất cả mọi người đều nén nổi giận trong bụng, muốn tìm một chỗ phát tiết ra ngoài. Ngân Linh chi chủ lo lắng nói. Bởi vì hắn thi triển hư không thuật xuyên toa trước đó, cũng đã đem ta trấn nhiếp, sở dĩ ta không có xuất thủ. Bởi vì ta biết, một ngày xuất thủ, lúc này ta đã chết. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, bọn họ biết Ngân Linh chi chủ tuyệt không nói lung tung. Nhưng cái kết luận này vẫn để cho trong lòng mọi người hoảng hốt, cùng với cực kỳ bất mãn. Hừm, hạng người ham sống sợ chết, cùng ngươi đều là Đông Hải lục tộc, thực sự là sỉ nhục của lão phu. Lôi hổ hỏa báo nộ quát một tiếng, liền một bên nổi giận nói. Trên vương tọa tên cường giả khôi ngô kia cũng là cực kỳ bất mãn, hừ nói. Lấy thực lực của ngươi, chẳng lẽ còn sẽ bị người nháy mắt giết chết phải không? Chỉ cần ngươi chặn lại hắn một chút. Chúng ta mọi người đồng loạt ra tay,
coi như đối phương thật là thập phương thần cảnh, cũng phải bị ngăn chặn xuống. Ngân Linh Chi chủ yếu ớt than thở. Người này tuyệt không phải là các ngươi thấy đơn giản như vậy, năm xưa Cổ Phi Dương Phong Hào Đệ Tam cũng làm cho mọi người hôi đầu thổ kiểm, người này bài danh càng ở trên Cổ Phi Dương, đâu phải là một thiên la địa võng là có thể khóa lại. Hừm, sợ chết thì sợ chết, không nên nhiều lý do như vậy. Lôi Hổ Hỏa Báo không nghe theo không buông tha, vừa nhịn xuống lửa giận lần thứ hai phun trào lên. Ngân Linh Chi chủ ủy khuất thở dài một cái, liền không thèm nói thêm, toàn bộ biển rộng ngân quang dần dần tiêu tán. Trên mặt Nghiễm Hiền âm trầm hầu như muốn nhỏ ra nước đây, lạnh giọng nói. Việc ngày hôm nay, ai cũng không cho phép nói ra, bằng không giết không tha. Vâng. Tất cả mọi người cảm nhận được cổ lăng liệt sát khí trên người hắn, ai nấy đáy lòng phát lạnh, vội vàng đáp. Huống hồ loại sự tình này cũng thực sự quá trên mặt không ánh sáng liễu, ai nói ra cũng chỉ có thể là tự mình tìm mất mặt. Ai, kỳ thực đây, cái này cũng có thể không trách Ngân Linh, theo ta thấy nha, cũng không phải là thực lực của hắn không được, mà là sợ lan đến rất rộng. Nữ tử bên trong Tử Ngọc Điêu Sa phân tích nói. Hiện nay Đông Hải và nhân tộc đánh một trận càng ngày càng nghiêm trọng, nếu chúng ta đem Trác Thanh Phàm giết, đó chính là cục diện không chết không thôi, sợ là trực tiếp tác động toàn bộ tứ hải, thậm chí xuất hiện lần nữa cục diện hải tộc binh lâm thánh vực. Tuy rằng chúng ta không có gì ngại, nhưng dù sao liên lụy đến thiên hạ thương linh. Đúng, tử phu nhân nói không sai, ta cũng cho rằng, đây mới là suy nghĩ chân chính của chủ nhân Ngân Linh, dù sao hắn đó là người thông tuệ nhất trong 6 người chúng ta. Trên vương tọa thân ảnh khôi ngô cũng là phụ họa, như có điều suy nghĩ gật đầu. Tất cả mọi người trong lòng buồn bực, biết mấy vị đầu sỏ này là đang cho mình dán thêm điểm bộ mặt, dù sao mọi người đi, bạt tai này có ba ba vang lên, thực sự quá khó coi. Nghiễm Hiền cũng là ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói. Tử phu nhân nói cực phải, giết Trác Thanh Phàm chuyện nhỏ, bất quá động đầu ngón tay mà thôi, dẫn phát lưỡng tộc đại chiến đó mới là chúng ta phải băn khoăn. Tử phu nhân tiếp tục nói. Việc cấp bách, là phải đem ma chủ tàn khu bắt lại, đây mới là đại sự liên lụy đến toàn bộ Đông Hải, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Trên bầu trời ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ đến, nhìn chằm chằm Đế Dạ và Tiểu Hồng, còn có đám người Lý Vân Tiêu. Đế Dạ sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Tiểu Hồng, vội la lên. Mau chóng cùng ta hợp hai làm một, chỉ cần Nghê Hồng thân thể cùng ma nguyên thân của ta kết hợp, đủ để chém giết đám cặn bã này. Tiểu Hồng lắc đầu nói. Trừ phi lấy ý thức của ta làm chủ, bằng không ta tuyệt sẽ không đáp ứng ngươi. Hừm, ngươi một nhà đầu ngu ngốc mà thôi, muốn ý thức cái gì? Đế Dạ sắc mặt trầm xuống, cũng không kiềm chế được nữa, mạnh hướng phía Tiểu Hồng tấn công đi qua. Tiểu Hồng liên tiếp lui về phía sau, mà cách đó không xa đám người Bắc Minh Kháng Thiên còn lại là gào thét lớn vào tới, cùng nhau vây công Đế Dạ. Hải Yêu Chi Địch kinh ngạc nói. Hai con ma đầu này dĩ nhiên tự mình đánh nhau, có ý tứ, chúng ta là bàng quan, hay là trực tiếp đem bọn họ bắt lại. Nghiễm Hiền thoáng trầm tư nói. Ma chủ tàn khu không phải chuyện đùa, tạm thời quan vọng, chúng ta trước đem đám cặn cặn bả nhân tộc này giết đi đã. Hắn lạnh như băng phất một cái ống tay áo, nói. Ai đến chém giết đám kiến hôi nhân tộc này cho ta? Lục tộc chi chủ đều là đứng chắp tay. Tựa hồ khinh thường đi làm loại sự tình này. Bên trong trăm dãy chiến xa, một gã cả người vẩy cá, trên người hải tộc tràn ra yêu khí cường đại tiến lên phía trước nói. Để ti chức cống hiến sức lực đi. Nghiễm Hiền nhìn hắn một cái, nói. Nguyên lai là toàn tu thống lĩnh, lấy lực đương của ngươi có thể đảm nhiệm được. Toàn tu thống lĩnh quá to. Nhất định không có nhục vương lệnh. Hắn cởi ra áo choàng, bước ra một bước tiến hướng phía biển rộng đi. Một loại cảm giác cực độ áp lực ở trong lòng mỗi người lan tràn, đều là cả người khó chịu dị thường, người trước mắt này tuyệt đối là cửu tinh vũ đế. Lý Vân Tiêu lớn tiếng nói. Nghiễm Hiền đại nhân, giết ma mới là đại sự khẩn yếu nếu là giết chúng ta, tất nhiên sẽ dẫn phát lưỡng tộc đại chiến tăng tiến một bước, tác động toàn bộ tứ hải, càng liên lụy đến thiên hạ thương linh, đại nhân nghĩ lại a. Nghiễm Hiền đỏ mặt lên, hiện lên vẻ tức giận. Đây chính là trước đó hắn dùng để giữ thể diện mà nói, lúc này từ trong miệng Lý Vân Tiêu nói ra, phảng phất như một cái lỗ tai, lửa ở trên mặt hắn nóng hừng hực. Hắn trầm tiếng gầm nhẹ nói. Các ngươi thì tính là cái cứt gì, giết thì giết,
lẽ nào cả nhân tộc còn sẽ vì các ngươi giết tới Đông Hải phải không? Giết! Lý Vân Tiêu vẻ mặt mồ hôi lạnh lã chã, phát hiện hoàn toàn ngược lại. Dưới trận thế như vậy, đừng nói hắn hiện tại thực lực cùi bắp, coi như là kiếp trước thời kỳ đỉnh phong, cũng chưa chắc chạy thoát. Trước đó chắc Thanh Phàm có thể từ trong thiên la địa võng thong dong rời khỏi, thực tại để hắn thất kinh. Xem ra nắm tháng dài rằng giặc, không chỉ có là hắn tiến bộ, những người khác cũng tiến bộ không nhỏ. Theo toàn tu từng bước đạp tới, sắc mặt của mọi người dị thường khó xem. Lý Vân Tiêu ôm một chút hy vọng nói. Tiểu Xuyên, trước đó ngươi là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nội tâm mọc lên chờ đợi, đều nhìn Mạc Tiểu Xuyên. Trước đó Mạc Tiểu Xuyên thực lực kinh thiên, nếu là có thể khôi phục lại thực lực, có thể mang theo mọi người mở ra một đường máu tới cũng nói không chừng. Mạc Tiểu Xuyên cười khổ lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là có người chiếm cứ cơ thể của ta, hiện tại hoàn toàn không cảm ứng được dị dạng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Lần này thật là lên trời không đường xuống đất không cửa. Mạc Tiểu Xuyên cười khổ nói. Lẽ nào sư phụ cũng không có cách gì sao? Cho tới nay, Cổ Phi Dương trong mắt hắn đều là gần như thần tồn tại, rất khó tưởng tượng hắn cũng sẽ có lúc không có chủ ý. Lý Vân Tiêu buồn khổ nói. Nhân lực có lúc cạn kiệt, ta cũng không phải thần. Trên bầu trời mọc như rừng, đều là thời đại này người mạnh nhất, căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Hừm, toàn tu hừ lạnh một tiếng, nói. Người mạo phạm hải tộc tôn nghiêm, chết. Hắn lãnh lệ quát một tiếng, trong tay một đạo hắc mang lóe ra dựng lên. Mọi người chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng trước mặt đè xuống, ở trên mặt biển nổ lên. Ầm ầm, mọi người phi độn mà chạy, cổ lực lượng kia nổ lên, mấy người tức thì bị nổ thành trọng thương, ngụm lớn thổ huyết không ngừng. Một người trong đó chính là Bạc Vũ Kình, hắn cả giận nói. Nghiễm Hiền, người ngay cả ta cũng muốn giết. Nga, ngươi lại là loại hàng nào? Nghiễm Hiền không mặn không lạt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt một mảnh băng lãnh. Ngươi! Bạc Phú Kình cả giận nói. Được, giỏi cho ngươi biết giả bộ a. Nghiễm Hiền cười lạnh nói. Nga, nguyên lai là Bạc Phú Kình, ta nói thế nào quen mặt như vậy? Nhất đẳng ngươi hơn 10 năm, như thế thất ước thật là đại trượng phu sao? Bạc Phú Kình hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Chuyện xảy ra có nguyên nhân, lẽ nào ngươi tuyệt không nhớ tình bạn cũ, thật sự muốn giết ta? Thanh âm bên trong vân thải kia đột nhiên nói rằng. Đại nhân, trên người người này có một lực lượng cực kỳ quái dị, không chỉ có thôn phệ thần nhãn chi lực của ta, hơn nữa để ta cảm thấy thập phần khó chịu, cực kỳ cổ quái a. Nghiễm Hiền biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt tuôn ra một đoàn quang mang, bỗng nhiên cười to nói. Ha ha, nghê thạch, nhất định là nghê thạch. Khối nghê thạch kia ngươi vẫn mang theo trên người a. Trên mặt hắn hưng phấn dị thường, kích động nói. Nghĩ không ra mấy chục năm qua rồi, ngươi không quản xa vạn dặm vội tới tặng cho ta nghê thạch, ta quả thật có chút không nỡ giết ngươi. Mọi người tất cả giật mình, bao quát hải tộc lục bộ, bọn họ đều là dưới bầu trời đều biết cường giả, tự nhiên minh bạch nghê thạch là vật gì. Ngay cả xa xa Đế Dạ và Tiểu Hồng đang chiến túi bụi, cũng là nhịn không được quay đầu. Khiếp sợ nhìn Bạc Vũ Kình. Bạc Vũ Kình sắc mặt đại biến, vốn có khối nghê thạch này hắn định dùng đến làm lợi thế cùng với Nghiễm Hiền đàm phán, không muốn bị đối phương phát hiện, lúc này hoàn toàn đã không có điều kiện ngang nhau. Nghiễm Hiền liếm môi, hưng phấn mà lại nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiểu Hồng, không hiểu nói. Nếu nghê thạch còn đang trên người ngươi, như vậy nghê hồng hóa linh chẳng lẽ là một khối khác? Hắn nhìn Bạc Vũ Kình, giễu cợt nói. Mất đi lợi thế cùng với ta đàm phán, Vũ Kình lão đệ có phải rất tức giận hay không, nên làm thế nào bảo mệnh đây? Toàn tu vẻ mặt cười nhạt, như là mèo vờn con chuột vậy, trong tay liên tục nhảy ra nhiều đóa cành hoa, từng cái nổ đi ra ngoài, nhìn mọi người chạy thục mạng hình dạng, cười to không ngớt. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt âm trầm, tập hợp lực lượng của bọn họ, vị tất không có khả năng đánh một trận, chỉ là chiến thắng tu toàn thì như thế nào? Cũng là một con đường chết. Đều là trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Trong mắt Bạc Vũ Kình chợt lóe sáng, hừ lạnh nói. Nghiễm Hiền, không nói đến nghê thạch có ở trên người ta hay không, ta còn có một đạo lợi thế cùng với ngươi đàm phán. Nga! Nghiễm Hiền hài hước cười lạnh nói. Mau nói đi, nói chậm có thể sẽ chết mất. Toàn tu cũng là cười ha hả,
từng đạo công kích từ trong tay nhấc lên, không chút kiêng kỵ hướng phía trên người Bạc Vũ Kình oanh đến. Bạc Vũ Kình giận dữ, lạnh giọng nói. Nhiễm Hiền, đại ca ngươi Nhiễm Nguyên hạ lạc ngươi không muốn biết sao? Cái gì? Nhiễm Hiền bỗng nhiên kinh hãi, thần sắc đại biến. Toàn tu cũng là toàn thân chấn động, trong tay công kích mạnh mẽ hướng sang bên cạnh vỗ đi, trực tiếp đánh vào bên trong biển rộng bên cạnh Bạc Vũ Kình, nhấc lên kinh thiên sóng biển. Bạc Vũ Kình điều tức một chút khí cơ trong cơ thể, cười lạnh nói. Thế nào, không giết ta? Trên bầu trời, lục tộc chi chủ cũng toàn bộ sắc mặt đại biến, ai nấy trầm mặc không nói. Năm xưa Đông Hải Vương cung đại biến, Nghiễm Hiền một chút giết thân ca ca Nghiễm Nguyên của mình, khiến cho cực đại rung động, thậm chí còn có hơn 10 tộc liên tiếp bị liên lụy, triệt để từ trong biển rộng tiêu thất. Việc này tuy rằng mọi người đều biết, nhưng là Đông Hải cấm kỵ, ai cũng không dám nhắc tới. Mọi người ai nấy lẳng lặng đứng thẳng, không dám cổ họng một tiếng. Trong mắt Nghiễm Hiền sát ý dần dần bạo khởi, lạnh giọng nói. Nghiễm Nguyên phản bội đã chết, người muốn lừa gạt ta. Bạc Vũ Kình châm chọc nói. Nga, ngươi xác định. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý cười nhạt, bộ dáng tựa hồ nắm chắc phần thắng, cười to nói. Tất cả mọi người tại đây đều có thể chứng kiến Nghiễm Nguyên không chỉ có không chết, hơn nữa thực lực càng hơn so với Nghiễm Nguyên khi trước, đó là hãm không đảo đảo chủ A, không chỉ có như vậy, hắn còn chiếm được hải thần lưu lại pháp hoa đài sen như thị ngã văn. Cái gì? Nghiễm Hiền cả người đại chấn. Còn lại hải tộc cũng là ai nấy kinh hãi không ngớt, tựa hồ không thể tin được. Như thị ngã văn là huyền khí của lịch đại tứ hải chi chủ, làm sao có thể bị người đạt được. Nhưng Nghiễm Hiền và lục tộc chi chủ cũng hết sức rõ ràng, pháp hoa đài sen như thị ngã văn vẫn luôn là dùng để trấn áp ma chủ phân thân. Hơn 10 năm trước Đông Hải Vương cung biến đổi lớn, phong ấn đại trận bị phá, như thị ngã văn cũng không biết tung tích. Bạc Vũ Kình tiếp tục cười lạnh nói. Có phải là rất giật mình, rất tuyệt vọng hay không? Ha ha, càng làm cho ngươi tuyệt vọng còn có, Nghiễm Nguyên đã luyện hóa như thị ngã văn, đột phá đến đỉnh phong vũ đế giết ngươi, chỉ là vấn đề thời gian thôi, ha ha ha. Trên toàn bộ biển rộng, ngoại trừ tiếng đánh nhau giữa Tiểu Hồng và Mano liên thủ giết đế dạ ra, cũng chỉ còn lại có tiếng cười to đắc ý của hắn, ở trên mặt biển truyền ra. Sắc mặt Nghiễm Hiền cực kỳ âm trầm, lạnh giọng nói. Coi như là ngươi nói là thật, điều này tựa hồ cũng không phải lợi thế để ngươi giữ được mạng sống đi. Bạc Vũ Kình lạnh lùng nói. Lợi thế giữ mạng sống của ta chính là, hiện nay thế gian, chỉ có ta mới có thể tìm được Nghiễm Nguyên. Nghiễm Hiền trầm giọng nói. Ngươi đã thuyết phục ta, có thể tạm thời không chết rồi. Hắn lăng không một tay chảo xuống, ngũ đạo thanh quang từ đầu ngón tay bay ra, trực tiếp bắn vào biển rộng. Dường như cái lồng đem Bạc Vũ Kình bao phủ vào trong đó. Sau đó hắn ngũ chỉ hợp lại, Bạc Vũ Kình tựa như cá trậu chim lồng bị thu hút trời cao, bị hắn bắt đi. Nghiễm Hiền sắc mặt âm lãnh, quát dẹp đường. Những người còn lại, đều giết đi. Dạ, toàn tu vội vàng lĩnh mệnh, biết không có thể chơi nữa, trên người khí tức cửu tinh vũ đế tuyệt cường bộc phát ra, tất cả mọi người đều cảm thấy cực độ áp lực. Bạc Vũ Kình kinh hô. Những người này cũng không có thể giết. Nghiễm Hiền hừ lạnh nói. Tác dụng của ngươi chỉ đủ bảo vệ một tánh mạng của mình ngươi, giết. Toàn tu lĩnh mệnh, ánh mắt ở trên biển rộng vừa chuyển, lộ ra một tia cười tà, mạnh mẽ một chưởng đã đánh ra. Phanh! Xa xa chỗ vài tên võ giả tụ tập, trong nháy mắt bị nổ phấn thân toái cốt, ngay cả một đạo kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Chết tiệt! Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Một cổ phẫn nộ vô biên gầm hét lên. Vừa vài tên võ giả chính tê đi ra hải chiến nhận tiểu đội thành viên, toàn bộ tiểu đội vốn là tử thương còn dư lại không có mấy người, dưới một kích kia, càng là ngay cả đội trưởng Lương Nguyên Cơ cũng triệt để bỏ mình. Nga, đồ cặn bã, ngươi thật giống như rất phẫn nộ nha. Toàn tu cười nhạt không ngừng, hài hước nhìn Lý Vân Tiêu, trực tiếp giơ tay lên, giơ lên thật cao. Hắn châm chọc nói. Dưới một ngón tay của ta đây, ngươi sẽ đến bồi bọn họ, hẳn là vui vẻ mới đúng. Tới, cười một cái cho ra. Cười em gái ngươi cười cả nhà ngươi tổ tông vương bát đản. Lý Vân Tiêu cả giận nói. Nếu là ra ra ngươi ta sẽ chết, cũng muốn kéo xuống ngươi làm cái đệm lưng ra cá. Trên người hắn một cổ vô hình lực nhộn nhạo lên, tựa hồ bế hẳn phải chết quyết tâm, ngẩng đầu ưỡn ngực từng bước một đi về phía trước.
Toàn Tu không có từ trước đến nay trong lòng cả kinh, chẳng biết tại sao dĩ nhiên nổi lên một tia kiêng kỵ. Điều này làm cho hắn cảm thấy vạn phần vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ. Phải biết rằng lấy tu vi cảnh giới của hắn, sẽ tuyệt không mạc danh kỳ diệu sinh ra tâm tình tới, còn đối phương bất quá là tam tinh vũ đế tu vi, ở trong mắt hắn so với con kiến hôi không khác biệt chút nào, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hừm, con kiến hôi, Cố Lộng Huyền hư. Cái loại kiêng kỵ này để nội tâm hắn một trận khó chịu, hừ lạnh một tiếng, trên ngón trỏ trán phóng ra một đạo quang mang, sẽ lăng không điểm xuống. Đột nhiên một đạo hắc sắc ma ảnh lăng không kéo tới, tinh vân hiện lên. Bắc Minh Kháng Thiên cả người ma khí ngập trời, hét lớn một tiếng đã một trưởng vỗ xuống, chính là Ngô Sinh Hữu Nhai. Trưởng thế tuy rằng rầm rộ, nhưng cái khó mà che giấu trên người của hắn chật vật, chính là bị đế giả có thiên sang bách khổng, vết thương buồn thiêu. Loại thi tiện, đi tìm chết đi. Toàn Tu hét lớn một tiếng, đầu ngón tay quang mang càng sâu đứng lên, đến lúc cải biến phương hướng, vãng ma khí tinh vân điểm giữa đến. Lực lượng khổng lồ nổ lên, hướng ra bốn phương tám hướng đánh tới, trên mặt biển bị một tầng khí tức kinh khủng bao phủ. Lý Vân Tiêu ngẩn ra, nghĩ không ra Bắc Minh Kháng Thiên dĩ nhiên gặp phải cứu hắn, mà Mano là không có ý thức, hắn không khỏi hướng tới Tiểu Hồng nhìn lại. Bắc Minh Kháng Thiên sau khi rời khỏi vòng chiến, Tiểu Hồng rõ ràng chống đỡ hết nổi đứng lên, còn lại Mano càng trực tiếp bị đế giả từng cái oanh đến phấn thân toái cốt, ngay cả Bắc Minh Lai Phong cũng hoàn toàn bị một trưởng vỗ chết. Trong mắt đế giả tuôn ra châm chọc, cười quái dị nói. Tự lo không xong còn muốn cứu người. Người nam nhân kia là người yêu của ngươi sao? Trên mặt Tiểu Hồng một mảnh băng lãnh, im lặng không lên tiếng, toàn thân toàn ý ứng phó, chỉ là càng ngày càng yếu. Trên mặt đế giả hiện lên vẻ kinh dị, ôn nhu nói. Ta ngươi vốn là nhất thể, không cần xung đột vũ trang như vậy. Huống hồ huynh đệ huyết phu ngoài tường ngự kỳ vũ, hiện tại toàn bộ Đông Hải cường giả đều bố thủ bầu trời, đừng nói ngươi muốn cứu người, chính là mạng của mình. Dù rằng từ trong tay của ta chạy trốn, cũng là bị bọn họ bắt đi. Hậu quả ngươi có từng nghĩ tới? Trong mắt Tiểu Hồng lóe lên một tia dãy giụa, tựa hồ lòng có sở động. Đế giả tiếp tục rượt dây đứng lên, nói. Ý thức tranh chấp kỳ thực cũng không cần thiết, chúng ta có thể song thức cùng tồn tại, có lẽ vượt qua nguy cơ trước mắt sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi có băng sát tâm diễm trong người, ta căn bản vô pháp xóa sạch ý thức của ngươi. Tiểu Hồng rốt cục bị thuyết phục, cắn răng nói. Vượt qua lúc khó khăn này, đó là lúc ta ngươi chia lìa. Ha ha, được. Đế giả đại hỉ đứng lên, trong tròng mắt tuôn ra một đoàn tử mang, cười to nói. Sớm nên như vậy nha. Hắn cả người nhất thời hóa thành ma nguyên tối đen như mực, hướng phía Tiểu Hồng vò tới. Tiểu Hồng trong mắt đã hiện lên vẻ phức tạp, tại trước mắt này, nàng chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân Tiêu một cái. Trong mắt một mảnh thanh minh thấu triệt, không nhiễm bụi trần. Lý Vân Tiêu cả người đại chấn, một cổ cảm giác không rõ rung động ở bên trong tâm tạo nên, tựa hồ có loại sinh ly tử biệt, dâng lên vô hạn bi thương, hắn theo bản năng hét lớn một tiếng, nói. Không nên. Đế giả đã nhảy vào trong cơ thể Tiểu Hồng, cặp mắt trong suốt sáng ngờ kia chậm rãi nhắm lại. Thân thể thuần khiết hoàn mỹ bị vô cùng ma nguyên dũng mãnh vào, trở nên một mảnh đen kịt đứng lên. Bầu trời biển rộng tất cả mọi người đều là trong lòng đại chấn, biến cố đột nhiên để cho bọn họ có chút trở tay không kịp, ai nấy cảnh giác nhìn chằm chằm. Dù sao tin đồn có liên quan tới ma chủ quá mức đáng sợ, mà năm đó Đông Hải Vương cung biến cố cũng rõ ràng ở trước mắt, những cường giả này nội tâm đều là trở nên khẩn trương. Ha ha ha, ha ha ha. Vô tận tiếng cười từ bên trong đoàn đen kịt truyền đến, thanh âm mang theo cực độ hưng phấn và vẻ điên cuồng. Một ma diễm ngập trời dựng lên, bốn phía nước biển đều bị trưng khô. Lý Vân Tiêu nhớ tới đôi mắt kia của Tiểu Hồng, trong lòng không hiểu đau xót. Đám người Nghiễm Hiền vẫn là lạnh lùng nhìn, bọn họ người đông thế mạnh, và lại đều là đương kim cường giả thiên hạ đều biết, tự nhiên không có gì phải sợ hãi, tựa hồ đang chờ đợi biến hóa. Đột nhiên toàn bộ ngoài khơi trở nên một mảnh ngân hà hiểu, một đạo ngân mang từ bên trong biển rộng chém ra, phát sinh quang mang cực mạnh chói mắt. Mục tiêu chính là đoàn ma diễm ngập trời. Ngân mang nhảy vào bên trong ma diễm, trực tiếp đem hắc ám khí thế ngập trời chém thành hai nửa. Vô biên ma khí ở dưới một kích này tựa hồ hoàn toàn tan tác, dần dần hướng phía bốn phía tán đi. Mọi người bỗng nhiên cả kinh,
ở bên trong ma diễm tứ tán đi, dĩ nhiên không có một bóng người. Ân, thú ngư, hắn ở đâu? Sắc mặt Nghiễm Hiền chợt trầm xuống, trong tròng mắt hiện lên vẻ kinh sợ, nếu để cho ma chủ tàn khu chạy thoát, đây cũng là một trò cười cực lớn. Thanh âm bên trong vân thải vang lên, thập phần ngưng trọng nói rằng. Nhìn không thấy hành tung, nhưng ta có thể khẳng định không đi. Dưới thiên la địa võng, trong vòng tam giới ngũ hành cũng không thể trốn chạy. Lời nói này nói xong, chính hắn cũng tựa hồ cảm thấy cực kỳ không thích hợp, thoáng cái không lên tiếng. Trên biển rộng, dưới một mảnh ngân quang hiện ra, chẳng biết lúc nào một đạo thân ảnh bén nhọn đặt trên đó, cả người ngân quang thấu triệt, diện mục quái dị. Nghiễm Hiền trầm giọng nói. Ngân linh, có thể có phát hiện. Ngân quang thân ảnh chậm rãi nói rằng. Ta có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn, thật giống như. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ngưng trọng nói. Thật giống như khắp bầu trời thủy nguyên tố giống nhau, tựa hồ không chỗ nào không có mặt. Không chỗ nào không có mặt, có ý tứ gì? Nghiễm Hiền quát dẹp đường. Lập tức đem hắn tìm ra giết. Ha 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 ha. Tiếng cười quái dị của đế giả ở bốn phương tám hướng vang lên, hưng phấn nói. Cảm giác tìm về cảm giác thực sự là tốt nha. Ngân linh chi chủ sắc mặt trầm xuống, trong tay một đạo ngân quang chớp động, trong nháy mắt đem biển rộng bổ ra, trực tiếp nhân thân như một, đâm về phía hư không nơi nào đó. Phanh! Một đạo cực kỳ cứng rắn vật nổi lên, trực tiếp đem ngân chủy trong tay hắn nắm bắt. Đó là một cánh tay đen kịt, nhưng mặt trên như là quang mang tối đen lấp lánh như bảo thạch. Thân thể đế dạ dần dần từ trong hư không hiển lộ ra, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, nói. Ma thể của ta, muôn đời bất diệt, huyền khí còn con này, có thể gây tổn thương cho ta mảy may. Ha ha ha! Hắn cuồng tiếu không ngớt, trong mắt hiện lên một tia sảng giọng, ngũ chỉ bỗng nhiên một chảo, ngân nhận bị hắn nắm trong tay lại bị đồ thủ bài loan. Ngân linh chi chủ trong lòng hoảng hốt, giận dữ mắng chửi một tiếng, một cước lăng không đá ra, vạn đạo ngân mang trực tiếp từ bên trong biển rộng vọt lên, như là một thanh kiếm khí phá không chém tới. Bang bang phanh! Ngân quang kiếm khí này đều chém ở trên người đế dạ, trực tiếp chấn đến hắn ở trên không trung liên tiếp lui về phía sau, trên người đồng thời kích động ra từng đám phù ấn đen kịt. A à, đế dạ giống to hơn vài tiếng, cả giận nói. Thân thể không trọn vẹn, thủy chung không thể hoàn mỹ a. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên chớp động, trực tiếp lăng không đã một quyền đánh xuống tới. Ngân linh chủ nhân trong tay huyền khí rót vào nguyên lực, trong nháy mắt từ trạng thái vặn vẹo bắn trở về, một kiếm chém về phía quyền mang. Ngân mang bị quyền kình trực tiếp nổ nát, trong biển rộng chấn khởi cột nước tận trời, chủ nhân ngân linh bị đánh bay ra ngoài, nhấc lên sóng biển vô biên. Trên bầu trời bên trong tử ngọc điêu xa truyền đến một tiếng khiếp sợ, nói. Chỉ là tàn khu, ngay cả ngân linh chi chủ đều không phải là đối thủ của hắn, nếu là thân thể trọn vẹn mà nói. Tất cả mọi người đều một mảnh lặng lẽ, tựa hồ không cách nào tưởng tượng ra ma chủ hoàn chỉnh lợi hại, đều là sắc mặt ngưng trọng không ngớt. Nghiễm Hiền lạnh lùng nói. Nếu không phải con ma này nghịch thiên khó chơi, cổ chi tiên hiền cũng sẽ không tốn hao công phu thật lớn đem nó chấn áp. Theo ta thấy hắn lúc này lực lượng cũng không gì hơn cái này. Thậm chí còn không bằng trước đó Trác Thanh Phàm, chư vị vứt bỏ chủng tộc phiến diệt, trợ giúp ta hàng phục con ma này. Tuân vương mệnh, mọi người cùng kêu lên quát dẹp đường. Nghiễm Hiền lúc này mới hài lòng gật đầu, nói. Ai muốn xuống phía dưới trợ giúp ngân linh một tay? Ta đến đây đi. Lôi hổ hỏa báo trầm giọng vừa quát, ngưng thanh nói. Bản tọa tử lôi thanh hỏa chính là trong thiên địa chí chí chính chi vật, vừa lúc khắc chế con ma này. Hắn trên không trung vừa chuyển, liền hóa thành một đạo lôi hỏa phi rơi xuống, hình như thiên ngoại vẫn thạch sáng quắc thiêu đốt, trên đó còn có tử lôi thoáng hiện liên tục. Trong lòng Lý Vân Tiêu khiếp sợ không thôi, từng đạo tử sắc sấm sét lóe ra tới, tuy rằng ánh sáng màu không tinh khiết, nhưng là chí cao thượng thanh tử phủ diệt thế thần lôi không thể nghi ngờ. Lôi hổ hỏa báo bộ tộc này hắn hồi lâu trước cũng đã biết, tuyệt không có đám cao thủ này, nghĩ không ra hơn 10 năm sau, cũng ra nhân vật tuyệt thế như vậy. Trở thành Đông Hải nhất phương bá chủ. Xa xa đang cùng Bắc Minh Kháng Thiên đánh nhau túi bụi, toàn tu sắc mặt không ngừng biến hóa, nguyên bản hắn là chủ chiến trường, thoáng cái đã trở thành vai diễn phối hợp. Hơn nữa ở dưới rất nhiều cường giả chứng kiến, hắn lại thật lâu bắt không được trước mắt chính là Mano, để nội tâm hắn một trận phiền toái.
loại ti tiện đáng chết. Toàn tu cắn răng tức giận mắng, trong cơ thể truyền đến tiếng cốt bạo đùng đùng, hình như đầu khớp xương ở trong người du đãng đều hội tụ đến trong tay phải. Đùng đùng, mấy khúc đầu khớp xương màu trắng xuyên phá ra lồi đi ra, không ngừng nối ở một khối, như là một đại ma hoa trắng sáng. Bách hài cửu khiếu, lục căn giải thoát. Toàn tu hét lớn một tiếng, đầu khớp xương ngưng kết bánh quai trèo chợt nổ lên, hóa thành vô số gai xương dọc theo ngoài khơi đâm ra. Bang bang phanh, thân thể Bắc Minh Kháng Thiên bị từng cái gai xương này chọc ra vô số cái động khẩu, cả người như là xuyến đốt bị vô số bạch cốt tùm treo trên không trung, lại hồn nhiên không hề cảm giác đau nhức, vẫn như cũ gào thét lớn muốn chiến. Hừm, mặc cho ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng phải đi tìm chết cho ta. Toàn tu hung ác cười một tiếng, tay trái chợt bấm tay niệm thần chú, vô số bạch cốt tùm thoáng cái đều mở ra, rậm rạp chẳng chịt đem Bắc Minh Kháng Thiên trói buộc chặt chẽ. Sau đó bạch cốt kinh khủng kia bay nhanh thu hồi trong cơ thể hắn, trực tiếp đem Bắc Minh Kháng Thiên cả người đều hút thu vào. Đùng đùng, trong cơ thể hắn lần thứ hai truyền đến các loại cốt bạo, cả người thoáng cái khôi phục bình thường, hơn nữa trên bụng vểnh lên một vòng, giống như là ăn no. Cái này, nhân tộc võ giả may mắn còn tồn tại đều là cả người toát ra mồ hôi lạnh, một gã ma hóa cửu tinh vũ đế, cứ như vậy bị hắn ăn hết. Lý Vân Tiêu cũng ngây dại trước mắt, nhưng trong con ngươi lại là hàn mang chớp động. Ma nguyên lực mạnh mẽ bao nhiêu hắn hết sức rõ ràng, tuy rằng toàn tu nuốt vào Bắc Minh Kháng Thiên, nhưng muốn tiêu hóa hết cũng như người si nói mộng. Quả nhiên, cái bụng hắn bắt đầu phập phồng lên, thoáng cái biến hóa thật lớn. Toàn tu biến sắc, một tay bấm tay niệm thần chú, một đạo bạch sắc ấn ký ở trước người hiện lên, sau đó chậm rãi hút vào trong bụng. Cái bụng sưng lên lại chậm rãi xẹp xuống phía dưới, dần dần khôi phục như thường. Lý Vân Tiêu hoảng sợ đến trong mắt đều lồi đi ra, phải biết rằng ma khí không có gì không thay đổi, ngoại trừ thần dịch lực và chân long khí loại trí cường năng lượng này ra, căn bản hiếm có khắc tinh. Toàn tu hấp thu Bắc Minh Kháng Thiên, tựa hồ đối với bọn họ cũng không hứng thú, mà là bay thẳng đến bên cạnh Ngân Linh chủ nhân, cung kính hành lễ nói. Ngân Linh đại nhân, ta đến trợ giúp ngài. Ngân Linh chủ nhân mặt không biểu tình, lạnh lùng ngưng mắt nhìn tiền phương. Tử lôi thanh hỏa từ trên trời giáng xuống, muốn đem toàn bộ biển rộng trưng khô, trực tiếp hướng tới trên người đế giả ép đến. Đế giả cuồng vọng không kềm chế được thần sắc thu vào, lộ ra một tia ngưng trọng, lẩm bẩm. Tử lôi sao? Thế gian này lực lượng có thể làm cho hắn kiêng kỵ xác thực không nhiều lắm, nhưng thượng thanh tử phủ diệt thế thần lôi tuyệt đối là một trong thần thông hắn kiêng kỵ nhất. Hừm, bất quá là biến dị thành tử sắc mà thôi, chút lực lượng ấy muốn giết ta, kém đến xa. Đế giả điên cuồng cười một tiếng, hai tay giấy lên hai luồng hỏa diễm tuyệt nhiên bất đồng, một đạo cực âm, hàn khí tận trời, một đạo cực dương, nóng cháy thiên lý. Hai luồng hỏa diễm bỗng nhiên ở trước người hợp lại, toàn bộ thiên hải tùy theo rung động, dường như hai cực điên đảo, hải thiên đảo ngược. Một đoàn hỏa hoa trắng sáng ở trên song trưởng của đế dạ nhảy lên, ngọn lửa kia mắt thấy thình lình ở đó, nhưng thần thức vô luận như thế nào nhận biết, đều giống như trống không một vật. Nhưng trong lòng toàn bộ cường giả đều dâng lên một cảm giác sợ hãi cực độ, phảng phất như ở dưới đoàn bạch hỏa kia, toàn bộ thế giới đều phải bị nó thôn vệ đi vào. Lý Vân Tiêu cũng là tâm trạng hoảng sợ, trước đó trên người hồ lô tiểu kim cương bạch sắc tâm diễm cũng đã khiến người tâm kinh đảm hàn, trong tay đế giả đoàn hỏa diễm này càng uy lực nhân, trực tiếp để linh hồn hắn sinh ra một sợ hãi. Ha 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 ha, hư vô chi hỏa, băng sát tâm diễm. Đế giả cười như điên. Khuôn mặt của hắn ở dưới hỏa diễm chiếu rọi trở nên cực độ vặn vẹo dữ tợn, bỗng nhiên hai tay ngưng trường, đã hướng phía tử lôi thanh hỏa vỗ tới. Không tốt! Ngân Linh chi chủ vội vàng quát một tiếng, cả người hóa thành một đạo ngân quang, phi tập mà lên. Trên ngân nhận chém ra một kiếm, chém thiên, chém địa, chém người, tam thức kiếm thế hợp nhất, bổ xé thiên không đại địa, chém ra biển rộng. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút, gương mặt khiếp sợ. Tam trảm kiếm thế tuy không phải hắn đầu tiên sáng chế, nhưng thiên hạ mênh mông, có thể thu ra được ba kiếm này rất ít người có thể đếm được. Ngân kiếm chi quang cắt bầu trời biển rộng, hướng phía băng sát tâm diễm chém tới. Đồng thời trên bầu trời trong tử lôi thanh hỏa hiển hóa ra thân ảnh của lôi hổ hỏa báo, cũng là hét lớn oanh đến lôi hỏa chi quyền. Ầm ầm, ba cổ lực lượng trong nháy mắt đánh vào cùng nhau, phóng xuất một đạo nổ vang.
sau đó cảnh tượng cũng để mọi người thất kinh, chỉ thấy băng sát tâm diễm nổ lên, sau đó toàn bộ thời không tựa hồ bị ngưng đọng lại. Xung quanh ba người đều một mảnh lam nhạt kết tinh sắc, ngay cả năng lượng cơn lốc cũng bị đông cứng, vẫn duy trì trạng thái lúc nổ lên. Thời gian và không gian vào giờ khắc này tựa hồ đã không tồn tại nữa, đều bị nuốt vào bên trong hư vô chi diễm. Mọi người ở đây triệt để ngây ngốc, hóa thành đạm lam sắc hỏa diễm trong lúc bất chợt nhảy lên một cái, toàn bộ thời không động lại chợt cởi ra. Ầm ầm ầm. Vô biên năng lượng cơn lốc giải khai, toàn bộ thế giới hơi bị hủy diệt. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đã cảm thấy lực lượng hủy diệt đập vào mặt, cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà để mọi người lần thứ hai kinh ngạc là, cổ lực lượng đập vào mặt này thoáng cái toàn bộ thu về, đều bị hút vào trong băng sát tâm diễm. Một đóa tiểu hoa trắng sáng hiện lên ở trước mặt mọi người, nhảy lên liên tục, lại làm cho mỗi người đáy lòng phát lạnh. Đóa tiểu hoa đã thiêu đốt ở dưới song trưởng của đế dạ, dần dần tắt rơi. Phanh! Ở trong nháy mắt đóa băng sát tâm diễm kia biến mất, ba người phảng phất đã bị vô cùng trùng kích, ai nấy đều bị đánh văng ra. Trên người đế dạ ma diễm ngập trời chợt giảm, cả người ở trên mặt biển bị đánh bay vài trăm thước. Mà lôi hổ hỏa báo và chủ nhân ngân linh còn lại là đều phun ra một búng máu tươi, hai người ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi, đã bị thương trong người. Dầm! Toàn bộ hải tộc đều tiếng động lớn ồn ào lên, thoáng cái quân tâm đại loạn, toàn bộ hải tộc đều là lộ ra mãnh liệt kinh hãi, phảng phất như khó có thể tiếp thu một màn trước mắt. Đông hải võ giả cực mạnh, lục tộc chi chủ, lại ở dưới tình huống liên thủ bị đối phương chấn thương. Lục tộc chi chủ cao cao tại thượng hình tượng vô địch ở trong lòng mọi người đột nhiên sụp đổ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là đối với đế dạ sinh ra sợ hãi cực lớn. Nghiễm hiền đồng dạng là trong lòng hoảng hốt, trong ánh mắt tản mát ra vô tận băng lãnh, lạnh giọng nói. Lục tộc chi chủ, cùng ta đồng loạt ra tay. Trên người hắn mạnh mẽ vọt lên long uy ngập trời, ở trên trời biến ảo ra, một đạo thanh sắc hình rồng ở trên hải không bay lượt, dần dần xoay quanh ở phía sau Nghiễm hiền. Bốn người khác cũng không dám khinh thường, đều hóa thành bốn đạo quang mang, bay lượn bên cạnh của đế dạ, hình thành liên thủ chi thế. Trên biển rộng một mảnh tĩnh mịch, mỗi người đều nín hơi thở, tựa hồ quên mất tất cả, toàn thân toàn ý chú ý trước mắt một trận đánh khoáng cổ tuyệt kim. Lý Vân Tiêu cũng là trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh, một đạo cường giả chiến ý ở bên trong tâm dâng lên. Đế dạ vừa rồi biểu hiện ra thực lực, đã không ở dưới đỉnh phong của hắn kiếp trước. Lục tộc chi chủ mấy kẻ này, hắn kiếp trước liền giao thủ qua vài lần, dưới sự liên thủ hắn cũng chỉ có một đường trốn chạy, mà đế dạ lại có thể dưới một trưởng chấn thương hai vị. Đây vẫn chỉ là một phần hai ma nguyên và một phần năm thân thể kết hợp, nếu để cho con ma này khôi phục đỉnh phong, sợ là thần cảnh trong truyền thuyết cũng không có thể làm gì được hắn. Toàn bộ Đông Hải bảy người mạnh nhất, đem đế dạ vây ở trong đó, bên ngoài còn có trên trăm tuyệt đỉnh cường giả, cùng với thiên la địa võng. Một trận chiến này Đông Hải là tình thế bắt buộc. Vân Thiếu. Mạc Tiểu Xuyên đột nhiên la hoảng lên, thân thể của hắn chẳng biết tại sao run rẩy liên tục, tựa hồ có chút không bị chính mình khống chế. Hắc Liên Thiểu Hoàng không nhịn được nói. Kết cục xấu nhất bất quá chết một lần mà thôi, không cần sợ thành như vậy. Hắn sau khi từ trong giới thần bi đi ra ngoài, căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ, chỉ đủ khó khăn lắm bảo mệnh, để hắn vẫn phiền muộn không gì sánh được. Cả người đều phải muộn bị hư. Lý Vân Tiêu sợ hãi nói. Chuyện gì xảy ra, người nọ lại tới nữa rồi. Mạc Tiểu Xuyên run rẩy lắc đầu nói. Không, cũng không phải ta, cơ thể của ta, hình như có, khác thường. Hắn cố nén run rẩy, khi nói ra những lời này, cả người đã sắc mặt một mảnh tái nhợt. Chanh! Đột nhiên một đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, trực tiếp xông lên cửu tiêu. Kiếm khí kia mạnh mẽ, ngay cả xa xa bảy đại tuyệt đỉnh cao thủ ngưng thần chuẩn bị chiến tranh đều là hơi bị ghé mắt, lộ ra vẻ giật mình. Mạc Tiểu Xuyên cắn răng nói. Là kiếm này, ta sắp không khống chế nổi rồi. Hai tay hắn bắt ra một đạo quyết ấn, muốn để cho mình chấn định lại, nhưng quyết ấn này ở trước người lại luôn luôn một đoàn kim quang, vô pháp ngưng tụ thành hình. Lý Vân Tiêu sắc mặt phát lạnh, quát dẹp đường. Vô luận như thế nào đều phải dưới áp chế lại, ngươi là chủ nhân của kiếm, mà không phải là kiếm nô. Tâm không có vật gì khác, bão nguyên thủ nhất. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, trong tay hiện lên một đoàn kim mang,
chính là thần dịch lực tuôn ra, trực tiếp lăng không hóa thành mấy đạo quyết ấn, nhất nhất đánh vào trong cơ thể Mạc Tiểu Xuyên, trợ giúp hắn chấn áp kiếm linh. Kiếm khí khổng lồ trên bầu trời ngưng tụ không tiêu tan, khí minh rõ ràng càng ngày càng mạnh, dần dần hiện ra hư ảnh cự linh phun ra nuốt vào. Mà thân thể Mạc Tiểu Xuyên còn lại là ở dưới thần dịch lực của Lý Vân Tiêu trợ giúp dần dần thở bình thường lại, bắt đầu dụng tâm tế kiếm, không vì khống chế. Xa xa đông đảo cường giả đều là hoảng sợ nhìn đạo hư ảnh trên bầu trời, ai nấy kinh hãi không thôi. Hư ảnh mặc dù không cách nào ngưng hình đi ra, lại cho bọn hắn một loại uy áp vô thượng. Loại uy áp này đến từ chỗ sâu trong linh hồn, truyền thừa từ viễn cổ, tựa hồ ở vô số năm tháng trước, hải tộc tổ tiên đã đối với loài vật này quỳ bái. Giống. Sau lưng Nhiễm Hiền chân long ảnh tượng ngẩng đầu giống dài một tiếng, tản mát ra long tức đến đối kháng với thôn thiên cự linh uy áp. Lý Vân Tiêu cũng là nhìn thôn thiên hư ảnh kinh nghi bất định đứng lên. Dùng chân linh làm kiếm linh, loại chuyện nghịch thiên hoang đường này căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ, hơn nữa thôn thiên còn là tồn tại trong thượng cổ chân linh bài danh tương đối gần trước. Trước mắt đạo thôn thiên kiếm linh này, tựa hồ cũng không phải là chân linh chi linh hoàn chỉnh, bằng không dưới bầu trời này, ai có thể ngăn trở một kiếm như vậy. Lý Vân Tiêu nói thầm một tiếng đáng tiếc, cũng không biết sốt cuộc cớ gì đạo kiếm linh này đích thật là có không trọn vẹn tồn tại. Còn có một người nhìn chằm chằm thôn thiên cự linh, trong mắt thần sắc dị thường phức tạp, tràn đầy vẻ hâm mộ vô tận. Chính là Bạc Vũ Kình bị hải tộc nhốt lại. Nghê thạch phản phệ đã từ từ bị hắn đè xuống, thân thể bắt đầu dần chuyển biến tốt đẹp, nếu không phải có thể đều khôi phục, mặc dù chính mình tạm thời bảo trụ một mạng, cũng sớm muộn phải chết ở trong tay của Nghiễm Hiền. Bạc Vũ Kình ở sau ngắn ngủi thất thần, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục điều tức. Kiếm linh của Mạc Tiểu Xuyên khiến cho tứ phương ghé mắt, mọi người kinh nghi bất định. Nhưng theo thân thể của hắn ổn định lại, thôn thiên cự linh chậm rãi thu hồi hung thần chi tượng, dần dần trở về trong cơ thể. Nhưng hải tộc tất cả mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng, cũng không dám đem người này cho rằng đống cặn bã nữa, Nghiễm Hiền trầm giọng nói. Toàn tu, những nhân tộc võ giả này để ngươi nhìn kỹ. Dạ. Toàn tu vội vàng đáp, trong lòng hắn cũng khiếp sợ, cảnh giác nhìn chằm chằm những nhân tộc võ giả này, để tránh khỏi bọn họ quấy nhiễu giết ma. Lý Vân Tiêu truyền âm nói. Tiểu Xuyên, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Có thể cảm ứng được kiếm linh tồn tại. Mạc Tiểu Xuyên giơ lên mi mắt lai, nói. Mơ hồ có thể phát hiện nó ở trong kiếm ngủ say, như ẩn như hiện có thể nghe được tiếng hít thở. Trong lòng Lý Vân Tiêu vui vẻ, nói. Ngươi lại lẳng lặng cảm thụ, tăng mạnh cùng với kiếm linh liên hệ, chờ bọn hắn giết túi bụi, chúng ta đột nhiên xuất thủ phá vỡ thiên la địa võng, cầu một đường sinh cơ. Mạc Tiểu Xuyên cả kinh nói. Thiên la địa võng này không phải không có gì không vây bắt sao? Lý Vân Tiêu nói. Theo lý là như vậy, nhưng đã bị Trác Thanh Phàm phá vỡ một góc, không chỉ có uy lực giảm nhiều, càng có tỷ vết xuất hiện. Đợi lát nữa chỉ cần đế dạ xuất thủ, tất nhiên là long trời lở đất. Chính là lúc chúng ta rời khỏi. Mạc Tiểu Xuyên ngầm hiểu, bắt đầu lẳng lặng bão nguyên thủ nhất, cùng với kiếm linh cảm ứng lẫn nhau. Lý Vân Tiêu còn lại là truyền âm ra, thông báo cho mỗi người. Nhân tộc võ giả nghe nói còn có sinh cơ, mỗi một người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, bắt đầu dấy lên tinh thần. Toàn tu đã nhận ra mọi người biến hóa, hừ lạnh nói. Các ngươi đang đánh cái chủ ý gì? Bản tọa trấn thủ, các ngươi trái lại nhận mệnh đi. Hiện tại thành thật một ít cho ta, chờ sau khi chu diệt ma đầu có thể giữ mạng sống cũng nói không chừng. Tất cả mọi người đều khinh thường hừ lạnh một tiếng, lộ ra vẻ băng lãnh và khinh miệt. Sĩ khả sát bất khả nhục, tuy rằng ai cũng không muốn chết, nhưng con đường võ đạo cùng nhau đi tới, lại có mấy người sẽ sợ chết. Toàn tu thấy mọi người biểu tình như thế, nhất thời giận tím mặt, đang muốn động thủ giáo huấn mọi người. Đột nhiên hắn biến sắc. Bên trong cái bụng truyền đến cổ táo thanh, cái bụng thoáng cái phồng lớn lên. Hắn hoảng sợ hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, một bạch sắc ấn ký ở lòng bàn tay hiện lên, cái bụng kia không ngừng mà biến hóa hình thái, cuối cùng vẫn áp chế xuống, chỉ bất qua sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Đế dạ hai chân cùng tồn tại, dẫm nát trên biển rộng, hắn đột nhiên lăng không hướng trên mặt biển điểm ra một cái, phanh một tiếng nổ vang lên một đoàn bọt nước. Một con cá nhỏ đành đạch bị hắn nắm trong tay. Hắn hài hước giơ lên cá nhỏ, hỏi nói. Đây là cái gì? Mọi người nhướng mày,
không biết rõ trong hồ lô của hắn muốn làm cái gì. Nghiễm Hiền hừ nói. Tạp ngư. Đế Giả cười, nói. Không sai, chính là tạp ngư. Hắn đem cá nhỏ ném trở về biển rộng, sau đó lại lăng không mấy cái, bang bang phanh ngoài khơi nổ lên, đại lượng cá nhỏ bị oanh ra khỏi mặt biển, hắn cười nói. Những con này thì sao đây? Nghiễm Hiền nói. Vẫn là tạp ngư. Đế Giả cười ha hả, nói. Chính mổ một con tạp ngư là tạp ngư, một đám tạp ngư vẫn là tạp ngư. Các ngươi đám tạp ngư này cho rằng liên hợp lại, liền cho là mình sẽ không phải tạp cá sao? Đáng chết! Sắc mặt Nghiễm Hiền phát lạnh, nguyên lai là bị hắn đặt bẫy mắng một trận, lạnh giọng nói. Ngoài miệng chiếm lợi, là có thể cho ngươi ngày hôm nay sống sóng rời khỏi sao? Phía sau hắn long ảnh thoáng cái rít gào ra, quanh quẩn trên không trung mấy vòng, từng đạo kim quang bay lên, dẫn động thiên địa chi uy. Kiến long tại điền. Nghiễm Hiền quát lạnh một tiếng, hình rồng to lớn lăng không xuống, toàn bộ biển rộng phát sinh run rẩy kịch liệt, nước biển hướng ra bốn phía không ngừng thối lui, lộ ra một mảnh chân không thật lớn phương viên mấy ngàn thước. Lục tộc chi chủ cũng là đều tự quả đấm bấm tay niệm thần chú, cảnh giác chấn thủ nhất phương, tùy thời nhi động.